Dương Quá đi tới, đôi mắt ướt át như nhi đồng phạm sai lầm. Tỷ tỷ, người có biết ta rất nhớ ngươi hay không? Lớn mật, dám cản rỡ trước mặt nhị công chúa. Trung niên nhân hét lớn một tiếng, trừng mắt nhìn Dương Quá. Đại ca, có phải ngươi nhận lầm người rồi hay không? Lục Tâm Đồng cùng Lục Lâm Thiên đi tới bên cạnh Dương Quá, Lục Tâm Đồng sợ hắn gặp nguy hiểm liền đưa tay kéo hắn ra sau. Lục Lâm Thiên nhìn nữ tử, ánh mắt vô cùng nghi hoặc. Ta làm sao nhận sai được, sẽ không, sẽ không. Dương Quá cũng không giãy giụa, thân hình run rẩy nói. Trung niên nhân nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt vô cùng kiêng kỵ, nói. Nhị công chúa, Nghiệt trưởng lão trong tộc đã căn dặn, nhất định phải mang hắn trở về, cho dù là nhị công chúa cũng không thể làm trái mệnh lệnh. Ta làm việc, không cần các ngươi khoa tay múa chân. Nữ tử trách mắng. Dứt lời, ánh mắt nàng nhìn qua Tiểu Long. Tiểu tử, theo ta trở về một chuyến đi. Ha ha, buồn cười, có ta ở đây, ngươi cảm thấy Thanh Long tộc các ngươi có thể mang người đi hay sao? Đại hán hùng vĩ cười lớn nói, dáng vẻ vô cùng bá đạo. Huyền Vũ, tiểu gia hỏa này là người của Thanh Long tộc, nhất định mang về. Nữ tử nhìn qua đại hán áo đen, lãnh đạm nói. Long Yên, tiểu gia hỏa này làm sao là người của Thanh Long tộc, ta ở đây, người đừng mơ tưởng, người cũng do ta mang đi. Đại hán thản nhiên nói, lại nhìn qua Tiểu Long. Tiểu tử kia, đi theo ta, có ta ở đây ngươi sẽ được an toàn, Thanh Long tộc cũng không làm gì được ngươi. Ngươi là ai? Tiểu Long thoáng do dự hỏi. Huyền Vũ, có ta ở đây, tuyệt đối không giao người cho ngươi. Ánh mắt nữ tử trầm xuống nói. Hừ, hôm nay ta nhất định phải mang tiểu gia hỏa đi cùng, ngươi ngăn cản không được. Đại hán áo đen lạnh lùng nói, khí thế lập tức lan tràn. Cho ta xem thử, mấy năm nay ngươi có tiến triển gì? Ánh mắt nữ tử trầm xuống, đột nhiên vươn tay vỗ thẳng về hướng đại hán, không gian vặn vẹo. Một đạo trưởng ấn bắn ra, tựa hồ như cố ý ra tay, nhưng không biết trong lòng suy nghĩ chuyện gì. Cũng cho ta nhìn xem mấy năm nay thực lực của ngươi đã tới tình trạng nào. Đại hán hét lớn một tiếng, một đạo trưởng ấn ầm ầm bay ra. Hai đạo trưởng ấn khoảnh khắc va chạm lẫn nhau, cũng không nghe âm thanh nổ tung kinh thiên động địa, chỉ thấy trong nháy mắt va chạm hào quang tán phát chói mắt, không gian lốc xoáy hình thành một động sâu tối đen như hắc động. Ca ca. Không gian xung quanh động sâu nứt vụn thành từng khúc, hắc mang làm linh hồn người phủ phục. Suy, năng lượng ngập trời nháy mắt bị hút vào trong động sâu biến mất, không gian run lên, hai cường giả khủng bố vừa xong một chiêu. Hừ, Long Yên, thực lực của ngươi cũng không gì khá hơn cả. Đại hán hét lớn một tiếng, chiêu thức biến đổi, một đạo quyền ấn lập tức bay ra, không gian lại phá nát. Huyền Vũ, ngươi cũng không gì khá hơn ta đâu. Nữ tử chợt quát, tay ngưng thành chảo, lập tức vỡ áp tới. Hiu hiu. Chỉ chớp mắt hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu, cũng không có âm thanh nổ bạo quá lớn hay năng lượng va chạm vào nhau, thực lực tu vi của hai người đã tới mức vô cùng khủng bố, không hề lãng phí chút năng lượng nào. Phanh. Không gian run rẩy, một trường va chạm, năng lượng quang mang khuếch tán. Đặng đặng. Thân hình cả hai bật lui ra sau mấy bước, mỗi bước đều đạp vỡ hư không. Tu vi thực lực vô cùng khủng bố. Ha ha, cũng không kém lắm. Đại hán ổn định thân hình, ánh mắt nhìn chăm chú nữ tử. Ngươi cũng không yếu. Nữ tử lảo đảo lui ra phía sau, cũng đã dừng ổn thân hình. Lại đến, hôm nay người nào thắng là có thể mang đi tiểu gia hỏa kia. Đại hán hét lớn một tiếng, trong mắt bắn ra tinh quang, bàn tay nắm chặt, năng lượng cuồn cuộn tràn ngập, lại lao về hướng nữ tử. Vậy xem ai đủ tư cách. Nữ tử nhíu mày, lại vung tay lên, một đạo quang mang vô hình tràn ra, năng lượng bao trùm thổi quét, không gian xung quanh đột nhiên phá nát. Phanh phanh. Hai thân ảnh mang theo lực xé rách không gian va chạm lẫn nhau lần nữa, mỗi lần va chạm hào quang lại bộc phát như ánh mặt trời chói chang tán phát. Thật mạnh, đây mới là cường giả tuyệt đối. Lục Lâm Thiên nhìn lên không trung nhủ thầm, hắn biết mình không thể theo kịp. Chỉ sợ có sư phụ thánh thủ linh tôn cùng tứ đại tôn tổ sư thúc là có thể so sánh. Mọi người lui về trong trận. Thánh thủ linh tôn nhìn lên bầu trời, thủ ấn lặng yên kết xuất, không gian giống như xúc địa thành thốn, nháy mắt co rút lại, toàn bộ cường giả phi linh môn đột nhiên rơi vào trong tinh nguyệt thiên sát đại trận. Các ngươi cứ từ từ mà đánh,
ai có tự tin phá vỡ được tinh nguyệt thiên sát đại trận cùng thần khí trong tay bản tôn, thì cứ mang người đi. Âm thanh thánh thủ linh tôn rơi xuống, hư ảnh run lên, Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng cùng Tiểu Long chỉ cảm thấy không gian khí lưu trước mắt chợt lóe, sau đó đã hiện ra bên trong phi linh môn. Phanh phanh, trên không trung, năng lượng trầm thấp nổ tung truyền tới, hai người đang giao thủ nháy mắt liền dừng lại. Đại hán hùng vĩ nhìn quang cháo bao phủ cả phi linh môn, thần sắc biến đổi, lập tức cười to nói. Long Yên, người đi phá trận đi, ha ha, ta đi trước. Suy, vừa dứt lời hắn đã xé mở không gian xung quanh, thân ảnh lập tức biến mất không còn nhìn thấy. Nữ tử tuyệt mỹ cũng không ngăn cản hắn, nhìn quầng sáng bao quanh phi linh môn, nhíu mày nói. Đều trở về đi. Nhị công chúa, trưởng lão trong tộc có lệnh. Trung niên nhân tựa hồ muốn nói gì, nhưng lời còn chưa dứt đã bị nữ tử cắt đứt. Các ngươi làm mất mặt Thanh Long hoàng tộc còn chưa đủ sao, chẳng lẽ các ngươi có thể phá vỡ đại trận này, hay các ngươi cho mình là đối thủ của thánh thủ linh tôn? Sắc mặt trung niên nhân run rẩy lên, nhưng không nói thêm lời nào. Đi thôi. Nữ tử nhìn về hướng phi linh môn, ánh mắt thở dài, tay vung lên, không gian xung quanh vỡ ra, thân ảnh tiến vào bên trong biến mất không thấy. Sắc mặt năm đại hán thật khó xem, mang theo vẻ oán hận chật vật thê thảm đi theo sau nàng. Tỷ tỷ, nhìn thấy nữ tử rời đi, Dương Quá lập tức lao theo. Đại ca, người bình tĩnh một chút. Thân ảnh Lục Lâm Thiên chợt lóe, kéo Dương Quá, nhíu mày nói. Người đuổi không kịp đâu, đuổi kịp cũng vô dụng, có lẽ người thật sự nhìn lầm người. Sẽ không mà, ta làm sao có thể nhận lầm. Dương Quá thì thào nói nhỏ, âm thanh có chút khàn đục. Ai? Thánh thủ linh tôn nhìn xa xa, khẽ thở dài, thân ảnh biến mất. Mẹ, con nhất định nhanh chóng tới tìm mẹ. Tiểu Long siết chặt nắm tay, Thanh Long hoàng tộc rốt cục tìm tới, nhưng hôm nay hắn hoàn toàn không có lực đánh trả, điều này ký hắn thật nặng nề. Các đệ tử tản ra đi, không còn việc gì nữa đâu. Lục Lâm Thiên Lăng không đứng thẳng, âm thanh rơi vào trong tai những đệ tử còn đang thất thần. Lục Lâm Thiên xem xét xong thương thế của mọi người, cùng Tiểu Long đi ra sau núi. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Lục Lâm Thiên đi tìm sát phá quân, thương thế của hắn không nhẹ, Thanh Long hoàng tộc thật sự quá cường hãn. Không có chuyện gì lớn, điều tức 10 ngày nửa tháng sẽ không vấn đề. Sát phá quân nói, nhìn vị sư đệ hữu danh vô thực trước mắt, trong lòng vô cùng cảm xúc, ngày trước thanh niên này còn cần mình bảo hộ, nhưng trong thời gian thật ngắn đã trưởng thành tới trình độ này, hiện tại ngược lại tới hắn bảo hộ mình. Vậy sư huynh điều tức đi, trong phi linh môn còn có ta. Lục Lâm Thiên nói xong liền đi vào nội đường. Lục Lâm Thiên đi vào trong phòng, thánh thủ linh tôn đang khoanh chân ngồi trên linh ngọc sàng điều tức, từ trong linh ngọc sàng tản ra quang mang tiến vào trong thân thể hắn. Lâm Thiên, ngươi không sao chứ? Thánh thủ linh tôn thu lại thủ ấn, mở mắt hỏi. Đệ tử không sao, cũng không đáng ngại. Lục Lâm Thiên hỏi. Sư phụ, ngài vẫn ổn đi. Nhà đầu Thanh Long hoàng tộc thật sự không kém, thiếu chút nữa bị đánh tan. Thánh thủ linh tôn cười khổ nói. Trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn sẽ không quay lại, nhưng chỉ sợ không được bao lâu cũng sẽ ổ ạt xâm nhập, nếu đã phát hiện tiểu gia hỏa này sẽ không chịu bỏ qua đâu. Bọn hắn không tới, ta cũng sẽ đi tìm bọn hắn. Tiểu Long tức giận nói. Tiểu tử, thực lực của ngươi còn chưa đủ, ngươi cũng nhìn thấy, cường giả Thanh Long hoàng tộc nhiều như mây, lại khó đối phó. Hắc Vũ nói. Một ngày nào đó, ta sẽ mạnh mẽ hơn họ. Tiểu Long thoáng do dự, trong mắt chợt lộ ra kiên nghị nói. Tiểu tử, không hổ là huyết mạch cực mạnh của Thanh Long hoàng tộc, nhớ kỹ, chỉ cần có tâm không có chuyện gì mà không làm được. Ánh mắt thánh thủ linh tôn tán thưởng, nói. Chẳng qua hiện tại bọn hắn đã tìm tới cửa, thời gian của ngươi không còn nhiều lắm, nếu rơi vào trong tay bọn hắn sẽ phiền phức. Bọn hắn dám động tới Tiểu Long, con sẽ san bằng Thanh Long hoàng tộc. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói. Khẩu khí của tiểu tử ngươi thật lớn, ta còn không dám nói những lời này, cho dù là nam thúc của ngươi cũng không dám. Thánh thủ linh tôn trừng mắt. Nếu vị sư phụ chí thánh đại đế của ngươi đang ở đây, vậy thì còn được. Bất kể như thế nào, dám động Tiểu Long, chọc giận con, như vậy nhất định phải trả giá thật nhiều. Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng tụ, lần này không đánh chết năm Thanh Long kia đã cho bọn hắn mặt mũi, nếu luôn dây dưa,
cho dù Thanh Long Hoàng tộc là trời tới lúc đó nói không chừng hắn cũng phải đi đâm thủng cả trời. Việc này còn có chút thời gian, nếu Nam Thúc ngươi có thể khôi phục, đế giả chi nguyên phát ra tác dụng, sẽ dễ dàng giải quyết hơn nhiều. Thánh Thủ Linh Tôn nói, ánh mắt nhìn về hướng cửa tiểu sảnh đóng chặt. Sư phụ, Nam Thúc còn cần bao lâu mới có thể khôi phục? Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được khí tức bên kia phòng luôn tồn tại. Ta cũng không biết, hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Thánh Thủ Linh Tôn bất đắc dĩ nói. Sư phụ, ngoại trừ nhóm người Thanh Long Hoàng tộc, người còn lại là ai vậy? Lục Lâm Thiên hỏi, tuy trong lòng hắn có suy đoán nhưng vẫn chưa thể khẳng định. Lão đại, nếu ta cảm giác không lầm, người kia là Huyền Vũ Hoàng tộc. Tiểu Long có chút do dự, lại nói. Người nọ hẳn có chút quan hệ với ta. Huyền Vũ Hoàng tộc. Lục Lâm Thiên cũng không quá ngạc nhiên, có thể đối chiến với nhị công chúa Thanh Long tộc, khí thế như vậy người thường tuyệt đối không có được. Người nọ đúng là Huyền Vũ Hoàng tộc, ngoại trừ tứ đại thú hoàng tộc cùng lục đại nhân hoàng tộc, cũng không có ai giao thủ với nhị công chúa Thanh Long tộc mà không bị áp chế. Thánh Thủ Linh Tôn nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Lâm Thiên, hình như ngươi cũng không bị Thanh Long hoàng tộc áp chế, thật có chút kỳ quái, chẳng lẽ có quan hệ với huyết khế với tiểu gia hỏa này sao? Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, nói. Ngoài ra có lẽ là do đế giả chi nguyên cũng có thể ngăn cản uy áp của linh hoàng khí. Đã quên ngươi còn có đế giả chi nguyên, có thể ngăn cản hết thảy uy áp, nhưng cũng chỉ là phần nào thôi. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Trong lòng Lục Lâm Thiên cũng rõ ràng, mình không tới nỗi bị áp chế, có lẽ vì tu vi những người kia không cao hơn mình bao nhiêu, nếu gặp phải cường giả tuyệt đối của một trong những hoàng tộc kia, chỉ sợ cũng bị ảnh hưởng, không biết tới khi đó kim sắc tiểu đao có thể đối kháng hay không, hắn thật sự vô cùng chờ mong. Sư phụ, không biết hai hoàng tộc muốn mang Tiểu Long đi về có ý định gì? Lục Lâm Thiên do dự, lại hỏi. Việc này, Thánh Thủ Linh Tôn nhìn Tiểu Long, nói. Huyết mạch tứ đại thú hoàng tộc đều được bảo trì cực kỳ thuần túy, chẳng những như thế cho dù là lục đại nhân hoàng tộc cũng vậy, theo ta được biết quy củ của Thanh Long hoàng tộc cùng Huyền Vũ hoàng tộc vì bảo trì huyết mạch tinh thuần, không cho phép kết hôn người ngoài, trong Thanh Long hoàng tộc, cho dù là cùng tạp long hoặc giao long hôn phối cũng bị nghiêm cấm tuyệt đối, vạn nhất có đời sau địa vị đều cực thấp, trực tiếp bị trừng phạt trở thành nô bộc. Thánh Thủ Linh Tôn dừng một chút, lại nói tiếp. Nếu cùng dị tộc kết hôn, bị xử phạt càng nặng, vạn nhất có hôn phối đời sau sẽ bị đánh chết ngay tức khắc, đây là điều mà tứ đại thú hoàng tộc không cho phép tồn tại, bọn hắn không cho phép huyết mạch bị mạo phạm. Trực tiếp đánh chết. Trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống, khó trách mẫu thân của Tiểu Long luôn dặn dò không cho hắn đi linh hoàng nhai. Ta không sợ bọn hắn, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Trong mắt Tiểu Long lộ hàn mang, lại lo lắng nói. Ta chỉ lo lắng cho mẫu thân. Còn có phụ thân, không biết họ như thế nào. Tiểu gia hỏa ngươi có linh hoàng khí thiên cấp, như vậy huyết mạch của cha mẹ ngươi tuyệt đối không thấp, đủ chứng minh địa vị trong tộc cũng không kém, nếu vậy họ không tránh khỏi bị trừng phạt, nhưng hẳn không nguy hiểm tính mạng. Thánh Thủ Linh Tôn nói, ta phải nhanh chóng đi tìm cha mẹ ta. Tiểu Long kiên nghị nói, tiểu tử, muốn đi phải chờ khi nào thực lực của ngươi mạnh hơn nữa rồi nói, ngươi có linh hoàng khí thiên cấp. Mà yêu hoàng khí cũng tới thiên cấp, tựa hồ có thể xoay chuyển. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Sư phụ, ngài muốn nói Tiểu Long có cơ hội được hai tộc thừa nhận sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày hỏi. Ai, điểm này ta cũng không biết, chỉ mong trong hai tộc có người khai sáng một chút đi, tỉ như hai người hôm nay vậy. Thánh Thủ Linh Tôn cười nói. Sư phụ, ý của ngài là Long Yên cùng Huyền Vũ sao? Lục Lâm Thiên liền hỏi. Từ trong cách nói chuyện của hai người kia, hắn có thể suy đoán ra. Ha ha! Thánh Thủ Linh Tôn mỉm cười nói. Hoàn Vũ thất toàn trảm của ngươi lấy từ Nhật Sát Các phải không? Dạ! Lục Lâm Thiên gật đầu, kể lại chuyện hôm đó. Uy lực vũ kỹ này thật sự không kém, ngươi thi triển cũng rất tốt, còn có vũ kỹ Long Ảnh Tí của ngươi cũng rất lợi hại, thủ đoạn thật sự không ít. Thánh Thủ Linh Tôn gật đầu hài lòng nói. Sư phụ! Linh Ngọc Sàng là thần khí sao? Lục Lâm Thiên nhìn xuống Linh Ngọc Sàng, hỏi. Không sai. Thánh Thủ Linh Tôn cũng nhìn Linh Ngọc Sàng, lại nói. Linh Ngọc Sàng là hồn khí thiên cấp, thế nhân đều chỉ biết Huyền Thiên Yêu Tôn chiếm được thần khí Tử Lôi Huyền Đỉnh, lại không biết lúc đó còn có một kiện thần khí khác,
chính là Linh Ngọc Sàng, lúc đó ta cũng có mặt. Hắn dừng một chút, lại nói. Vì Linh Ngọc Sàng này, ta đã giao thủ với Huyền Thiên Yêu Tôn một ngày đêm, kết quả không ai làm gì được ai, cuộc chiến kia lại sản sinh không ít giao tình, cuối cùng đành thương lượng chia ra mỗi người một nửa. Về sau lão gia hỏa kia vì hộ sơn đại trận cho nên dùng phân nửa Linh Ngọc Sàng trao đổi với ta, vì vậy nó hoàn toàn thuộc về ta. Thì ra là thế. Lục Lâm Thiên gật gật đầu. Thật đáng tiếc lão gia hỏa kia đã chết. Thánh thủ Linh Tôn cảm thán. Lâm Thiên, nhị sư thúc của ngươi đưa ngươi địa tâm linh dịch, ngươi sử dụng chưa? Thánh thủ Linh Tôn ngẩng đầu hỏi. Đã dùng, chẳng biết tại sao đệ tử vẫn không cách nào đột phá tôn cấp. Lục Lâm Thiên nói, thực lực của ngươi đã sớm vượt qua tôn cấp, nhưng toàn bộ đại lục chỉ sợ cũng không có vài người giống như ngươi, bởi vì khoảng cách giữa vương cấp cùng tôn cấp cực lớn, muốn đột phá thật sự không nhiều người. Thánh thủ Linh Tôn nói, tuyệt đại bộ phận mọi người bởi vì chân khí hoặc lực lĩnh ngộ thuộc tính không đủ, chỉ có lĩnh ngộ mới có thể đột phá, theo góc độ khác mà nói, lĩnh ngộ còn trọng yếu hơn cả tu luyện chân khí cùng linh lực thật không ít. Lục Lâm Thiên gật đầu. Hắn cũng sớm biết chuyện này, Nam Thúc đã nói với hắn từ lâu, mà hắn tự nhận trong lĩnh ngộ của mình đã tới vũ tôn nhất trọng bình thường nhất, đặc biệt ở thổ hệ, phong hệ, hỏa hệ càng không kém, chỉ kém mộc hệ cùng thủy hệ mà thôi. Tình huống của ngươi ta cũng không hiểu được, ta lần đầu tiên gặp được vũ giả ngũ hệ như ngươi, ta cũng không phải vũ giả, cũng không hiểu nhiều lắm, nếu nhị sư thúc, tam sư thúc của ngươi ở đây, có lẽ còn nói cho ngươi được một ít kinh nghiệm. Thánh thủ Linh Tôn nói. Sư đệ, có lẽ ta biết một ít. Đúng lúc này sát phá quân chợt nói. Ban đầu khi ta đột phá tôn cấp, chiếm được một ít cơ duyên, nhưng không cách nào đột phá tôn cấp, về sau lại miễn cưỡng đột phá, vì vậy tẩu hỏa nhập ma. Sư huynh, chẳng lẽ đột phá tôn cấp còn có hạn chế gì hay sao? Lục Lâm Thiên hỏi. Kỳ thật ta cũng không hiểu rõ, nhưng về sau có thể hiểu một ít, ta là vũ giả song hệ, muốn đề thăng khó khăn hơn vũ giả đơn hệ một ít. Đó là phải lĩnh ngộ thuộc tính tới một trình độ nhất định mới được, không như vũ giả đơn hệ, lĩnh ngộ đủ thuộc tính của mình thì có thể đột phá. Mà ngươi có thể chuẩn bị theo phương diện này, ngươi là vũ giả ngũ hệ, còn là linh vũ song tu, thiên phú càng mạnh thì đề thăng càng khó. Sát phá quân nói, không thể vượt qua thì đừng miễn cưỡng, từ từ đi. Thánh thủ Linh Tôn nói, đệ tử biết, Lục Lâm Thiên gật đầu, như vậy hắn phải tiếp tục lĩnh ngộ mới được. Phải rồi sư phụ, sư thúc bọn họ quay về Đông Hải, có gặp phiền toái hay không, có cần con đi xem không? Lục Lâm Thiên hỏi. Ngươi đi cũng vô dụng. Thánh thủ Linh Tôn nói. Bốn vị sư thúc của ngươi cùng đi, đã đủ xử lý hết thảy, nếu bốn người họ cũng không thể xử lý, vậy ngươi đi cũng vô ích, phỏng chừng có bốn vị sư thúc ngươi làm kinh sợ, hay các hai đảo sẽ thành thật hơn, dù sao họ cũng chưa muốn toàn lực liều mạng với Thánh Linh giáo chúng ta. Dạ. Lục Lâm Thiên gật đầu. Hôm sau, bên trong đại điện tụ tập thật nhiều cường giả, Lục Lâm Thiên cũng đã nghe được tình huống gần đây của Phi Linh Môn, ba sơn môn kia luôn khiêm tốn, cũng không tiếp tục quấy rầy biên cảnh Phi Linh Môn. Tiếp quản 146 đại thành, lúc này cũng đều ổn định lại, Phi Linh Môn liên thủ cùng một ít thế lực nhị lưu, bắt đầu toàn diện củng cố thế lực trong thành, bồi dưỡng một ít thế lực nhị lưu trở thành nhất lưu. Xem như giải quyết phiền phức thiếu nhân thủ của Phi Linh Môn trong thời gian gần đây. Ba người lưu nhất thủ, Lục Tiểu Bạch cùng Hoàng Đan đang ở trong các đại thành bận rộn giải quyết công việc của Kim Đường, ngoài ra còn có Hoa Mãn Lâu phụ trách ngoại đường, đủ mọi việc cần an bài, ai cũng vô cùng bận rộn. Hiện tại Lục Lâm Thiên chỉ chú ý việc bồi dưỡng tân đệ tử, hắn biết trong bổn môn đã có cường giả chống đỡ, nhưng cần phải bồi dưỡng tân đệ tử thừa kế cho Sơn Môn. Rời khỏi đại điện, Lục Lâm Thiên quay về phòng riêng, tâm thần vừa động, liền triệu hoán thiên trụ giới, sau đó thân ảnh biến mất bên trong. Suy, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, thủ ấn kết xuất, trong tay xuất hiện hai bản vô tự thiên thư, truyền vào chân khí, nhất thời mặt ngoài thiên thư chợt vặn vẹo, xuất hiện vô số bí văn, trên một bản vô tự thiên thư xuất hiện chữ linh, một cỗ năng lượng lập tức lan tràn. Mà trên bản thiên thư thứ hai xuất hiện chữ thiện. Cũng là một cỗ chân khí cuồn cuộn nhưng khí tức tựa hồ có chút yếu hơn. Nhìn hai khối ngọc giản, hai luồng chân khí chỉ chợt lóe rồi biến mất vô ảnh vô tung. Tất cả đều đang tìm vô tự thiên thư A, không biết bảy bản thiên thư còn lại đang ở nơi này. Lục Lâm Thiên nhủ thầm. Nghe đồn đãi hội tụ đủ 9 bản vô tự thiên thư,
có thể tìm được bí mật đạp phá hư không, hắn cũng không phải muốn đi tìm bí mật, hắn chỉ mới có 2 bản, 7 bản còn lại cũng không biết đang ở nơi nào. Hắn chỉ muốn lĩnh ngộ thiên thư, lần trước hắn vô ý tiến vào trạng thái kỳ diệu kia, kể từ đó hắn cảm giác lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính dễ dàng hơn không ít, cho nên hắn tin tưởng thiên thư có thể giúp hắn lĩnh ngộ năng lượng càng thêm sâu sắc. Thời gian chậm rãi trôi qua, ban đầu hắn cũng không có phát hiện gì, nếu không truyền chân khí cùng linh lực vào ngọc giản, vô tự thiên thư chẳng khác gì ngọc giản bình thường. 3 ngày trôi qua không kết quả, tiếp theo là 5 ngày thời gian vẫn như thế, nhưng hắn vẫn nhẫn nại chờ đợi. Mãi tới ngày thứ 8, khi ánh mắt hắn nhìn vào chữ linh tựa hồ chợt lóe lên, trong bất chi bất giác hắn cũng không ý thức mình buông lỏng ánh mắt, có chút cảm giác như mệt mỏi uể oải. Ở trong nháy mắt đó, Lục Lâm Thiên rốt cục tiến nhập vào một loại trạng thái vô ngã, ánh mắt nhìn chăm chú vào bản vô tự thiên thư, như đang mở to hai mắt mà ngủ, ánh mắt vô thần, thậm chí khí tức cũng bình tĩnh trở lại, chân khí biến mất, không chút dao động, không có hô hấp. Vào lúc này Lục Lâm Thiên tiến nhập vào một loại trạng thái thật kỳ diệu, hắn cảm giác như mình là đứa trẻ mới sinh ra, đi tới một mảnh hư vô. Mảnh hư vô này nơi nơi đều tái nhợt, phảng phất như thiên địa sơ khai, không có chút sinh khí, không có vạn vật, hắn cảm giác chỉ có chính mình tồn tại, mà mình đang bò sát bên trong mảnh không gian sơ khai hỗn độn này, hết thảy đều cực kỳ tò mò. Tỷ tỷ, vì sao ngươi không tiếp thu ta, vì sao không để ý tới ta? Bên dưới thác nước sau núi, Dương Quá ngây ngẩn nhìn dòng nước tuôn xuống thì thào nói. Đại ca, Lục Tâm Đồng đứng bên cạnh, cũng không biết nên nói gì. Tâm Đồng, để đại ca yên tĩnh một lát, ta không sao. Dương Quá quay đầu nói. Được rồi. Lục Tâm Đồng gật nhẹ đầu. Hoàng hôn, bên trong Phi Linh Sơn mạch lại có tuyết rơi. 2 thân ảnh đang đứng dưới đỉnh núi, một đại hán hắc bào uy vũ, dáng người cao ngất, một nữ tử dáng người uyển chuyển, làn da trắng tuyết, gợi cảm tuyệt luân. Nhưng trái ngược với dáng người mỹ lệ, khuôn mặt nàng lại cực kỳ xấu xí, mũi tẹt miệng rộng, ngũ quan biến dạng, chỉ có thể biết nàng là một nữ tử. Chính là Thiên Độc Yêu Long cùng Quỳ Long Như Hoa. Thương thế của ngươi thế nào? 2 người đứng nơi đó hồi lâu, không lên tiếng, không khí có chút xấu hổ, Thiên Độc Yêu Long cuối cùng nghẹn ra được một câu. Ta không sao. Như Hoa nói, cúi đầu, xưa nay nàng luôn thích nhìn ngắm mỹ nam tử, nhưng lúc này chẳng biết tại sao lại có chút thẹn thùng. Lần sau đừng mạo hiểm, nếu không có trưởng môn ra tay, ngươi sẽ nguy hiểm. Thiên Độc Yêu Long nhìn Như Hoa, cũng không hề có vẻ trốn tránh. Ta nhìn thấy ngươi gặp nguy hiểm, cho nên không kịp suy nghĩ nhiều. Như Hoa ngẩng đầu nói. Ngươi vì ta mà chết, chẳng lẽ đáng giá sao? Thiên Độc Yêu Long nhìn Như Hoa, ánh mắt có chút phức tạp. Đương nhiên đáng giá, bởi vì ta thích ngươi. Như Hoa nói. Đây là thật sự thích, khác với ngày trước, ta chưa từng thích ai như vậy. Như Hoa hiểu được. Trước kia nàng thích bắt mỹ nam tử chỉ là vì dung mạo của nàng, bởi vì nam nhân nhìn thấy nàng đều giống như gặp quỷ, thậm chí từng có người nhục mạ nàng, cho nên mỗi lần bắt một nam tử đều bị nàng ném cho yêu thú cắn nuốt. Nghe được lời nói của Như Hoa, ánh mắt Thiên Độc Yêu Long nhìn chăm chú vào nàng, trong mắt hiện lên vẻ xúc động. Làm sao vậy, sao lại nhìn ta như thế, ta biết ta xấu xí, ngươi cũng chướng mắt ta. Ánh mắt Như Hoa chợt ướt. Không biết là không dám hay là ngượng ngùng không dám nhìn Thiên Độc Yêu Long, chỉ thoáng cúi đầu. Không phải. Thiên Độc Yêu Long nói. Bởi vì ngoại trừ mẫu thân của ta, chưa từng có nữ nhân nào tốt với ta như vậy, ngươi làm cho ta nhớ tới mẹ ta, trước kia ở Linh Hoàng Nhai, Long tộc xem thường ta, cho dù là những linh thú khác cũng xem thường ta. Sau này sẽ không còn ai xem thường ngươi, bây giờ ngươi là đường chủ yêu đường Phi Linh Môn. Cho dù toàn bộ đại lục cũng không ai khinh thường ngươi. Như Hoa nói. Đúng vậy, bây giờ không giống ngày xưa. Thiên Độc Yêu Long ngẩng đầu, hắn đã đột phá tới thất giai hậu kỳ đỉnh, chỉ sợ không qua bao lâu nữa sẽ đột phá tới bát giai. Vậy ngươi có tôn trọng ta không, ta xấu như vậy ngươi không tránh né ta sao? Như Hoa có chút do dự, lập tức ngẩng đầu nhìn Thiên Độc Yêu Long hỏi. Thiên Độc Yêu Long nhìn khuôn mặt xấu xí của Như Hoa. Thoáng do dự, nói. Trước kia ta thật sự cảm thấy ngươi xấu xí, nhưng bây giờ thì không còn cảm giác như thế, tuy ngươi xấu xí, nhưng ngươi tốt với ta, vì ta, ngươi thậm chí không cần cả sinh mạng của mình, ta còn có gì để khinh thường, xinh đẹp có ích gì, còn không bằng ngươi đối tốt với ta.
Ngươi thật sự cảm thấy vậy sao, chính ta còn cảm thấy mình rất xấu. Như Hoa nói, ta thề, ta thật sự cảm thấy như vậy, đối xử tốt với ta mới là trọng yếu nhất. Ánh mắt Thiên Độc Yêu Long chợt lóe, nói, ta còn sợ ngươi chướng mắt ta đâu, là ta không xứng với ngươi. Lời của Thiên Độc Yêu Long cũng không phải giả dối, thực ra yêu thú cũng không xem trọng dung mạo, huyết mạch cao thấp mới là quan trọng nhất, mặc dù Như Hoa là tạp long, nhưng cũng danh chính ngôn thuận là thành viên long tộc, còn Thiên Độc Yêu Long là do long cùng giao sinh ra, là tạp giao, nếu không phải phụ thân hắn là huyết mạch thanh long, chỉ sợ địa vị càng thấp kém hơn. Nhưng bởi vì hắn có huyết mạch của thanh long hoàng tộc, cho nên xem như không kém hơn quỷ long Như Hoa. Ý của ngươi là thừa nhận ta sao? Như Hoa hỏi. Ngươi vì cứu ta, ngay cả mạng cũng không cần, ta làm sao có thể phụ ngươi? Long tu run lên, đôi mắt Thiên Độc Yêu Long nhận chân nhìn Như Hoa nói. Suy. Đúng lúc này Như Hoa đột nhiên bổ nhào vào trong lòng Thiên Độc Yêu Long. Thiên Độc Yêu Long ngây người, tuy không còn nhỏ tuổi nhưng lần đầu tiên rơi vào tình cảm, toàn thân chợt run lên, nhìn Như Hoa nhào vào lòng, hương thơm nhập mũi. Hắn lập tức vòng tay ôm nàng vào trong ngực mình. Huynh hôn muội đi. Thật lâu sau, Như Hoa ngẩng lên nhìn Thiên Độc Yêu Long, chợt mở miệng nói, khuôn mặt thoáng hồng. Việc này, Thiên Độc Yêu Long nhìn trái lại nhìn phải, long tu bay bay, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Có phải huynh chê muội xấu hay không? Như Hoa ngẩng đầu nói. Không phải, là nhìn xem xung quanh có người hay không, lỡ bị người nhìn thấy thật là xấu hổ. Thiên Độc Yêu Long giống như làm tặc, nhìn quanh bốn phía, xác định không có ai mới nhìn Như Hoa. Vậy huynh còn không hôn? Như Hoa lại nói. Lúc này Thiên Độc Yêu Long cũng không tiếp tục do dự, cố lấy dũng khí cúi đầu xuống, nhanh như chớp hôn lên môi Như Hoa, cũng không phải hắn ghét bỏ nàng xấu xí, mà là hắn cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Suy, ngay tích tắc hắn hôn Như Hoa, lớp da mặt nàng đột nhiên mấp máy. Trong ánh mắt kinh ngạc của Thiên Độc Yêu Long, chỉ sau một lát khuôn mặt xấu xí của Như Hoa đột nhiên biến thành rực rỡ, làn da mấp máy biến hóa, sau đó biến thành Như Hoa như ngọc. Trên khuôn mặt trắng nõn như ngọc lại có má lúm đồng tiền, mày như vẽ, đôi mắt mê người, mái tóc dài phiêu giật, mặc dù không sánh bằng Long Yên nhưng không kém hơn nhóm người Bạch Toa Toa, hơn nữa còn có khí chất cao quý của Long tộc. Sao có thể? Thiên Độc Yêu Long nhìn chân chối, hoàn toàn sững sờ, hắn thật sự không ngờ có chuyện như vậy xảy ra. Đẹp không? Như Hoa ngẩng đầu cười khuynh thành, nhìn Thiên Độc Yêu Long hỏi. Đẹp, đẹp. Thiên Độc Yêu Long liên tục gật đầu, biểu tình kinh ngạc lại ngây ngô. Sao muội lại biến thành như vậy? Thiên Độc Yêu Long cũng biết linh thú có thể biến ảo thành người, nhưng chỉ có một lần cơ hội, mà bộ dáng hình người cùng bản thể chủ yếu không hơn kém bao nhiêu, hơn nữa yêu thú linh thú cũng không quá xem trọng dung mạo, nhưng vì hóa thành hình người, có đôi khi cần sát nhập vào nhân loại. Mà ai cũng thích cái đẹp, dần dà một khi linh thú yêu thú đột phá thất giai, sẽ tận lực hóa thành mỹ mạo. Nhưng cơ hội chỉ có một lần, cũng không phải muốn biến như thế nào thì có thể biến hóa. Bởi vì điều này quan hệ tới huyết mạch, thiên phú còn có tố thể, tỷ như long tộc, hóa thành nhân loại sẽ có khí chất cao quý, mà cửu vĩ yêu hồ bộ tộc hóa thành nhân loại, nam sẽ như hoa của mùa xuân, mày như được vẽ, nữ lại uyển phong lưu chuyển, tiên tử nhược trần, khuynh quốc khuynh thành. Xinh đẹp không gì sánh được. Muội vốn là thế này, chỉ là do nam nhân chỉ thích mỹ nữ, muội là thân thể quỷ long, chút biến hóa ấy đối với quỷ long nhất tộc mà nói cũng không khó khăn, muội biến thành bộ dáng như vậy chỉ muốn xem rốt cục có người thật tâm đối với muội hay không, mà không phải vì dung mạo của muội. Như Hoa nói, hiện tại muội rốt cục tìm được, cho nên có thể khôi phục bộ dáng vốn có, huynh có thích không? Thích, thích. Thiên Độc Yêu Long cười ngây ngô. Vội vàng gật đầu, mặc dù hắn không chê bai khuôn mặt trước kia của Như Hoa, nhưng ai cũng thích cái đẹp, mỹ mạo như vậy đương nhiên rất tốt. Chẳng lẽ huynh nói yêu thích bộ dáng trước kia của muội là giả sao? Như Hoa hỏi. Phải, không phải. Thiên Độc Yêu Long cũng không biết nói như thế nào, vội vàng giải thích. Đều thích, thế nào đều thích. Mồm mép láo lỉnh. Như Hoa mỉm cười nói, lại nhào vào trong lòng hắn. Đảo mắt 10 ngày trôi qua, các đệ tử vẫn luôn nghị luận sôi nổi, rung động không thôi, không ít đệ tử bình thường giờ mới biết trên thế gian còn có chủng tộc khủng bố như Thanh Long Hoàng tộc. Tin tức Thanh Long Hoàng tộc đánh tới Phi Linh Môn cũng đã được truyền ra,
cảnh tượng nhóm thanh long hiện bản thể xoay quanh trước cửa lớn phi linh môn ngày đó cũng đã làm không ít người chú ý. Nhất thời tin tức còn bị người thêm mắm dặm muối truyền ra ồn ào huyên náo, hiện tại từng cử động của phi linh môn cũng nhận được chú ý tuyệt đối. Bởi vì dạo gần đây trưởng môn đặc biệt căn dặn bồi dưỡng tân đệ tử, điều này làm không ít chấp sự cùng hộ pháp vô cùng dốc sức, nghe nói trong mấy ngày nay trưởng môn sẽ tới thị sát, vì vậy càng không có ai dám lười biếng. Đối với việc tuyển nhận đệ tử trẻ tuổi, từ trước tới nay phi linh môn cực kỳ nghiêm khắc, so sánh với tam tông tứ môn, tứ các tứ đảo, cửa ải còn cao hơn, đặc biệt nghiêm khắc, mà người muốn tiến vào phi linh môn tuyệt đối không ít. Đều xếp thành hàng, chuẩn bị kiểm trắc, hiện tại kiểm trắc cho các ngươi xem có thể vào phi linh môn hay không, sau khi kiểm tra thì sẽ biết, nếu có thể tiến vào, sẽ có ban thưởng, trong các ngươi nếu ai có thiên phú trung đẳng, sẽ có một viên đan dược nhị phẩm. Cũng có thể lập tức gia nhập phi linh môn, nếu thiên phú cao hơn, sẽ được trưởng lão thu nhận làm đệ tử thân truyền. Trên một quảng trường nhỏ, một chấp sự lớn tiếng nói. Trương Minh Đào cùng Hoàng Bác Nhiên ngồi trên quảng trường, xung quanh còn có nhiều hộ pháp cùng chấp sự. Những hộ pháp cùng chấp sự đều cực kỳ cung kính với họ, bên trong phi linh môn, người nào cũng biết dù là trưởng môn, trước kia còn gọi Trương Minh Đào là đại sư huynh. Cho nên ở đồng lứa Trương Minh Đào vẫn đứng vững ở vị trí đại sư huynh. Về phần Hoàng Bác Nhiên vốn là một trong những người trẻ tuổi được trưởng môn coi trọng nhất, không ít chuyện trong bổn môn đều giao cho hắn trưởng quản, mặc dù là hộ pháp, nhưng có một số trưởng lão địa vị còn không bằng hắn. Lúc này trên quảng trường có khoảng trên 100 thiếu niên từ 16 tới 17 tuổi đang đứng, vẻ mặt khẩn trương bất an xếp hàng chờ đợi kiểm tra, không ít người siết chặt nắm tay, họ từ ngàn dặm xa xôi mà đến. Chỉ chờ một cơ hội này, là long hay là trùng, lập tức sẽ biết. Trong hơn trăm thiếu niên, có một thiếu niên chừng 12-13 tuổi, thân hình cực kỳ rắn chắc, tóc ngắn, lộ ra vẻ khờ khạo, khuôn mặt chữ điền, bộ dáng không quá tuấn tú nhưng đôi mắt to sáng ngời trong suốt, mang theo vẻ kiên nghị vững chắc vô cùng. Mà lúc này trên người tiểu thiếu niên mặc quần áo vải thô, lại có không ít mụn vá, thậm chí còn có dấu vết rách dưới, trên mặt cũng có không ít vết thương. Toàn bộ tân đệ tử đại bộ phận mặc quần áo chỉnh tề, có thể nói như vậy, những đệ tử có thiên phú tiến vào phi linh môn nhận kiểm tra lần cuối cùng đều xem như thiên phú miễn cưỡng, đều là đệ tử tiểu gia tộc, tiểu thế lực hoặc là đại gia đình bình thường làm sao có cơ hội bồi dưỡng vũ giả cùng linh giả. Cho nên các thiếu niên thiếu nữ đều ăn mặc cực kỳ xinh đẹp, đại bộ phận đều là quần áo mới, các thiếu nữ cũng tỉ mỉ trau chuốt, dù không giàu có nhưng quần áo tinh tế, thu thập cực kỳ sạch sẽ. Mà thiếu niên kia lôi thôi nhất trong đám người, bởi vậy tựa hồ không được mọi người hài lòng, bị gạt bỏ xếp hàng cuối cùng, còn nhận lấy không ít ánh mắt xem thường của các thiếu nữ. Thiếu niên đứng sau cùng, cũng không để ý tới ánh mắt xem thường, chỉ có chút áy náy, đặc biệt ánh mắt của các thiếu nữ làm cho hắn không dám ngẩng đầu. Lần này ta nhất định phải gia nhập phi linh môn, vì mẹ, vì người trong thôn, ta nhất định phải gia nhập phi linh môn. Thiếu niên siết chặt nắm tay. Trong lòng tự nhủ, ánh mắt càng thêm kiên nghị. Không nghĩ tới kiểm tra thiên phú cho tân đệ tử cũng cần có hai vị hộ pháp đích thân tới đây, vất vả hai vị hộ pháp. Một chấp sự trung niên hướng Trương Minh Đào cùng Hoàng Bác Nhiên nói. Có gì mà vất vả, trưởng môn luôn xem trọng đệ tử trẻ tuổi, mỗi lần đều tự mình dặn dò, không thể sai lầm. Trương Minh Đào nói. Hai vị hộ pháp tận trách như thế, khó trách trưởng môn xem trọng hai vị. Nếu có cơ hội xin hai vị hộ pháp giúp ta nói vài lời hay với trưởng môn. Trung niên chấp sự cúi đầu nói. Chúng ta nói tốt cũng vô dụng, chỉ cần lập công cho phi linh môn, trưởng môn sẽ không bạc đãi bất cứ ai. Chúng ta nói tốt giúp ngươi, ngược lại làm hỏng tiền đồ của ngươi, chỉ sợ chúng ta cũng bị xử phạt, nên làm như thế nào ta tin tưởng châu chấp sự hiểu rõ. Hoàng Bác Nhiên thản nhiên nói. Ta hiểu được, sau này nhất định tận tâm tận lực làm việc của mình. Sắc mặt châu chấp sự đỏ lên, liền gật đầu nói. Trương hộ pháp, Hoàng hộ pháp, đây là nhóm tân đệ tử mới nhất, hai vị hộ pháp bắt đầu kiểm trắc sao? Một trung niên chấp sự đi tới hỏi. Bắt đầu đi. Trương Minh Đào nói. Ở bên dưới, một chấp sự lấy ra thủy tinh cầu đặt lên thạch đài, các thiếu niên thiếu nữ lần lượt đi lên kiểm trắc. Trong khi kiểm tra, bọn họ nhắm mắt trầm tĩnh tâm thần, tay phải đặt lên thủy tinh cầu. Trên thủy tinh cầu hiện lên đủ nhan sắc, đại biểu cho các loại thuộc tính. Kiểm tra thiên phú các đệ tử, chủ yếu căn cứ thực lực cùng tuổi tác mà quyết định, thực lực càng cao tuổi càng nhỏ, chứng minh thiên phú sẽ càng mạnh,
Vũ nổ thổ hệ nhị trọng, thiên phú bình thường, kế tiếp. Chấp sự lớn tiếng tuyên bố. Vũ nổ thổ hệ lục trọng, thiên phú trung đẳng, kế tiếp. Vũ nổ thủy hệ thất trọng, thiên phú trung đẳng, kế tiếp. Vũ sĩ mộc hệ nhất trọng, thiên phú bình thường, kế tiếp. Vũ sĩ hỏa hệ nhị trọng, thiên phú thượng đẳng, kế tiếp. Các thiếu niên nam nữ lần lượt nhận kiểm tra, có không ít thiên phú không tệ, làm các chấp sự vô cùng cao hứng, người có thiên phú thượng đẳng chính là tiền đồ ngày sau của Phi Linh Môn. Trương Hộ Pháp, Hoàng Hộ Pháp, trong nhóm thiếu niên nam nữ này, cũng có vài mầm không tệ. Châu chấp sự nói, đệ tử trẻ tuổi chính là tiền đồ ngày sau của bổn môn, nhất định phải tận tình bồi dưỡng. Trương Minh Đào nói, nếu hai vị hộ pháp có hứng thú, có thể thu vài đệ tử. Châu chấp sự nói, Phi Linh Môn không giống những sơn môn khác, chỉ có trưởng lão mới thu đệ tử thân truyền, mà trong Phi Linh Môn, chỉ cần là đệ tử hạch tâm, có thực lực tới cấp độ nhất định là có thể thu đệ tử thân truyền, cũng không có hạn chế. Việc này không gấp, những đệ tử có thiên phú không kém cũng phải để lại cho các trưởng lão xem qua mới được. Trương Minh Đào nói, những đệ tử có thiên phú tốt đều ưu tiên để lại cho các trưởng lão, đương nhiên, nếu đệ tử chỉ định bái ai làm sư phụ, các trưởng lão cũng không thể ngăn cản. Mau nhìn xem. Hoàng Bác Nhiên kinh ngạc lớn tiếng kêu lên, đúng lúc này một thiếu niên mặc hoa phục chừng 16-17 tuổi, bàn tay đặt lên thủy tinh cầu, trên thủy tinh cầu bộc phát ra bạch sắc, hoàng sắc cùng hồng sắc quang mang, không ít chấp sự đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Vũ Sĩ Phong, thổ, hỏa hệ ngũ trọng. Trương Minh Đào híp mắt, vũ giả tam hệ A, chẳng khác lông phượng sừng lân, toàn bộ đại lục cũng cực kỳ hiếm thấy. Vũ Sĩ Phong, thổ, hỏa tam hệ ngũ trọng. Chấp sự kiểm tra kinh ngạc hô, ánh mắt nhìn chăm chú vào thiếu niên kia. Khóe môi thiếu niên lộ ra ý cười, không ít thiếu nữ lộ ánh mắt ái mộ, vũ giả tam hệ, thiên phú như thế chứng minh tiền đồ sau này, tuyệt đối đủ trở thành đệ tử thân truyền của Phi Linh Môn. Rốt cục có một vũ giả tam hệ. Ánh mắt Châu chấp sự lộ ý cười, hiện tại trong Phi Linh Môn, có ba vũ giả song hệ trẻ tuổi, mà tam hệ lại không có. Lúc này xuất hiện một người, lần này hắn phụ trách kiểm tra, tuyệt đối được ghi nhớ nhất công. Vào lúc này có một hồng y thiếu nữ đi lên, bộ dáng 15-16 tuổi, duyên dáng yêu kiều, không khó nhìn ra thêm vài năm nhất định là mỹ nữ. Đại sư huynh, hình như nàng thuộc gia tộc của Hoàng Đan trưởng lão, ta từng gặp qua trong Hoàng gia. Hoàng Bác Nhiên nhíu mày nói. Hình như là vậy, lần trước ta đi Hoàng gia, có gặp qua thiếu nữ này. Hình như tên là Hoàng Tĩnh Giao. Trương Minh Đào tựa hồ khơi dậy hứng thú, nói. Không biết thiên phú của nàng như thế nào. Hồng y thiếu nữ đặt tay lên thủy tinh cầu, nhất thời liền xuất hiện hồng, bạch, lam quang mang, sắc mặt các chấp sự lại kinh ngạc, mà khi mọi người còn đang kinh ngạc, trên thủy tinh cầu lại hiện ra thêm một màu xanh đậm quang mang. Nhất thời bốn loại hào quang quay chung quanh hồng y thiếu nữ, hình thành long quyển phong nho nhỏ, không gian bắt đầu nổi lên dao động. Đây là... Nhìn thấy một màn này, nhóm chấp sự đều biến sắc, Trương Minh Đào cùng Hoàng Bác Nhiên đột ngột đứng lên. Trời ạ, vũ giả tứ hệ, là một vũ giả tứ hệ. Chấp sự đảm nhiệm công việc kiểm tra bật lui ra sau, trong mắt kinh hãi nhìn chằm chằm hồng y thiếu nữ, bộ ngực phập phồng kịch liệt, tựa hồ như không thở nổi, vũ giả tứ hệ, thiên phú như thế cực kỳ hiếm thấy. Thần sắc Trương Minh Đào cùng Hoàng Bác Nhiên đều kinh ngạc, hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ. Hoàng Đan trưởng lão che giấu thật sâu a, trong tộc có vũ giả tứ hệ nhưng chưa từng nhắc qua. Vũ Sĩ Phong, hỏa, mộc, thủy tam trọng, thiên phú đỉnh cấp. Chấp sự phục hồi tinh thần, âm thanh run rẩy tuyên bố. Trời ạ, không ngờ là vũ sĩ tứ hệ. Trong truyền thuyết vũ sĩ tam hệ đều là thiên tài trong thiên tài, không ngờ nàng là vũ giả tứ hệ, còn mạnh hơn vũ giả tam hệ vừa rồi. Toàn bộ mọi người đều kích động. Nhìn chăm chú vào hồng y thiếu nữ, mà ánh mắt thiếu niên tam hệ cũng nhìn qua thiếu nữ kia. Lúc này thiếu niên quần áo cũ nát đều ngây ngốc nhìn hồng y thiếu nữ, đối với hắn mà nói song hệ, tam hệ, tứ hệ gì đó không có gì khác nhau, nhưng nhìn vẻ rung động của mọi người, hắn chỉ cảm giác tứ hệ hẳn rất mạnh, ngoài ra không có ý nghĩ nào khác. Hồng y thiếu nữ vẫn bình thản đi tới trước mặt Hoàng Bác Nhiên cùng Trương Minh Đào, hành lễ nói. Tĩnh Giao bái kiến hai vị hộ pháp. Không cần đa lễ. Trương Minh Đào cùng Hoàng Bác Nhiên đồng thời đáp, để hồng y thiếu nữ đợi ở một bên. Tốt lắm. Chấp sự đứng bên cạnh run lên, lần này hắn lập công không nhỏ,
sẽ được ban thưởng không ít. Kế tiếp lại kiểm tra, có vài đệ tử không tệ, nhưng so sánh với thiếu niên tam hệ cùng Hoàng Tĩnh Giao vẫn có chút không bằng. Linh sĩ tứ trọng, thiên phú đặc cấp. Âm thanh chấp sự kiểm tra kích động vang lên, một thiếu niên cẩm bào lại rơi vào trong mắt mọi người, khoảng 16-17 tuổi, linh sĩ tứ trọng, linh hồn lực đã tới đặc cấp, thân là linh giả thiên phú đã thắng hơn một bậc, hơn nữa linh hồn lực không kém, nhất thời làm nhóm người Trương Minh Đào kinh ngạc. Lần này xuất hiện không ít người có thiên phú thật tốt ha. Hoàng Bác Nhiên cảm thán, đặc biệt ba đệ tử trẻ tuổi kia, chỉ sợ sau khi bị các trưởng lão hay biết sẽ tranh giành náo nhiệt. Tới cuối cùng, thiếu niên quần áo cũ nát cũng đi lên đài. Ai, nhi đồng này lại tới nữa. Nhìn thấy thiếu niên kia, vẻ mặt Châu chấp sự lại biến sắc, tràn ngập bất đắc dĩ. Châu chấp sự, người nhận ra thiếu niên kia hay sao? Hoàng Bác Nhiên hỏi, nhìn thấy quần áo thiếu niên kia rách nát, cảm thấy hiếu kỳ. Hồi Hoàng hộ Pháp, thiếu niên này đã tới ba lần, nhũ danh tên Niếp Cẩu Tử, không có đại danh, là con trai một gia đình thợ săn. Gia cảnh bần hàn, lần đầu kiểm tra hoàn toàn không hợp cách, thậm chí hoàn toàn không có chân khí, đều chỉ biết cậy mạnh, sau khi thất bại lại không chịu rời đi, đuổi cũng không đi, chỉ ở lại bên ngoài cửa, nhìn thấy có đệ tử phi linh môn đi ra làm việc là xin hỗ trợ. Ta cảm thấy hài tử này tội nghiệp, nửa tháng sau lại cho hắn kiểm tra lần nữa, khí lực tựa hồ lớn hơn không ít, nhưng vẫn không có chân khí, ta đã cẩn thận kiểm tra qua, hài tử này căn bản không có khả năng tu luyện. Chỉ là người bình thường, nhiều lắm là có chút cậy mạnh mà thôi. Châu chấp sự ngừng lại một chút, lại thở dài. Lần thứ hai thất bại, hài tử này vẫn không chịu rời đi, luôn ở lại ngoài cửa, vài ngày trước khi trưởng môn ra tay đại chiến Thanh Long hoàng tộc, hài tử này bị liên lụy, bị tảng đá lớn đè ép vài ngày hấp hối, vài đệ tử thu thập chiến trường phát hiện đưa vào trong sơn môn trị liệu, không nghĩ tới hài tử này mạng lớn lại chưa chết, chỉ qua vài ngày đã đứng lên, nhưng vẫn không chịu đi. Vài chấp sự cầu tình, cho nên ta cho hắn thêm cơ hội cho hắn tiếp tục kiểm tra thêm một lần. Hài tử này còn nhỏ tuổi quá, nhưng tính tình lại quật cường như vậy, nhìn xem đi. Trương Minh Đào nói, lúc này vừa nhìn thấy thiếu niên, vị chấp sự kiểm tra nhíu mày, lộ vẻ bất đắc dĩ nói. Cầu tử, đây là lần thứ ba, cũng là cơ hội cuối cùng, người phải cố gắng. Đa tạ chấp sự thành toàn, ta sẽ cố gắng. Thiếu niên quỳ xuống dập đầu ba lần nói. Mau dậy đi. Chấp sự kéo thiếu niên đứng dậy, cực kỳ đồng tình với hắn, nhưng thiên phú của thiếu niên thật sự quá yếu, chỉ là một người bình thường, nhiều nhất là có chút sức lực mà thôi, họ có tâm hỗ trợ cũng không giúp được, dù có chút thiên phú bình thường họ cũng có thể nhận hắn làm đồ đệ. Thiếu niên đứng dậy, quen thuộc đặt tay lên thủy tinh cầu. Nhớ kỹ, trầm thần tĩnh khí, ngươi cảm ngộ hết thảy. Nhìn xem có thể cảm giác được cái gì hay không, đừng nghĩ gì khác. Chấp sự hảo tâm nhắc nhở. Thiếu niên nhẹ nhàng gật đầu, nhắm mắt lại, thời gian chậm rãi trôi qua, ngay cả Trương Minh Đào cùng Hoàng Bác Nhiên đều có chút chờ mong, cuối cùng nhìn nhau lắc đầu thở dài. Suy! Vào lúc này trên thủy tinh cầu bỗng nhiên hiện lên một đạo hoàng mang cực kỳ mỏng manh tới mức ngay cả chấp sự đứng gần cũng không chứng kiến. Cầu tử! Người thật sự không có khả năng tu luyện, trở về đi. Chấp sự lắc đầu thở dài, thiếu niên này thật sự không đủ thiên phú tu luyện, hoàn toàn không thể trở thành vũ giả, càng không cần nói tới thiên phú mạnh yếu. Chấp sự, cho ta thêm một lần cơ hội đi, để cho ta ở lại phi linh môn là được, cái gì ta cũng có thể làm, cầu ngươi đừng đuổi ta đi. Thiếu niên quỳ xuống đất không ngừng dập đầu nói. Cầu tử, người thật sự không thể tu luyện, đi thôi. Ta không giúp gì được cho ngươi. Chấp sự thở dài nói. Chúng ta đi thôi, thiếu niên này xuất thân bần hàn, phỏng chừng cũng không có lộ phí trở về nhà, tới lúc đó cho hắn ít tiền đi. Trương Minh Đào nhìn Châu chấp sự nói, cùng Hoàng Bác Nhiên vội vàng rời đi, lần này kiểm tra xuất hiện ba đệ tử có thiên phú cao, cần phải nhanh chóng báo cho Đông Cung Phụng bọn họ mới được. Châu chấp sự, lần này vất vả ngươi, ta sẽ báo lại với Đông Cung Phụng, Bạch Cung Phụng cùng Phó trưởng môn. Hoàng Bác Nhiên nói, đa tạ Hoàng hộ Pháp, ta sẽ tận lực tìm kiếm đệ tử trẻ tuổi gia nhập bổn môn. Châu chấp sự cảm kích, có Hoàng hộ Pháp nói giúp mình, công lao sẽ càng lớn, tới lúc đó khen thưởng sẽ càng nhiều. Các đệ tử kiểm tra xong thì lui ra đi, người không hợp cách thì lĩnh lộ phí rời khỏi phi linh môn, người đủ tư cách trước tiên chúc mừng các ngươi, nếu được trưởng lão hộ Pháp chung ý sẽ được trở thành đệ tử thân truyền.
Châu chấp sự nói. Các đệ tử lần lượt tán đi, có người vui mừng có người mất mát. Chấp sự, cầu xin ngươi, để cho ta ở lại Phi Linh Môn đi, ta có thể nấu nước chè củi, cái gì cũng có thể làm, van cầu đừng đuổi ta đi, ta đáp ứng với mẹ ta nhất định phải tiến vào Phi Linh Môn. Thiếu niên quần áo rách dưới không ngừng dập đầu khẩn cầu nói. Cho ngươi, cầm vật này về nhà đi. Một âm thanh yêu kiều truyền tới, hương thơm tản ra trước người thiếu niên. Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn thấy hồng y thiếu nữ đứng trước mặt mình, thiếu niên nhìn nàng tới ngây người, không tự chủ được cầm túi nhỏ trong tay. Tĩnh Giao, đi nhanh đi, đừng để ý tiểu tử ngốc này. Vài thiếu nữ đi tới, ánh mắt miệt thị nhìn thiếu niên, lập tức kéo hồng y thiếu nữ rời đi. Cầm trở về đi. Hồng y thiếu nữ quay đầu nói một câu, đi theo mấy thiếu nữ rời khỏi quảng trường. Thiếu niên ngây ngốc thật lâu, âm thanh như âm thanh thiên nhiên quanh quẩn bên tai không tiêu tan, động lòng người như tiếng chim hót trong rừng rậm. Một lát sau thiếu niên mới hồi phục lại tinh thần, mở ra túi nhỏ, sắc mặt đại biến, bên trong túi là 20 kim tệ, nhiều tiền vàng như vậy đối với hắn là số tiền lớn, mẹ hắn làm việc cho người ta một năm chỉ có nửa kim tệ mà thôi. Hắn lên núi săn thú dù săn được gấu lớn cũng chỉ bán được nửa kim tệ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Lục Lâm Thiên giống như ngủ say trong thiên trụ giới, toàn thân không có chân khí, giống như là một người đã chết. Loại trạng thái này Lục Lâm Thiên cũng không hề hay biết, cũng không có khái niệm về thời gian, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Bên trong Phi Linh Môn náo loạn, từ sau khi nhận được tin tức có ba đệ tử thiên phú thật cao gia nhập bổn môn, toàn bộ trưởng lão đều tính toán thu nhận đồ đệ, người nào cũng biết các trưởng lão khác đều có ý định như mình, đệ tử như thế không thể bỏ qua. Có cả trưởng lão chạy thẳng tới hoàng gia, hy vọng bồi dưỡng cảm tình sư đồ, thiên phú của Hoàng Tĩnh Giao đều bị họ chú ý. Một ít trưởng lão quen biết với Hoàng Đan đều đi tìm nàng, thậm chí Bạch Oánh cùng Đông Vô Mệnh, Khấu Phi Yến đều đặc biệt đi tìm Hoàng Đan, trong tộc có vũ giả tứ hệ lại không báo sớm, vì vậy đều bị mắng một trận. Nhưng càng nhiều là mừng rỡ, làm cho Hoàng Đan chỉ biết cười khổ. Nhìn thấy nhiều cường giả Phi Linh Môn tranh đoạt đệ tử, gia chủ Hoàng gia vô cùng cao hứng, gia tộc có đệ tử như vậy địa vị của hắn cũng mạnh hơn không ít, hơn nữa đại nữ nhi Hoàng Đan còn có địa vị đứng thứ ba trong kim đường của Phi Linh Môn, Hoàng gia đã ngày càng thêm lớn mạnh. Lần này Phi Linh Môn khuếch trương, đang cần dùng người, Hoàng gia có thêm ích lợi, toàn bộ trưởng lão Hoàng gia đều cảm thấy may mắn lúc trước lựa chọn không sai. Nếu không di chuyển cả tộc tới địa bàn của Phi Linh Môn, Hoàng gia làm gì có được phát triển như hôm nay. Ngay lúc này các trưởng lão lại nhận được tin tức, toàn bộ cung phụng cũng đã chú ý tới ba đệ tử thiên phú cực cao kia, còn có cung phụng tỏ ý muốn thu nhận họ làm đồ đệ. Vậy thì cũng thôi, vào lúc này cả thiên thủ quỷ tôn, thanh linh tôn giả, hỏa thử tôn giả đều không cam chịu rớt lại phía sau, đều trực tiếp tỏ vẻ cần thu đồ đệ. Lúc này các trưởng lão thật không biết nên nói gì. Các cung phụng cùng hộ môn tôn sứ đều đi ra tranh đoạt với họ, nhưng họ cũng không chịu buông tha, dù sao quy củ của Phi Linh Môn ai cũng có cơ hội thu nhận đệ tử thân truyền, nếu đệ tử nguyện ý, có thể tự mình lựa chọn danh sư, không quan hệ gì với chức vị. Bởi vậy các trưởng lão không ngừng cạnh tranh, thậm chí còn suýt đánh nhau, đương nhiên chỉ là những ai có quan hệ thân mật mà thôi, toàn bộ hộ pháp cùng chấp sự đã không có hy vọng tranh đoạt, chừng nào mới tới lượt bọn họ. Bên trong đại điện náo nhiệt suốt cả canh giờ cũng không có kết quả, không ai chịu lui nhường, bởi vì họ xuất thân tán tu, cho nên tranh đoạt đồ vật luôn vô cùng kịch liệt. Mặc dù Đông Vô Mệnh, Bạch Oánh cùng Khấu Phi Yến cũng muốn thu đồ đệ, nhưng Đông Vô Mệnh cũng không nhất định cạnh tranh, dù sao độc công của hắn không phải ai cũng có thể tu luyện, có đệ tử như Lục Tâm Đồng cũng đã vô cùng hài lòng. Nhóm người Xích Viêm cũng không can dự vào, dù sao họ cũng không bồi dưỡng được vũ giả nhân loại. Mà sau khi Quỳ Long Như Hoa khôi phục lại dung mạo đều gây chấn động trong sơn môn. Sau khi biết Như Hoa đã thân thiết với Thiên Độc Yêu Long, các cường giả đều tới chúc phúc, làm hai người vô cùng cảm động. Chư vị tôn sứ, cung phụng, trưởng lão, các vị đã không tranh ra kết quả, không bằng như vậy, để cho ba đệ tử đi vào, bọn họ nguyện ý bái ai làm sư thì là ai đi, như vậy cũng công bình. Lục Tâm Đồng thấy mọi người khắc khẩu cả canh giờ, cũng cảm thấy đầu hoa mắt choáng. Biện pháp của đại tiểu thư tốt lắm, cũng công bình. Các trưởng lão lập tức phụ họa, điều này đối với họ đúng là thật công bình, cũng miễn cho việc các vị cung phụng cùng hộ môn tôn sứ dùng địa vị áp người. Thậm chí không ít hộ pháp cùng chấp sự cũng đi vào, nói không chừng sẽ có kỳ tích phát sinh,
ba đệ tử kia đồng ý bái họ làm sư, tới lúc đó đệ tử hỗn thật tốt địa vị của họ cũng theo nước lên thì thuyền lên. Phương pháp của Lục Tâm Đồng thật công bình, mấy vị cung phụng cùng hộ môn tôn sứ đều đồng ý, trong lòng vô cùng chờ mong, mà Thiên Thủ Quỷ Tôn đang định bế quan tu luyện nhưng vừa nghe tin liền trực tiếp chạy tới muốn thu đồ đệ. Ba đệ tử cùng đi vào đại điện, Hoàng Tĩnh Giao mặc bộ hồng ý, xinh đẹp mỹ lệ, một hoa phục thiếu niên, một cẩm bào thanh niên, hai người chính là Vũ giả Tam Hệ Trịnh Thánh Kiệt, Linh giả Dương Linh Hạo, khí chất bất phàm. Ba người vừa đi vào đại điện, bị chân khí vô hình áp xuống, cả ba đều rung động, uy áp kia thật sự không tầm thường. Sau khi ba người hành lễ, bắt đầu lựa chọn bái sư, mà các cường giả đều tự báo thân phận, chờ mong mình có thể thuận lợi thu đồ đệ. Ba người lộ vẻ do dự, uy áp khiến họ tuôn mồ hôi lạnh, người đầu tiên lựa chọn bái sư chính là Dương Linh Hạo, hắn cũng không hề do dự trực tiếp bái Thanh Linh Tôn giả làm sư phụ, khiến cho Thanh Linh Tôn giả đắc ý cười giạt rào. Mà Trịnh Thánh Kiệt lại nhìn qua Hổ Viêm Thiên Vương khiến cho hắn ngoài ý muốn, Hổ Viêm Thiên Vương vô cùng kích động, không ít người bất đắc dĩ lẫn hâm mộ Hổ Viêm Thiên Vương, ngay cả Hỏa Thử Tôn giả cũng không có gì để nói, thực lực của hắn cực mạnh ở đây nhưng tiểu tử kia lại không lựa chọn hắn. Người cuối cùng là Hoàng Tĩnh Giao, nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn nàng chăm chú, đây là đệ tử có thiên phú tốt nhất, vũ giả tứ hệ, ai cũng muốn thu vào trong túi. Trong ánh mắt của mọi người, Hoàng Tĩnh Giao thở sâu một hơi, đôi mắt nhìn về phía Hoàng Đan, ngay sau đó rơi lên người Thanh Hỏa lão quỷ khiến cho hắn vui vẻ đứng lên. Tĩnh Giao thấy, Hoàng Tĩnh Giao bắt đầu hành lễ, vừa mới xoay người đột nhiên nghe tiếng quát khẽ. Nữ Oa Nhi, người muốn bái hắn làm sư phụ sao, ta là sư phụ hắn, bản lĩnh của hắn đều do ta dạy, nếu người bái ta làm sư phụ tặng cho người một kiện linh khí thế nào. Người vừa lên tiếng là Thiên Thủ Quỷ Tôn. Nghe được lời nói của hắn mọi người nghẹn họng nhìn chân chối không biết nói gì, đã nói không lấy chức vị áp người, mà người này lại dùng linh khí làm mồi dụ dỗ, nhưng cẩn thận ngẫm lại hắn cũng không dùng chức vị đè ép, hắn chỉ dùng chức sư phụ áp đảo Thanh Hỏa lão quỷ mà thôi, cũng không hứa hẹn không thể dùng linh khí hấp dẫn. Sắc mặt Thanh Hỏa lão quỷ bất đắc dĩ, không nghĩ tới sư phụ lại giành đồ đệ với hắn. Hoàng Tĩnh Giao đang định bái sư, đột nhiên nghe được lời của Thiên Thủ Quỷ Tôn. Ánh mắt liền nhìn qua, sau đó lại nhìn về hướng Hoàng Đan. Khụ, Thiên Thủ Quỷ Tôn ho khan một tiếng, ánh mắt cũng nhìn qua Hoàng Đan, mọi người đều đoán được chỉ sợ Hoàng Tĩnh Giao bái sư là nghe theo Hoàng Đan, hiện tại Hoàng Đan mới là nhân tố chủ yếu, Thiên Thủy Quỷ Tôn cũng nhìn ra được, vì vậy hắn dùng chức vị hộ môn tôn sứ áp xuống, xem có cho hắn mặt mũi hay không. Đê tiện A, mọi người nhìn Thiên Thủ Quỷ Tôn, không khỏi thầm mắng một tiếng. Hoàng Đan bất đắc dĩ cười, nhìn Hoàng Tĩnh Giao khẽ nói. Tĩnh Giao, tự mình lựa chọn là tốt rồi, mặc kệ người bái ai làm sư đều sẽ thành tựu phi phàm. Hoàng Đan cũng không muốn bác mặt mũi của ai, nàng tin tưởng Hoàng Tĩnh Giao biết lựa chọn, nhưng nàng thật không ngờ cả hộ môn tôn sứ cũng tới thu đồ đệ. Dạ, cô. Hoàng Tĩnh Giao khẽ gật đầu, sau đó đi tới trước mặt Thiên Thủ Quỷ Tôn cung kính hành lễ, nói. Tĩnh Giao bái kiến sư phụ. Đê tiện A. Mọi người bất đắc dĩ, cuối cùng lại bị Thiên Thủ Quỷ Tôn lấy được người. Ha ha. Thiên Thủ Quỷ Tôn cười to, vội vàng đỡ ái đồ, ánh mắt liếc qua Thanh Hỏa lão quỷ, lập tức nói. Miễn lễ, đây là sư huynh của ngươi. Tĩnh Giao gặp qua sư huynh. Hoàng Tĩnh Giao lập tức đi qua cung kính cúi người thi lễ. Miễn lễ. Thanh Hỏa lão quỷ uất ức muốn khóc, nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói. Ngươi không cao hứng à? Thiên Thủ Quỷ Tôn nhướng mày hỏi. Không có, sư phụ thu được đệ tử tốt, đệ tử cao hứng vô cùng. Thanh Hỏa lão quỷ cũng không dám đắc tội hắn, huống chi hắn còn là nhạc phụ của mình, chỉ đành phải nhẫn nhịn. Vậy đây là lần đầu tiên gặp sư muội, còn không cấp quà gặp mặt, ta nhớ ngươi hình như có một kiện linh khí ít dùng, tặng cho sư muội ngươi đi. Thiên Thủ Quỷ Tôn nói. Nghe vậy ánh mắt Thanh Hỏa lão quỷ liền trừng lớn. Nguyên lai sư phụ còn đánh chủ ý với linh khí của hắn, đây là chuyện gì chứ, đồ đệ thì tự mình thu nhận, lại đòi mình phải cấp kiện linh khí, nhưng có thể làm sao bây giờ, sư phụ nói chuyện hắn làm sao dám không đáp ứng. Đệ tử tuân lệnh, Thanh Hỏa lão quỷ hết lời để nói, nhưng phải miễn cưỡng tươi cười, lấy ra kiện linh khí huyền cấp, đây là kiện linh khí đầu tiên mà trưởng môn cho hắn. Sư muội, một chút quà gặp mặt, sau này tu luyện cho tốt.
Thanh Hỏa lão quỷ mỉm cười đưa linh khí cho Hoàng Tĩnh Giao. Đa tạ sư huynh. Hoàng Tĩnh Giao cả kinh, nàng biết giá trị linh khí, cả hoàng gia chỉ có cô mới có được linh khí. Ha ha, Lộc Sơn lão nhân, Hổ Viêm Thiên Vương bọn họ nhìn thấy Thanh Hỏa lão quỷ bị chơi xỏ, bật cười lớn, thầm nghĩ Thiên Thủ quỷ tôn thật sự rất đê tiện vô sỉ. Ai? Hỏa Thử tôn giả thầm than, Thiên Thủ quỷ tôn, Thanh Linh tôn giả đều thu đệ tử, chỉ có hắn đi tay không, trong lòng cảm thấy thật buồn bực. Lục Tâm Đồng cũng bất đắc dĩ, hai sư đồ giành đồ đệ, nàng cũng không thể nói gì, dù sao đều là người trong nhà, đành ở một bên xem náo nhiệt. Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hạo cùng Hoàng Tĩnh Giao đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập ý chí chiến đấu, cả ba đều hiểu rõ ràng, chỉ sợ ngày sau đối phương đều là đối thủ của mình nhất định không thể tụt hậu ở phía sau. Lúc này đã nửa tháng trôi qua, mà trong thiên trụ giới đã qua 150 ngày, hơn 5 tháng thời gian, Lục Lâm Thiên vẫn ở trong trạng thái kỳ diệu kia. Đột nhiên, Lục Lâm Thiên chợt mở mắt, ánh mắt thoáng trống rỗng, nháy mắt tinh quang lộ ra, tựa như cự thú thức tỉnh. Chân khí lan tràn thay đổi không ít. Gì? Ánh mắt nhất thời khôi phục, Lục Lâm Thiên cảm giác hết thảy, cảm giác mình giống như hài nhi mới sinh ra, loại trạng thái kỳ diệu này làm cho hắn cực kỳ thoải mái. Không nghĩ tới qua lâu như vậy. Sau khi thanh tỉnh, Lục Lâm Thiên mới biết đã qua 5 tháng, không ngờ thời gian dài như thế, cũng may hắn đang ở trong thiên trụ giới, bên ngoài cũng chỉ mới hơn nửa tháng. Nhớ tới tình huống của Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên thu hồi vô tự thiên thư, sau đó rời khỏi thiên trụ giới, lần này hắn phải tiêu hóa một chút, hy vọng sẽ có điều trợ giúp, về phần muốn đột phá tôn cấp cũng hy vọng sớm tìm được cơ hội, nhưng việc này cũng không thể sốt ruột. Sau khi Lục Lâm Thiên xuất quan mới biết bổn môn nhận được 3 đệ tử thiên phú thật cao, còn có một vũ giả tứ hệ, điều này làm cho hắn rất hài lòng, thiên phú như vậy dù là tam tông tứ môn cũng ít ỏi khó thấy. Lục Lâm Thiên nhận được tin tức. Tam tông tứ môn lại có ý tứ kiêng kỵ Phi Linh môn, tựa hồ luôn bảo trì cảnh giác với Vân Dương tông, Phi Linh môn cùng Linh Thiên môn. Điểm này Lục Lâm Thiên cũng không kỳ quái, lần này Phi Linh môn hiển lộ thực lực, lại có thêm quan hệ với Vân Dương tông cùng Linh Thiên môn, tự nhiên sẽ làm không ít người đề phòng. Theo sau Lục Lâm Thiên nghe Hoàng Đan báo cáo, biết được các cửa hàng của Phi Linh môn cũng đã trải rộng khắp cả đại thành, có ngoại đường tương trợ, hết thảy đều thuận lợi. Hơn nữa Phi Linh môn gia đại nghiệp đại, cũng không gặp phải đối thủ cạnh tranh. Sau khi nghe xong tin tức, Lục Lâm Thiên mới rời đi, Lữ Tiểu Linh cùng Vân Hồng Lăng đều đã trở về Vân Dương Tông. Lục Lâm Thiên nghe Lục Tâm Đồng nói, hình như hai nàng tới Vân Dương Tông gặp mẫu thân La Lan Thị. Nguyên bản Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá cũng muốn đi, nhưng gần đây sự tình trong bổn môn quá nhiều, vì vậy chưa thể đi được. Trên một ngọn núi, Lục Lâm Thiên nhìn về hướng một ngọn núi khác phía trước. Nam Thúc vẫn chưa khôi phục, cũng không biết tình huống thế nào. Lão đại, huynh còn chưa đột phá tôn cấp sao? Tiểu Long hỏi. Không vội, từ từ đi, nói không chừng cơ duyên tới là có thể đột phá. Lục Lâm Thiên nói. Tiểu Long, chờ lão đại đột phá tôn cấp, chúng ta đi Linh Hoàng Nhai hoặc Tổ Yêu Lâm một chuyến, để thấy thế nào. Được, cảm ơn lão đại. Tiểu Long gật đầu nói, lão đại đi Tổ Yêu Lâm hay Linh Hoàng Nhai đều là vì hắn. Đệ khách khí cái gì? Lục Lâm Thiên định vỗ đầu Tiểu Long, đột nhiên bàn tay dừng lại đặt lên vai hắn, trong bất chi bất giác người này đã trưởng thành, đã cao tới cổ của mình, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng. Lão đại, đệ nhớ phụ mẫu đệ chưa từng gặp họ, chẳng biết tại sao dạo này ngày càng nhớ họ. Tiểu Long nghẹn ngào nói. Ta hiểu được, chờ lão đại đột phá tôn cấp, chúng ta phải đi Linh Hoàng Nhai cùng Tổ Yêu Lâm. Lục Lâm Thiên nói, vỗ nhẹ vai Tiểu Long. Bên ngoài Phi Linh Môn, một thiếu niên khoảng 12-13 tuổi đang quỳ, ánh mắt lộ vẻ kiên nghị, dù bị người lôi kéo lập tức lui ra sau vài bước lại tiếp tục quỳ xuống. Đệ tử tuần tra Phi Linh Môn biết rõ thiếu niên này, hắn một lòng muốn gia nhập Phi Linh Môn, nhưng lại không thể bức bách xua đuổi hắn, còn cho hắn kim tệ khuyên hắn rời đi, nhưng tính tình của thiếu niên quật cường, không chịu rời khỏi, cho nên các đệ tử cũng không có cách nào, chỉ hy vọng hắn quỳ mệt mỏi sẽ tự ly khai. Bái kiến trưởng môn. Thân ảnh Lục Lâm Thiên cùng Tiểu Long xuất hiện ngay cửa, các đệ tử đồng loạt hành lễ. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Lục Lâm Thiên nhìn thấy thiếu niên quần áo rách dưới quỳ xa xa, khẽ nhíu mày hỏi. Trưởng môn, thiếu niên này tên Niếp Cẩu Tử, muốn gia nhập bổn môn.
một đệ tử đầu lĩnh đem chuyện của thiếu niên kể lại cho Lục Lâm Thiên nghe qua. Lục Lâm Thiên nghe nói thiếu niên kiểm tra ba lượt vẫn thất bại nhưng không chịu rời đi, khẽ nhíu mày. Trưởng môn, hắn đã quỳ suốt 4 ngày đêm, còn không chịu đi, Châu Chấp Sự nói hắn không thiên phú tu luyện, cho nên chúng tôi cũng không có cách nào. Đệ tử đầu lĩnh tựa hồ sợ bị trưởng môn trách phạt, lập tức giải thích. Quỳ 4 ngày đêm sao? Lục Lâm Thiên lẩm bẩm, ánh mắt chợt lóe, phất tay cho đệ tử lui ra. Lão đại, tính tình thiếu niên này rất quật cường. Tiểu Long có chút tò mò nói. Chúng ta đi xem một chút, bởi vì ta để hắn đợi lâu như vậy, ta vẫn có chút xin lỗi hắn chứ. Lục Lâm Thiên vuốt mũi cười, đi ra ngoài. Nghe trưởng môn nói muốn gặp thiếu niên kia, các đệ tử tò mò nhìn theo. Ngươi tên là gì? Chỉ vài bước đi tới bên người thiếu niên, dáng vẻ tiểu tử này rắn chắc, làn da đen, nhìn qua giống như thường xuyên vất vả lao động ngoài nắng gió. Tóc ngắn, ánh mắt thật trong suốt. Có người đột ngột xuất hiện làm thiếu niên giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một thanh y nhân cùng hoàng y nhân, thân hình chợt run lên, kích động hồi lâu mới nói. Ngài là Cầm Long Nhân. Đột nhiên thiếu niên không ngừng phục lại. Được rồi, không cần phục lại, nói cho ta biết cái gì là Cầm Long Nhân. Lục Lâm Thiên mỉm cười, tâm thần vừa động lên nâng đỡ thiếu niên, dù hắn muốn tiếp tục phục lại cũng không làm được nữa. Ngài chính là Cầm Long Nhân, ngày đó ta nhìn thấy trên bầu trời có thật nhiều đầu long khủng bố, còn có thật nhiều dã thú khủng bố, không phải, hẳn gọi là yêu thú, ta còn nhìn thấy ngài biến thành thật nhiều người giống ngài, dùng tay không đánh ngã long, nhưng sau đó ta bị một khối đá lớn đánh trúng hôn mê bất tỉnh, lão nhân trong thôn nói, ngài có thể đánh ngã long, nhất định là người mạnh nhất trong truyền thuyết, thậm chí có thể đánh bại cả long. Thiếu niên kích động nhìn Lục Lâm Thiên, không nghĩ tới mình gặp được cường giả như vậy. Để ta xem vết thương của ngươi. Lục Lâm Thiên nói. Đại nhân, không cần, ta không sao, từ nhỏ ta thường té ngã cũng không sao. Thiếu niên xua tay nói. Ta chỉ xem ngươi có bị nội thương hay không, việc này không thể sơ ý. Bàn tay Lục Lâm Thiên nhanh chóng lướt khắp thân thể thiếu niên, cuối cùng dừng trên đầu, tốc độ nhanh như chớp khiến thiếu niên không phát giác. Thương tổn đầu sao? Bàn tay Lục Lâm Thiên dừng trên đầu thiếu niên. Nơi đó có chút vết thương, thương thế ngay cạnh thiên linh cái, chỗ đó nhô lên khối u nhỏ. Khi bàn tay Lục Lâm Thiên chạm vào khối u kia, nhất thời có một cỗ cự lực chấn tay hắn, đương nhiên lực lượng không đáng giá nhắc tới, bất qua biến hóa làm ánh mắt Lục Lâm Thiên chợt lóe, lực lượng kia nháy mắt biến mất, nhìn lại khối u tựa hồ không có chỗ nào đặc biệt. Thật sự không việc gì. Lục Lâm Thiên thản nhiên thu tay, nhẹ nhàng nói một câu. Đại nhân! Ta đã sớm nói qua không cần, từ nhỏ ta hay bị té ngã, mẫu thân nói mạng của ta tiện, dễ nuôi lớn. Thiếu niên cười vô cùng thật thà phúc hậu, đôi mắt mang theo khẩn cầu, nói. Đại nhân, ngài là người phi linh môn sao, ngài có thể cho ta vào phi linh môn không, ta cầu xin ngài, ta có khí lực, ta có thể làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần cho ta ở lại phi linh môn là được. Vậy ngươi nói cho ta biết vì sao ngươi phải vào phi linh môn? Lục Lâm Thiên hỏi, vì mẹ ta, vì thôn làng mà ta khôn lớn. Thiếu niên không chút do dự nói. Trong thôn chúng ta thật nghèo, nam nhân chỉ có thể vào núi săn thú, còn thường xuyên gặp phải dã thú tập kích, có đôi khi gặp phải yêu thú sẽ chết thật nhiều người. Mẹ ta xin việc giặt quần áo trong một đại gia đình ở trên trấn rất xa, mỗi ngày đều thật vất vả, có đôi khi mẹ còn bị người mắng, mỗi lần ta săn thú đi lên trấn bán đều đi thăm mẹ. Ta vô ý nghe đại gia đình kia nói phi linh môn rất lợi hại, nếu gia nhập có thể trở thành cường giả, cho nên ta nghĩ gia nhập phi linh môn, ta muốn trở thành cường giả. Bảo hộ mẹ ta, bảo hộ thôn của ta. Nói xong, ánh mắt thiếu niên kiên nghị chờ mong nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Tiểu Long chợt lóe, nhìn lão đại lại nhìn thiếu niên, nói. Chẳng lẽ ngươi không vào được phi linh môn liền định ở đây quỷ mãi sao? Không sai, ta sẽ quỷ mãi. Ta phải bảo vệ mẹ ta, bảo vệ thôn của ta. Thiếu niên cắn môi kiên nghị nói. Khi ta tới, lão nhân trong thôn có nói, phải bái người có bản lĩnh làm sư phụ, học được bản lĩnh thật sự, phải cố gắng tôi luyện, không sợ chịu khổ. Ta nghĩ phi linh môn nhất định muốn tôi luyện ta, chờ ta thông qua là có thể gia nhập phi linh môn. Gia nhập phi linh môn chưa chắc có thể trở thành cường giả. Tiểu Long nói. Ta sẽ cố gắng, rất nhiều người nói ta ngu ngốc. Nhưng lão nhân trong thôn nói với ta siêng năng thì có thể bù đắp,
hiện tại ta đã là người săn thú lợi hại nhất trong thôn. Thiếu niên nhận chân nói. Lão đại, Tiểu Long nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt có chút dao động. Ngươi còn chưa nói cho ta biết, ngươi tên là gì? Lục Lâm Thiên nhìn Tiểu Long, lại nhìn thiếu niên, ánh mắt lóe lên, tựa hồ đang hồi ức điều gì đó. Ta họ Niếp, không có tên, mẹ gọi ta cậu tử, nói tên tiện thì lớn lên rắn chắc, cho nên ta cũng là người khỏe mạnh nhất trong thôn. Thiếu niên vỗ ngực nói. Ngươi có tinh thông gì không? Lục Lâm Thiên lại hỏi. Tinh thông. Thiếu niên gãi đầu, tay phải siết chặt, nói. Quả đấm của ta rất lợi hại, có thể một quyền đánh chết một con gấu trưởng thành, ta từng cứu người từ miệng một con beo, một quyền đánh bay nó, lão thôn trưởng cũng khen ta đấy. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chợt lóe, bàn tay lật ra, cánh tay run lên, một mảnh quang mang rực rỡ ánh vàng rơi xuống đất, đó là một đống kim tệ, nói. Như vậy đi, ta cho ngươi 5.000 kim tệ, ngươi trở về đi, ngươi không có thiên phú tu luyện, cũng sẽ không có thành quả gì lớn. Cầm 5.000 kim tệ này ngươi có thể chiếu cố tốt mẹ ngươi cả đời, cũng có thể chiếu cố thôn của ngươi, thay đổi nơi ở khác, như vậy sẽ không bị dã thú tập kích. Thật nhiều kim tệ. Thiếu niên chấn động trợn tròn mắt, 5.000 kim tệ, hắn làm sao gặp qua nhiều tiền như vậy? Mấy ngày trước Hồng Y thiếu nữ cho hắn 20 kim tệ, đối với hắn mà nói đã là cự phú, lúc này 5.000 kim tệ bày trước mặt hắn, rung động thế nào cũng biết được. Nghĩ tới mẹ hắn phải giặt quần áo cho người ta suốt 10.000 năm mới có được số tiền này a. Có số tiền này có thể di chuyển cả thôn tới nơi khác, có thể chiếu cố toàn bộ lão nhân, còn có thể chiếu cố mẫu thân cả đời, trong tâm linh nho nhỏ của thiếu niên rung động chưa từng có. Ta có thể lấy đi sao? Thiếu niên nhìn Lục Lâm Thiên, trong ánh mắt trong suốt tràn ngập rung động. Cũng có thể, ngươi lấy về là có thể bảo hộ thôn của ngươi, mẹ của ngươi, cần gì gia nhập phi linh môn chịu khổ. Gia nhập phi linh môn cũng chưa chắc có thể trở thành cường giả. Lục Lâm Thiên nói. Thiếu niên do dự, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải sự lựa chọn này. Ta không cần tiền này. Ngay khi Lục Lâm Thiên nghĩ thiếu niên còn chưa thể quyết định, ánh mắt hắn đã khôi phục vẻ kiên nghị, nói. Tiền nhiều lắm, nhưng ta không thể lấy. Lục Lâm Thiên cùng Tiểu Long nhíu mày, Lục Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn mỉm cười hỏi. Có thể nói cho ta biết nguyên nhân không? Thứ nhất, số tiền này không phải ta tự mình làm ra, ta dùng không an lòng, lão nhân trong thôn cùng mẹ ta thường nói, làm người cần tới nơi tới chốn. Thiếu niên nhìn Lục Lâm Thiên. Thứ hai, mặc dù số tiền này rất nhiều, nhưng sẽ có một ngày dùng hết, nếu dùng hết thì không còn gì nữa, ta muốn gia nhập phi linh môn, như vậy có thể trở thành cường giả, tới lúc đó có thể luôn bảo hộ mẹ ta, bảo hộ thôn của ta, trở thành cường giả ta còn có thể kiếm càng nhiều tiền, lão nhân trong thôn có nói. Người phải có chí lớn, không nên chỉ nhìn cái trước mắt mà phải nhìn xa hơn. Lão nhân trong thôn của ngươi, giống như là thần nhân vậy. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm, lão nhân trong thôn thật sự không tầm thường, trong mắt cũng lộ vẻ tán thưởng đối với thiếu niên. Đại nhân, ta xin ngươi, ngươi cho ta vào phi linh môn được không, ta dù ngu ngốc, nhưng ta sẽ cố gắng. Thiếu niên khẩn cầu nói. Ngươi nhìn thấy ngọn núi cao nhất kia không? Lục Lâm Thiên chỉ ngọn núi xa xa hỏi. Thiếu niên xoay người nhìn ngọn núi lớn, nói. Thấy được. Trên đỉnh núi có một gốc bách linh thảo, trong vòng 3 ngày ngươi hái về cho ta, ta sẽ cho ngươi vào phi linh môn. Lục Lâm Thiên nói. Đại nhân, ngươi phải chờ ta đi ngay. Thiếu niên bò lên, kỳ thật hắn cũng không biết bách linh thảo là thứ gì, bước chân lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống, quỳ suốt 4 ngày đêm không nghỉ ngơi. Hắn chỉ nếm chút lương khô nên vô cùng đói bụng, nhưng hắn chỉ nghỉ ngơi một thoáng lập tức đi thẳng về hướng ngọn núi, với kinh nghiệm săn thú của hắn muốn lên núi cùng quay trở lại chỉ sợ 3 ngày không đủ, nhưng đây chính là cơ hội mà hắn thật vất vả mới có được, hắn không thể chậm trễ giây phút nào. Người này, ai nói hắn ngu ngốc, hắn rất biết tính toán. Nhìn theo bóng lưng thiếu niên, Tiểu Long mỉm cười nói. Đại trí nhược ngu. Lục Lâm Thiên khẽ cười, thu hồi kim tệ. Trong mắt lộ vài phần ưa thích. Lão đại, ta xem thiếu niên này không có thiên phú tu luyện, nhiều nhất chỉ rắn chắc thôi, chỉ sợ không có tiền đồ, hình như còn chưa phải vũ giả. Tiểu Long thở dài. Thiên phú rất trọng yếu, nhưng vẫn còn thứ khác quan trọng hơn, nghị lực, bền lòng, cho dù thiên phú bình thường nhưng chỉ cần chịu cố gắng, hắn sẽ không kém hơn người khác. Lục Lâm Thiên cười nói. Lão đại, ngươi muốn khảo nghiệm hắn sao?
Tiểu Long tò mò hỏi. Xem trước đi. Lục Lâm Thiên cười, mấy ngày nay hắn muốn thả lỏng một chút, nói không chừng sẽ có chỗ tốt trong tu luyện, huống chi thiếu niên kia đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của hắn. Sau một lát Thiên Sĩ Tuyết Sư xuất hiện, vài thân ảnh đứng thẳng, bên cạnh còn có bốn đầu yêu thú. Trong rừng cây, thiếu niên cấp tốc chạy băng băng, mặc dù là người thường nhưng tốc độ như dã thú, sức bật kinh người, lúc này hắn không hề biết giữa không trung phía trên có không ít ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn, vận mệnh của hắn đang bắt đầu thay đổi đủ làm cho hắn một bước lên trời. Sau hoàng hôn, bóng đêm bao phủ, trăng sáng treo cao, ánh trăng xuyên qua kẽ lá rơi xuống rừng cây, mang theo vẻ mờ ảo âm u. Thân ảnh thiếu niên uyển như quỷ mị xuyên qua rừng, vì đuổi thời gian hắn chỉ có thể đi suốt đêm. Ngao! Một tiếng sói tru truyền tới, rốt cục thiếu niên gặp phải phiền toái, một bầy lang đã sớm chú ý hắn, ngay lập tức năm đầu sói từ trong rừng lao ra vây quanh thiếu niên. Thiếu niên bị năm đầu lang trưởng thành vây quanh, ánh mắt cảnh giác, bằng vào kinh nghiệm của hắn đã quan sát toàn bộ địa hình xung quanh, đây đều nhờ kinh nghiệm săn thú của hắn. Ngao! Năm đầu dã lang tựa hồ cực đói, bắt đầu lao tới công kích, miệng rộng lộ ra răng nanh như muốn cắn xé nát thiếu niên. Khi đầu lang đánh tới còn chưa đủ hai thước, thiếu niên lập tức nghiêng người tránh né, xoay người trầm xuống, một quyền trực tiếp đánh thẳng vào lưng đầu lang, đó là địa phương yếu đuối nhất. Rắc! Âm thanh xương cốt nứt vỡ truyền ra, một quyền của thiếu niên không ngờ lại trực tiếp nện gãy xương cốt của đầu lang, đối với một thiếu niên 12-13 tuổi mà nói lực đạo như vậy không chút bình thường. Phanh! Đầu lang té xuống không nhúc nhích. Ngao! Nhìn thấy kết cục của đồng bạn. Bốn đầu lang còn lại giận dữ rít gào, đồng thời lao về hướng thiếu niên. Thiếu niên giống như đã dự đoán trước, thân ảnh nhanh chóng di chuyển sang cạnh một gốc đại thụ, nhẹ nhàng nhảy lên cây, càng leo càng cao. Ngao! Bốn đầu lang đều nhảy lên cây, động tác cực kỳ linh mẫn, nhìn thấy thiếu niên chạy trốn càng thêm hung ác bạo ngược, nháy mắt đuổi theo. Vài lần thả người thiếu niên đã leo cao tới 20 thước. Ngao! Bốn đầu lang rít gào. Tới được giữa thân cây không thể tiếp tục đi lên, bởi vì trạc cây quá nhỏ nên không dám tiếp tục nhảy lên, bởi vì đã cách mặt đất 17-18 thước. Bốn đầu lang phân tán xung quanh thiếu niên nhưng không làm gì được hắn. Ánh mắt thiếu niên lóe ra, hắn không có thời gian dây dưa, tập tính của lang luôn kết bè kết đội, nói không chừng còn có bầy lang lớn gần bên, nếu để chúng cùng tới sẽ không xong. Thiếu niên nhìn xuống dưới, thoáng do dự, cắn chặt răng, lập tức nhảy xuống. Hai tay vươn ra gắt gao chộp vào một tàng cây, dùng sức giẫm mạnh hung hăng mượn dùng lực đao lao xuống đá thẳng vào một trạc cây khác, một đầu lang lập tức văng ra, hung hăng đập xuống đất. Phanh! Chỉ nháy mắt đầu lang đã nện xuống đất, đầu phá nát, chết ngay tại chỗ. Suy suy! Động tác của thiếu niên cũng không dừng lại, đôi tay dùng sức nắm chặt, hai chân đá thẳng vào trạc cây, hai trạc cây liền bị đá gãy. Phanh phanh! Hai đầu lang nháy mắt rơi xuống, vừa vặn rơi trúng tảng đá, thiếu niên giống như đã tính sẵn phương hướng, vô cùng chính xác, hai đầu lang lập tức bị giết chết. Ngao! Chỉ nháy mắt đầu lang cuối cùng đã mãnh liệt lao thẳng tới, há to miệng muốn cắn đầu thiếu niên. Ánh mắt thiếu niên chợt lóe, nháy mắt buông tay, thân hình liền rơi xuống dưới, hiểm hiểm tránh thoát miệng lang, đồng thời hai chân ôm lấy một trạc cây, trực tiếp rơi xuống nhánh cây bên dưới. Đầu lang cắn hụt liền rít gào lên, động tác không nhanh bằng thiếu niên. Ngươi cũng đi xuống. Thiếu niên ổn định thân hình, tay phải kéo một nhánh cây lớn cỡ cái chén, nhánh cây gấp khúc như cung tên kéo căng, tay phải lại buông ra, nhánh cây mang theo lực đàn hồi thật lớn bay vòng hung hăng va chạm vào trạc cây mà đầu lang đặt chân. Phanh! Nhánh cây chấn động, thân hình đầu lang lảo đảo, rốt cục không đứng vững ầm ầm rơi xuống đất, còn chưa chết lại lảo đảo muốn đứng lên. Phanh! Thiếu niên đã nhảy xuống đại thụ, không chút do dự xoay người nhảy lên, vò tới như mãnh hổ vồ mồi một quyền trực tiếp đánh thẳng vào hông đầu lang, lập tức đánh bay thân hình của nó gục ngay tại chỗ. Giỏi! Trên không trung, Lục Lâm Thiên không nhịn được tán thưởng, thiếu niên ứng phó năm đầu lang lưu loát như mây bay nước chảy vô cùng sinh động, từng bước tinh diệu vô cùng, nương nhờ cảnh vật cùng ưu thế chung quanh, mặc dù cực kỳ hung hiểm nhưng lại vô cùng bình tĩnh linh mẫn, thật sự rất thông minh. Thật đúng là đại trí nhược ngu a. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Chủ nhân, tốc độ thiếu niên này thật nhanh. Thái Âm Yêu Thỏ nói, lúc này trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư ngoại trừ Lục Lâm Thiên, Tiểu Long còn có Nghịch Lân Yêu Bằng, Huyết Ngọc Yêu Hổ,
song đầu thủy hỏa yêu giao đã biến thành hình người, ngoài ra còn có thị huyết yêu lang, huyết tích dịch, lục yêu mãng, thiểm điện hắc báo thu nhỏ thân hình. Lục Lâm Thiên mỉm cười nhìn xuống dưới, thiếu niên đã xé một chân lang lập tức thoát đi, có lẽ muốn tìm địa phương an toàn bổ sung thể lực. Nhìn thấy thiếu niên kia, Lục Lâm Thiên không khỏi nhớ tới năm xưa mình tiến vào sơn mạch vũ đô tôi luyện, chính hắn khi đó còn là một vũ sĩ, còn có Tiểu Long đi theo bên người. Sau một lát đúng như suy đoán của Lục Lâm Thiên, thiếu niên đi qua một đỉnh núi, tìm một khe sâu an toàn bắt đầu nhóm lửa nướng chân lang, vội vàng ăn hết bổ sung thể lực, cũng không nghỉ ngơi mà tiếp tục xuất phát không hề chậm trễ thời gian. Huyết tích dịch, các ngươi đi chế tạo chút phiền toái cho hắn, dọa hắn là được rồi, để cho hắn không thể trực tiếp lên núi, âm thầm bảo vệ hắn. Lục Lâm Thiên phân phó huyết tích dịch cùng thị huyết yêu lang bọn họ. Dạ, chủ nhân. Bốn đầu yêu thú đồng thời nhảy xuống đất đuổi theo thiếu niên. Tiểu gia hỏa này không hề ngu ngốc chút nào. Tiểu Long nói. Đi thôi, chúng ta đi phía trước chờ hắn. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Lên đỉnh núi, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi điều tức, mấy ngày nay hắn muốn thả lỏng, hy vọng tìm được cơ hội đột phá. Thời gian chậm rãi trôi qua. Giữa núi rừng, thiếu niên một đường lao nhanh, đêm qua hắn bị hai đầu mãnh thú truy kích, thân hình khổng lồ tới mấy chục thước, là một đầu hắc báo kỳ quái cùng một con bọ ngựa lớn màu xanh biếc, vô cùng khủng bố, theo hắn suy đoán chỉ sợ chúng đã là yêu thú. Hắn rất nhanh đã bị đuổi kịp, vừa giao thủ đã bị bọ ngựa đá bay, cũng may hắn không sao, hiểm hiểm mới đào thoát. Đây là sáng sớm khi thiếu niên đi tới chân núi, phát hiện một đầu cự mãng khổng lồ màu xanh biếc, thân thể lớn tới vài trăm thước, đang chặn ngang đường hắn. Thiếu niên lập tức bỏ chạy, hắn chưa từng nhìn thấy mãnh thú khủng bố như thế, vì vậy phải tìm đường khác lên núi, nhưng từ rất xa lại thấy được một đầu tích dịch đỏ như máu khổng lồ, hoảng sợ thối lui ra sau, cũng may đầu tích dịch không phát hiện được hắn. Rằng co suốt vài giờ, đại báo đen cùng bọ ngựa truy hắn đêm qua cũng đã tới, hoàn toàn vây quanh ngọn núi lớn, hắn không cách nào đi lên. Thiếu niên biết mình không cách nào đối kháng đám mãnh thú kia, điều này làm cho hắn hỏng mất, nhưng hắn không thể mất đi cơ hội cuối cùng này. Cuối cùng hắn tìm được con đường lên núi, cả ngọn núi cao chỉ có vách núi thẳng đứng không bị yêu thú cản đường, nhưng vách núi vô cùng hiểm trở, nếu thất thủ sẽ rơi xuống tan xương nát thịt. Ta nhất định phải thành công. Không chút do dự, thiếu niên bắt đầu leo lên vách núi thẳng đứng, lại không biết ở dưới chân có một đầu huyết tích dịch cùng một cự mãng thật nhỏ đang theo sau hắn. Vách núi dốc đứng, thân thủ của thiếu niên thật nhanh nhẹn, gặp phải nhiều lần hiểm cảnh, hơn nữa leo núi cực kỳ tiêu hao thể lực, sau khi nghỉ ngơi hai lần hắn mới leo đi lên. Hô! Thiếu niên lên tới đỉnh núi, thở ra một hơi thật dài, khuôn mặt non nớt lộ ra ý cười kích động, rốt cục đã lên tới đỉnh. Ta thành công! Thiếu niên kích động kêu lên, quần áo rách càng thêm rách nát, nhưng hắn không thời gian thu thập, ánh mắt nhìn quanh đỉnh núi. Lúc này mới ý thức được mình không biết Bách Linh Thảo là gì, trên núi có không ít hoa cỏ nhưng hắn không biết Bách Linh Thảo ở nơi nào, nhất thời vẻ mặt liền khó khăn. Người đang tìm Bách Linh Thảo sao? Đúng lúc này một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện. Thiếu niên nhìn thấy thân ảnh kia, giật mình hoảng sợ, theo bản năng lui ra sau một bước, chỉ thấy người kia tóc dài xõa vai, mặc áo choàng xám, bộ dáng trẻ tuổi. Người làm sao đi lên, dưới núi có thật nhiều yêu thú. Thiếu niên ngoài ý muốn hỏi. Ta cũng đi lên tìm Bách Linh Thảo. Thanh niên kia mỉm cười, hắn chính là Lục Lâm Thiên, chỉ là dùng mặt nạ thay quần áo, vì vậy thiếu niên không nhận ra. Ngươi biết Bách Linh Thảo sao? Ánh mắt thiếu niên chợt phát sáng. Chỉ có một gốc Bách Linh Thảo, ta đã lấy được. Nếu ngươi muốn thì phải đánh thắng ta sẽ đưa Bách Linh Thảo cho ngươi. Lục Lâm Thiên nói. Ngươi nói phải giữ lời. Thiếu niên không còn lựa chọn nào khác, dù sao cũng phải thử một lần, nếu thất bại hắn không biết mình còn tìm được thêm cơ hội nữa hay không. Đương nhiên giữ lời. Lục Lâm Thiên khoanh tay trước ngực cười nói. Vậy xin lỗi, Bách Linh Thảo đối với ta rất trọng yếu, ta nhất định phải lấy được. Thiếu niên nói xong, chân phải di động ra phía sau, giẫm mạnh xuống đất, thân hình như đầu dã thú cường tráng trực tiếp lao về hướng Lục Lâm Thiên, tay phải vung quyền đánh thẳng tới trước. Nhanh! Chuẩn, độc. Lục Lâm Thiên nhíu mày, ở trong người thường, thiếu niên này đã đạt tới trình độ như thế, đây chỉ là một hài tử 12-13 tuổi mà thôi, kinh nghiệm như vậy cho dù là sư phụ cũng không thể dạy dỗ,
như vậy có lẽ hắn lấy được từ những lần giao đấu với dã thú trong rừng rậm. Khóe môi Lục Lâm Thiên cười nhẹ, thân hình nhẹ nhàng tránh né, hoàn toàn không thi triển chân khí, hắn chỉ muốn biết cực hạn của thiếu niên này rốt cục ở nơi nào, cũng chỉ có thể làm như vậy mới kiểm tra được. Một quyền thất bại, tuy ngạc nhiên với tốc độ của đối phương, nhưng thiếu niên vẫn vung chân, giống như đối phó dã lang vung quyền đánh vào thắt lưng Lục Lâm Thiên. Bước chân Lục Lâm Thiên lại di động, thân ảnh di chuyển nhanh như chớp, trong lòng thầm than thiếu niên này thoạt nhìn ngơ ngác nhưng khi động thủ lại giống như thay đổi thành một người khác, động tác nhanh nhẹn, linh mẫn dứt khoát vô cùng. Thiếu niên đột nhiên xoay người trầm xuống, một chân quét ra, một chiêu hoàn toàn không chiêu thức vũ kỹ gì khác, ra tay đơn giản hữu hiệu, là kinh nghiệm được mài luyện từ những lần đối chiến với dã thú. Có ý tứ. Lục Lâm Thiên nhíu mày, bàn chân dẫm mạnh thối lui ra sau. Ta không khách khí, ta phải lấy được Bách Linh Thảo. Đúng lúc này thiếu niên chợt lớn tiếng quát, trong mắt hiện lên hồng mang, hắn giống như đoán được chiêu thức của Lục Lâm Thiên, quyền phải vung ra lại có một tầng hoàng mang quanh quẩn, bàn chân dẫm mạnh, thân hình lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhướng mày, hai tay khẽ động, tay phải vươn ra trực tiếp nghênh tiếp một quyền kia, thậm chí không hề thúc dục chân khí. Phanh! Hai quyền va chạm, âm thanh trầm đục vang lên. Lục Lâm Thiên cảm thấy có một cỗ lực lượng mạnh mẽ lao tới, đây rõ ràng là chân khí, còn là thổ hệ, lực lượng thậm chí có thể so sánh với vũ sĩ nhất trọng nhị trọng. Phanh! Thân hình thiếu niên bị đánh bay rơi xa mấy thước, mặc dù Lục Lâm Thiên không dùng chân khí nhưng lực công kích không tầm thường, mà lực đạo kia cũng đã lưu tình không gây tổn thương gì quá lớn cho thiếu niên. Thân hình rắn chắc của thiếu niên giãy giụa bò lên, có chút mặt xám mày cho. Thể cốt của hắn thật sự khỏe mạnh nên không có vẻ thương tổn gì, nhưng đôi mắt phiếm hồng đã khôi phục lại bình thường. Tiếp tục, thiếu niên biết người trước mắt rất mạnh, nhưng không chút do dự muốn đánh tới, hắn không muốn mất đi cơ hội lần này, dù liều mạng cũng phải đánh. Được rồi, Lục Lâm Thiên phất tay, mỉm cười nói. Nhưng ta còn chưa đánh ngã ngươi. Thiếu niên nói, thực lực bây giờ của ngươi còn chưa đủ. Một tiếng cười từ sau vách núi truyền ra. Vài thân ảnh xuất hiện, mà người nói chuyện chính là Tiểu Long. Là ngươi? Thiếu niên kinh ngạc, có vẻ cực kỳ ngoài ý muốn, nhìn thấy thân hình thu nhỏ của nhóm yêu thú huyết tích dịch đứng sau lưng Tiểu Long, miệng há hốc vội vàng thối lui kêu lên. Chúng nó có thể thu nhỏ, là yêu thú lợi hại, chạy mau, sau lưng ngươi có yêu thú. Ha ha! Nhìn thấy bộ dáng kinh hoàng của thiếu niên, nhóm yêu thú cười ha ha. Tiểu Oa Nhi, ta không ăn ngươi. Ngươi không cần phải chạy. Thân ảnh huyết tích dịch chợt lóe lên, đi tới trên vai Nghịch Lân Yêu Bằng, miệng phun tiếng người, bởi vì chỉ mới tới lục giai hậu kỳ nên chưa thể hóa thành hình người. Các ngươi còn có thể nói, các ngươi là yêu thú tứ giai. Thiếu niên dừng bước, nhìn thấy nhóm người Lục Lâm Thiên cũng không chạy trốn, cực kỳ kinh ngạc lẫn nghi hoặc, từng nghe các thợ săn nói qua về yêu thú tứ giai lợi hại là có thể biến hóa thân hình cùng nói tiếng người. Ngươi có muốn gia nhập phi linh môn hay không? Lục Lâm Thiên mỉm cười hỏi. Ngươi nguyện ý đưa Bách Linh Thảo cho ta sao? Thiếu niên hỏi, đột nhiên cả kinh nói. Ta sợ không đủ thời gian chạy trở về, ngươi đưa Bách Linh Thảo cho ta nhanh lên được không? Không cần đi trở về, chỉ cần hiện tại ngươi bái ta làm sư phụ, là có thể gia nhập phi linh môn. Lục Lâm Thiên cười nói, tháo mặt nạ lộ ra mặt thật của mình. Là ngài. Thiếu niên nhìn Lục Lâm Thiên, sắc mặt đại biến, nguyên lai là Cầm Long Nhân. Tiểu tử, người còn không bái sư. Tiểu Long nhắc nhở. Cậu tử bái kiến sư phụ. Thiếu niên lặng người, lập tức quỳ xuống đất dập mạnh đầu, không ngừng phục lại. Cầm Long Nhân chính là cường giả, thật có bản lĩnh, hắn cũng từng tận mắt chứng kiến, hiện tại nguyện ý thu hắn làm đồ đệ hắn sao có thể trần chờ chứ. Đủ rồi. Lục Lâm Thiên đưa tay nâng thiếu niên đứng lên. Mỉm cười nói. Ngươi còn chưa có tên, sư phụ đặt tên cho ngươi thế nào? Vậy tốt lắm. Thiếu niên gãi đầu cười nói. Lục Lâm Thiên khẽ cười, nghĩ nghĩ nói. Sau này gọi ngươi Niếp Phong đi. Niếp Phong. Thiếu niên cao hứng cười nói. Sư phụ đặt tên thật dễ nghe. Tiểu tử, ngươi còn không hành lễ, ta là sư thúc của ngươi. Tiểu Long đi tới, đệ tử của lão đại là cháu của hắn. Lão đại thu đồ đệ chính hắn cũng cao hứng. Niếp Phong bái kiến sư thúc. Niếp Phong nhìn thiếu niên cũng không lớn hơn mình bao nhiêu, liền cung kính hành lễ. Ngoan,
ngày mai sư thúc tặng thứ tốt cho ngươi. Tiểu Long tươi cười nói. Tốt lắm, chúng ta trở về đi. Lục Lâm Thiên cười nói. Hống. Thiên Sĩ Tuyết Sư hống lên một tiếng, trong ánh mắt kinh ngạc của Niếp Phong, Lục Lâm Thiên mang theo hắn nhảy lên lưng Tuyết Sư. Chỉ vài lần vỗ cánh, Thiên Sĩ Tuyết Sư đã về tới ngoài cửa Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên mang theo Niếp Phong nhảy xuống đất, Niếp Phong còn chưa lấy lại tinh thần, giống như còn nằm mơ. Chúng ta đã tới. Lục Lâm Thiên vỗ nhẹ lên đầu hắn nói. Thật nhanh. Niếp Phong sửng sốt, hắn chạy suốt cả ngày đêm mới tới đỉnh núi, nhưng chỉ chớp mắt đã trở lại. Nhìn thấy Tuyết Sư hóa thành hình người, ánh mắt trợn tròn. Bái kiến trưởng môn. Đệ tử tuần tra nhìn thấy trưởng môn mang theo thiếu niên ngây ngốc trở về, không khỏi có chút kỳ quái. Sư phụ, ngài là trưởng môn Phi Linh Môn sao? Thiếu niên kinh ngạc, tựa hồ cũng nghĩ tới, ngày đó khi Cầm Long Nhân đại chiến với Thanh Long, từng nói là trưởng môn Phi Linh Môn, hình như tên của sư phụ là Lục Lâm Thiên. Phải, đi thôi, vào thay bộ quần áo sạch sẽ đi. Lục Lâm Thiên đáp, trưởng môn thu hắn làm đồ đệ. Các đệ tử tuần tra lặng người, thiếu niên kia liên tục bị từ chối không thu nhận, không nghĩ tới cuối cùng trở thành đệ tử trưởng môn, trực tiếp một bước lên trời A. Cậu tử đi đại vận rồi. Các đệ tử vô cùng hâm mộ, đệ tử trưởng môn, địa vị này cao thế nào có thể biết. Càn rỡ, người tùy tiện gọi cậu tử được sao, đệ tử trưởng môn chính là đại sư huynh của chúng ta. Đệ tử đầu lĩnh quát. Bên trong Phi Linh Môn, ba người Hoàng Tĩnh Giao, Trịnh Thánh Kiệt cùng Dương Linh Hạo bái hộ môn tôn sứ cùng cung phụng làm sư phụ đã khiến oanh động cực lớn, địa vị của họ cực cao vô cùng, làm cho người ta vô cùng hâm mộ lẫn ghen tị. Mà lúc này tin tức trưởng môn thu nhận thiếu niên ngu ngốc kia làm đệ tử nhất thời truyền ra nhanh như gió, tin tức vô cùng náo động, thậm chí mãnh liệt hơn ba người Hoàng Tĩnh Giao, thân phận đệ tử trưởng môn càng khác hẳn. Tin tức này rơi vào trong tai các vị chấp sự, hộ pháp, trưởng lão, làm họ vô cùng kinh ngạc không kém gì các đệ tử bình thường khác. Nhóm người Châu chấp sự nghe tin trong lòng lo lắng, trưởng môn nhận lấy cầu tử làm đệ tử, chẳng lẽ họ đã nhìn sai hay sao, nếu vậy thiên phú của Niếp cầu tử có lẽ không kém cỏi như họ nghĩ. Niếp Phong thấp thỏm đi theo Lục Lâm Thiên vào trong đình viện sau núi, không nghĩ tới hắn thật sự trở thành đệ tử Phi Linh Môn. Ở đình viện sau núi, nhóm người Đông Vô Mệnh nhìn thấy Lục Lâm Thiên thu nhận thiếu niên khờ khạo kia làm đồ đệ, đều cực kỳ kinh ngạc. Vừa lúc Trương Minh Đào cùng Hoàng Bác Nhiên đi vào, Lục Lâm Thiên để họ đưa Niếp Phong đi tắm rửa thay quần áo. Trương Minh Đào cùng Hoàng Bác Nhiên nhìn nhau, ngạc nhiên không lời nào để nói. Tắm rửa thay xong quần áo, Niếp Phong quay trở lại, nhìn qua sáng sủa hơn không ít, thoạt nhìn có vẻ khỏe mạnh kháo khỉnh. Lúc này Niếp Phong không cách nào bình tĩnh. Vừa rồi trên đường đi mọi người đối với hắn tôn kính dị thường, còn có người trực tiếp hành lễ, làm cho hắn hoảng sợ, gặp được mấy vị chấp sự đều cực kỳ cung kính với hắn, điều này làm hắn cảm thấy bất an, từ nhỏ tới lớn chưa từng có ai đối đãi với hắn như vậy. Hoàng Bác Nhiên, người theo Niếp Phong về nhà một chuyến, xem trong thôn có điều gì cần giúp đỡ, đi nhanh về nhanh. Lục Lâm Thiên nói, Niếp Phong luôn lo lắng cho mẹ cùng trong thôn, hơn nữa vừa mới gia nhập Phi Linh Môn. Đột ngột thay đổi hoàn cảnh chỉ sợ không cách nào tĩnh tâm tu luyện, dù sao khoảng cách không xa, Lục Lâm Thiên có hỏi thăm, thôn xóm kia nằm bên ngoài Hoàng Long Trấn, mà Hoàng Long Trấn là một trấn ngoài Thiên Tinh Trấn, dùng phi hành yêu thú chỉ cần 1-2 ngày là tới, Niếp Phong trèo đèo lội suối suốt hơn 2 tháng mới tới Phi Linh Môn. Dạ, Hoàng Bác Nhiên liền đáp ứng. Niếp Phong, cùng Hoàng Hộ Pháp trở về dàn xếp cho mẹ ngươi, dàn xếp tốt lão nhân trong thôn. Nếu mẹ ngươi nguyện ý ngươi có thể đưa bà ấy tới Phi Linh Môn, sau khi thu xếp xong hết thảy thì trở lại tu luyện. Lục Lâm Thiên nói. Đa tạ sư phụ. Niếp Phong phục lại. Mau đi đi. Lục Lâm Thiên nói. Trưởng môn, tiểu tử khỏe mạnh kháo khỉnh này, thiên phú tựa hồ thật bình thường a. Đông Vô Mệnh nói. Thiên phú không quá trọng yếu, chỉ cần chịu cố gắng là tốt rồi. Lục Lâm Thiên cười đáp. Chẳng lẽ ngươi nắm chắc tiểu tử này có thể so sánh được với ba người Hoàng Tĩnh Giao hay sao? Đông Vô Mệnh nghi ngờ hỏi, hắn thật sự nhìn không ra tiểu tử khờ khạo kia có chỗ nào hơn người, ngoại trừ thành thật một chút cũng chỉ có thân hình rắn chắc mà thôi. Vậy thì không nhất định, thiên phú chẳng phải tuyệt đối, Đông Lão, ngươi cũng có lúc nhìn lầm người rồi. Lục Lâm Thiên cười bí hiểm. Trời chiều, thôn trang, đình viện, hết thảy cực kỳ mộc mạc. Lan muội tử. Người có ở nhà không?
Một phụ nhân dáng vẻ chân chất đứng ngoài đình viện hô to. Mai đại tỷ, vào đi. Một âm thanh yêu kiều truyền ra. Ta biết ngươi đang ở nhà, ta qua thăm ngươi sinh hay chưa, thuận tiện đi mua một ít quần áo. Lần trước ta tới đây nhìn thấy ngươi còn chưa chuẩn bị quần áo hài nhi, tới lúc đó tiểu gia hỏa sinh ra phải làm sao bây giờ, ngươi lần đầu tiên làm mẹ, chuyện gì cũng không hiểu. Phụ nhân đi vào trong đình viện không lớn lắm, phụ nhân trực tiếp vào phòng. Đa tạ Mai đại tỷ. Một thân ảnh đang ngồi trong phòng, mặc quần áo đơn giản, nhưng cũng không thể che giấu khí chất cao quý cùng dung nhan tuyệt sắc, mắt phượng ưu sầu, thoạt nhìn chừng 35 tuổi, da thịt như tuyết, mái tóc đen bới cao, chính là Mộ Dung Lan Lan. Lan muội tử, sao ngươi còn ngồi đây, mau đứng lên đi lại một chút, tới ngày sinh sẽ thoải mái hơn. Thôn phụ kéo tay Mộ Dung Lan Lan. Mộ Dung Lan Lan chậm rãi đứng lên, vùng bụng nhô cao, mỉm cười nói. Mai đại tỷ, không có chuyện gì. Sao lại không có việc gì, ngươi sinh lần đầu tiên, rất đau, ban đầu khi ta sinh đại đản, đau chết đi sống lại, thật sự đau không muốn sống, đáng tiếc nam nhân bọn hắn không biết cảm giác đau này. Mai đại tỷ nói xong, thở dài nói. Lan muội tử, ngươi cũng mạng khổ, gặp phải kẻ phụ lòng, đã sắp sinh con mà nam nhân kia còn bỏ chạy, kẻ phụ lòng như vậy nên giáo huấn hắn. Đều là ta tự chuốc lấy, cho nên không trách bất luận kẻ nào. Mộ Dung Lan Lan nói. Xem người đi, tâm địa thật tốt, tên kia thật sự không ánh mắt, không ngờ lại có thể vứt bỏ thê tử thiên tiên như ngươi, mù mắt chó của hắn. Mai đại tỷ mắng, trong tay cầm quần áo đưa qua, nói. Lan muội tử, người xem đẹp không? Thật là xinh đẹp, đa tạ Mai đại tỷ. Mộ Dung Lan Lan nhìn quần áo, trong mắt lộ mỉm cười. Mai đại tỷ, người cầm đi, quần áo nhất định phí không ít tiền. Mộ Dung Lan Lan đưa qua một số kim tệ cho Mai đại tỷ. Muội tử, người đúng là không biết sinh hoạt, quần áo này cần bao nhiêu tiền chứ? Lần trước ngươi cho ta đều đủ mua vài mảnh đất, giữ lại tiền cho mẹ con ngươi dùng ngày sau đi. Mai đại tỷ không chịu cầm lấy. Vậy đa tạ Mai đại tỷ. Mộ Dung Lan Lan nói. Có gì mà đa tạ, lần trước nếu không có ngươi, cha của đại đản nhị đản đã bị dã thú ăn thịt, mà ngươi cũng giết cả mãnh hổ trong núi. Người trong thôn còn phải cảm tạ ngươi đấy. Mai đại tỷ nói. Ta cũng phải cảm tạ mọi người mới phải, cho ta một chỗ đặt chân. Mộ Dung Lan Lan nói, thôn xóm này chân chất mộc mạc, ở lại nơi này nàng cảm giác mình thật sự yên lặng. Người có đại bản lĩnh, đi đâu cũng có thể ở lại thôi. Mai đại tỷ nói. Chờ ngươi sinh xong, với bản lĩnh của ngươi có lẽ có thể vào phi linh môn tìm việc làm, vào được nơi đó tốt lắm, đều là người có bản lĩnh. Phi linh môn. Mộ Dung Lan Lan vuốt ve vùng bụng nhô cao, chính nàng cũng không biết vì sao mình lại đi tới nơi đây. Trưởng môn, hết thảy đã dàn xếp xong xuôi, đại nương không chịu tới phi linh môn, nói chỉ sợ gây thêm phiền toái cho bổn môn, ta đành lưu đại nương trong thôn, mà yêu thú trong phạm vi ngàn dặm đã bị kinh sợ bỏ đi, đã dặn dò đệ tử bổn môn thường xuyên ghé thăm, hẳn sẽ không còn yêu thú ẩn hiện. Hoàng Bác Nhiên nói. Được. Lục Lâm Thiên gật đầu, nói. Hiện tại trong lòng ngươi còn có chuyện gì không bỏ xuống được? Đã không có, đệ tử muốn theo sư phụ chuyên tâm học tập bổn sự. Niếp Phong ngẩng đầu nói. Nhớ kỹ, ngoại trừ học bổn sự, còn cần chính mình cố gắng. Lục Lâm Thiên cười nói. Đệ tử nhất định sẽ nỗ lực, nhất định trở thành cường giả như sư phụ. Niếp Phong trả lời. Cường giả vĩnh viễn không cảnh giới, sư phụ còn chưa đủ. Chờ sau này ngươi sẽ biết. Lục Lâm Thiên nói. Cường giả vĩnh viễn không cảnh giới. Niếp Phong thì thào nói, tựa hồ hiểu được điều gì, nhưng lại giống như nghe không hiểu. Ta đã cho người chuẩn bị chỗ ở cho ngươi ở sau núi, sau này ngươi ở lại đó. Lục Lâm Thiên nói, lại quay sang Hoàng Bác Nhiên. Ngươi an bài việc tu luyện của Niếp Phong, cũng như đệ tử bình thường, cần đối xử bình đẳng. Dạ. Hoàng Bác Nhiên gật đầu đáp. Lại cực kỳ nghi hoặc, đệ tử trưởng môn cũng đãi ngộ như đệ tử bình thường, hơn nữa Niếp Phong không phải vũ giả, muốn tu luyện như đệ tử bình thường chỉ sợ càng khó khăn không ít, đầu tiên chưa thể tu luyện tâm pháp, lại không luyện được chân khí, những đệ tử khác còn phải trẻ củi nấu nước, quét dọn vệ sinh, mỗi ngày có không ít công việc cần phải làm. Niếp Phong, cầm nó, trước khi đi ngủ hãy ăn đồ vật bên trong. Lục Lâm Thiên đưa một hộp ngọc cho Niếp Phong, bên trong chính là diễn linh thiên quả.
Dạ. Niếp Phong cầm hộp ngọc, hắn không biết diễn linh thiên quả mà tôn cấp tranh nhau đầu rơi máu chảy lại bị hắn ăn hết, thậm chí còn cảm giác không có hương vị gì. Lão đại, Niếp Phong không phải vũ giả, làm sao tu luyện? Tiểu Long hỏi. Thể chất của hắn có chút đặc thù, muốn trở thành vũ giả không dễ dàng, nhưng hiện tại cũng không vội vã, để cho hắn tôi luyện thêm một ít. Lục Lâm Thiên đáp. Ca ca, thể chất của Niếp Phong tựa hồ có chút đặc biệt. Lục Tâm Đồng nói. Không sai. Lục Lâm Thiên gật đầu. Hiện tại cần tôi luyện thân thể của Niếp Phong, hiện tại phi linh môn bồi dưỡng đệ tử bình thường cũng không kém, sẽ có linh dược rèn thể, chỉ là các đệ tử ở trong phúc mà không biết phúc. Ngoài ra làm việc tạp dịch cũng rèn luyện căn cơ, Niếp Phong là đệ tử trưởng môn, nếu được đối xử đặc biệt lâu ngày sẽ có cảm giác ưu việt, Lục Lâm Thiên chỉ sợ tâm tính đó xuất hiện, cho nên mới ném hắn vào hàng ngũ đệ tử bình thường tôi luyện tâm tính. Mà bản thân Niếp Phong lại không thể tu luyện ra chân khí, như vậy chênh lệch cùng các đệ tử sẽ ngày càng xa. Dưới loại tình huống này, Niếp Phong sẽ không còn cảm giác ưu việt, đồng thời sẽ liều mạng rèn luyện thân thể, đem thân thể tăng cường tới cực mạnh, đánh tốt căn cơ mới có thể người sau vượt người trước. Ta nhìn mãi cũng không thấy có gì đặc biệt, người đừng nhìn nhầm người đi. Đông Vô Mệnh nói. Ha ha, sau này Đông Lão sẽ biết. Lục Lâm Thiên cười nói. Ca ca, huynh đi xem đại ca đi, huynh ấy đã ở sau núi hơn nửa tháng. Lục Tâm Đồng nói. Dương Quá khoanh chân ngồi, mái tóc có chút hỗn độn, nhìn thấy thác nước tuôn chảy ầm vang, đôi mắt uể oải, loại trạng thái này kéo dài đã hơn nửa tháng. Thân ảnh Lục Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện, liếc mắt nhìn Dương Quá, lại khoanh chân ngồi xuống bên cạnh, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn thác nước trước mặt. Thật lâu sau, Dương Quá quay đầu nhìn lại, nói. Nhị đệ, người hẳn là tới khuyên ta đi, sao lại không nói lời nào? Đại ca lại không làm sai chuyện gì, có gì mà khuyên, ta cũng không phải tới khuyên ngươi. Lục Lâm Thiên cười nói. Vậy ngươi tới làm gì? Dương Quá nghi hoặc hỏi. Đại ca, đã lâu chúng ta không đối chiến, có hứng thú thử một lần không? Lục Lâm Thiên cười hỏi. Hiện tại ta đã không phải đối thủ của ngươi. Dương Quá trực tiếp cự tuyệt. Hiện tại động thủ là tự tìm tai vạ. Chúng ta không dùng chân khí, nơi này không chịu nổi lực lượng của chúng ta. Lục Lâm Thiên nói. Không cần chân khí. Đôi mắt Dương Quá xoay chuyển, liền nổi lên hứng thú, nói. Cũng không cho phép dùng linh lực, hiện tại bắt đầu, ta không sợ ngươi. Dứt lời, Dương Quá đột nhiên nhảy lên vung ra một quyền. Tới hay lắm. Lục Lâm Thiên bay lên nhanh như chớp, nghiêng người tránh né. Một trường lướt qua đánh về phía Dương Quá, mặc dù không dùng chân khí linh lực nhưng trường ấn vẫn mang theo kình khí nhẹ nhẹ, tới cấp bậc như hai người dù dựa vào kình đạo trong cơ thể cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Chân phải Dương Quá lướt ngang, thân hình hoành qua, một đạo quyền ấn đánh tới, kình phóng rít gió. Chỉ trong chớp mắt hai người đã giao thủ mấy chiêu. Nếm ta một quyền. Lục Lâm Thiên tìm được cơ hội, quyền ấn đánh tới. Tới hay lắm. Dương Quá lớn tiếng quát. Thân hình đột nhiên quay ngược, bàn tay siết chặt trực tiếp nghênh đón. Phanh! Hai quyền va chạm, vang lên âm thanh trầm đục, kình phong tung tóe, sau đó đều bị đẩy lui, nhưng Dương Quá lui xa hơn vài bước, bàn tay đau nhức. Đại ca, người xác định ngươi không nhận lầm người sao? Lục Lâm Thiên ổn định thân hình, lại vung ra một trường. Không có khả năng nhận sai, ngay cả ngươi cũng không tin ta sao? Dương Quá nghiêng người tránh né. Lại một quyền đánh tới. Nàng chính là nhị công chúa Thanh Long Hoàng tộc, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết thân phận của nàng, ngươi cũng không phải long thú trong Thanh Long Hoàng tộc, ngươi chính là nhân loại. Lục Lâm Thiên hỏi, lời vừa dứt hai người tiếp tục va chạm, lại ầm ầm tách ra, việc này Lục Lâm Thiên vẫn luôn hoài nghi, chưa có dịp hỏi. Ta cũng không biết, hiện tại ta cũng nghĩ không thông, từ nhỏ ta ở chung một chỗ với tỷ tỷ, ta cũng không biết nàng là người Thanh Long Hoàng tộc. Nàng chưa từng nói qua với ta. Thân hình Dương Quá vừa đứng vững lại lao tới. Chẳng lẽ các ngươi không phải thân tỷ đệ? Lục Lâm Thiên nhướng mày, vừa thoáng ngây người một quyền của Dương Quá đã lao tới. Lục Lâm Thiên thối lui, cũng không khách khí vỗ ra một trường. Chiêu thức của hai người như lưu manh, cuối cùng ôm lấy nhau đấm đá túi bụi. Hai người đánh nhau lại giống như đang phát tiết, càng đánh trong lòng càng thống khoái. Không phải, tỷ tỷ gặp ta trong núi. Năm đó ta 8 tuổi, từ nhỏ sống trong núi cũng không biết cha mẹ là ai, sau đó ở chung cùng tỷ tỷ.
Nhưng ta chỉ biết tỷ tỷ tên Tiểu Long Nữ, ta nghĩ cả đời chúng ta sẽ sống cùng nhau, không nghĩ tới nàng không nói tiếng nào đã rời đi, bây giờ còn không nhận ta. Hai người ôm nhau quay cuồng vật lộn trên mặt đất. Lúc trước vì sao lại rời đi, chẳng lẽ ngươi trêu chọc nàng tức giận hay sao? Lục Lâm Thiên thoáng trầm mặc, lại lớn tiếng nói. Ta cũng không biết, buổi tối hôm đó nàng đang ngủ, ta nhìn nàng, không biết vì sao lại hôn nàng, nàng tỉnh, sang hôm sau đã không còn bóng dáng. Dương quá lớn tiếng đáp. Phanh! Hai người ầm ầm rơi xuống mặt hồ bên dưới không xa. Phanh phanh! Ở trong nước cả hai vẫn chưa dừng đánh nhau. Đại ca, nếu ngươi không nhận sai, nàng không tiếp thu ngươi, có lẽ có nỗi khổ, ngươi hẳn nên tìm nàng hỏi rõ ràng, nếu ngươi thật sự nhận sai, vậy nên tiếp tục tìm, mỗi ngày ngươi cứ ngẩn người như vậy, không có chút tác dụng gì. Lục Lâm Thiên đánh ra một quyền, mặt nước trực tiếp bị sốc lên. Tại sao ta lại không nghĩ tới, tỷ tỷ nhất định có nỗi khổ, ta hẳn nên tìm nàng hỏi rõ ràng. Dương Quá đột nhiên ngẩn ra. Phanh! Lục Lâm Thiên đánh ra một quyền đánh văng Dương Quá lên bờ, rơi xuống đất, hắn nằm ngửa dưới đất nhìn lên bầu trời, không ngừng thở hổn hển. Hoa lạp! Lục Lâm Thiên cũng lảo đảo bò lên bờ, ngã xuống bên người Dương Quá, nhìn lên trời cao mở mang, nói. Đại ca, tâm tình thấy khá hơn chút nào không? Nhị đệ, đa tạ. Dương Quá vỗ vai Lục Lâm Thiên nói. Lục Lâm Thiên vươn tay. Chúng ta là huynh đệ. Đúng rồi, chúng ta là huynh đệ. Dương Quá chụp tay hắn. Ba. Hai người nằm dưới đất bắt tay nhau, không nói thêm lời nào. Ha ha. Hai tiếng cười to vang xa. Thật sự là. Xa xa, Lục Tâm Đồng cảm thấy yên lòng. Lão đại, các ngươi không sao chứ, sớm biết vui vẻ như vậy, ta cũng tham gia. Tiểu Long cười to chạy tới. Nhìn cái xác khổng lồ của ngươi, ta không đánh với ngươi. Dương Quá mỉm cười nói. Cái gì mà xác khổng lồ, đó là huyền vũ thần xác, chính là bảo vật đấy. Tiểu Long khinh bỉ nói. Vẫn là đại xác thôi. Dương Quá cười đáp. Hừ. Tiểu Long thở phì phì chừng Dương Quá, nói. Lão đại, đệ muốn vào thiên trụ giới tu luyện, muốn nhanh chóng đột phá, tới lúc đó có thể đi linh hoàng nhai. Ân. Lục Lâm Thiên đứng dậy, vỗ vai Tiểu Long nói. Khó có được lúc đệ chủ động muốn tu luyện. Tiểu Long siết chặt tay. Thực lực Thanh Long hoàng tộc rất mạnh, thực lực của đệ còn chưa đủ. Ta cũng vào thiên trụ giới tu luyện, thực lực của ngươi đã cao hơn ta phải nỗ lực mới được. Dương Quá nhìn chăm chú vào viễn không, nói. Có lẽ ta cũng phải đi Thanh Long hoàng tộc một chuyến mới được. Vào đêm, màn đêm bao phủ mặt đất, ánh trăng chiếu sáng đại địa. Ở sau núi, nhóm người Dương Quá cùng nhóm yêu thú Tiểu Long cùng nhau tiến vào trong thiên trụ giới. Sau khi Lục Lâm Thiên an bài mọi người vào thiên trụ giới, hắn nằm trên sườn núi nhìn lên vầng trăng sáng trên bầu trời, bên tai chỉ còn lại âm thanh thác nước tuôn ầm ầm không dứt. Trong đầu hắn nghĩ tới cuộc đối chiến hoàn toàn không dựa vào vũ khí hồi sáng, bản thân như nghĩ tới điều gì, nhưng hết thảy lại thật mông lung, khó thể nắm bắt. Không dùng vũ khí, chiêu thức trong vô thức mới thích hợp mình nhất, không nhất định phải phức tạp, đơn giản là tốt rồi. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm, cẩn thận trầm tư, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thì thầm nói. Nếu chính mình tự sáng lập vũ khí, hẳn là thích hợp với bản thân mình nhất. Sáng tạo vũ khí, đúng rồi. Sáng tạo vũ khí. Lục Lâm Thiên đột nhiên hiện lên một ý niệm, chính là sáng tạo vũ khí, trước kia Hắc Phú Thúc đã từng nhắc qua việc này. Không cần phức tạp, đơn giản là tốt rồi. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm, vũ khí cấp độ càng cao sẽ càng đơn giản mới là hữu hiệu nhất, chỉ phân chia trong việc khống chế năng lượng thuộc tính. Vũ khí đều là thuộc tính đơn hệ, không biết có thể sáng lập thuộc tính song hệ, tam hệ hoặc là toàn hệ hay không. Lục Lâm Thiên đột nhiên khoanh chân ngồi dậy, hắn là vũ giả ngũ hệ, nếu có thể sáng lập ra toàn hệ thuộc tính, chỉ sợ sẽ phát triển hoàn toàn ưu thế tiên thiên của chính mình. Vừa nghĩ như vậy, Lục Lâm Thiên chợt hưng phấn, nếu có thể sáng chế ra toàn hệ vũ khí, chỉ sợ đầu tiên phải dung hợp thuộc tính mới được. Thử xem sao. Quanh thân Lục Lâm Thiên hiện lên ngũ sắc quang mang, đem năng lượng thuộc tính dung hợp vào một bộ vũ khí, chỉ sợ là không dễ dàng, nhưng Lục Lâm Thiên không muốn buông tha. Nếu có thể tự mình sáng lập vũ khí, thậm chí là toàn hệ vũ khí thích hợp với mình, uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Suy suy,
Năng lượng 5 loại thuộc tính theo tâm thần Lục Lâm Thiên khống chế vừa va chạm lẫn nhau, lập tức phân tán, căn bản không thể dung hợp, mộc hệ cùng thủy hệ nhất thời bị tách ra. Chẳng lẽ do nguyên nhân khác? Lục Lâm Thiên cân nhắc, hắn có chút không biết phải làm sao. Sau một lát thân ảnh hắn chợt động, trong tay kết xuất thủ ấn đơn giản, hai tay tản ra chân khí nhẹ nhẹ quanh quẩn. Chân khí lập tức tán loạn, Lục Lâm Thiên lại bắt đầu kết xuất thủ ấn, thời gian chậm rãi trôi qua, mãi tới trời sáng hắn vẫn còn đắm chìm trong cảnh giới kỳ diệu này, tốc độ càng lúc càng nhanh. Giống vậy lại không phải vậy, chẳng lẽ lĩnh ngộ không đủ sao? Khi trời sáng hẳn, Lục Lâm Thiên chợt thì thào, khoanh chân nhắm mắt, bất chi bất giác rơi vào trạng thái cực kỳ huyền ảo. Hai ngày sau, quanh thân Lục Lâm Thiên bao phủ năng lượng mộc hệ, nhất thời làm cho hắn có cảm giác như tắm gió xuân, hết thảy cực kỳ tuyệt vời. Lục mang quanh thân ngày càng nồng nặc, năng lượng mộc hệ nồng đậm tràn tới, không ngừng du động quanh người Lục Lâm Thiên, sau đó xâm nhập vào trong thân thể hắn. Bóng đêm tuôn xuống, ánh trăng rắt cao phía chân trời, chiếu sáng khắp đại địa. Trên người Lục Lâm Thiên lúc này bao phủ năng lượng thủy hệ nồng đậm, một màn thật quỷ dị xuất hiện, mặt nước phía trước đột ngột dâng lên, bao phủ về hướng Lục Lâm Thiên. Vào lúc này trên người Lục Lâm Thiên còn có lam mang quanh quẩn, một cỗ lốc xoáy do dòng nước hình thành quay chung quanh người hắn, nhìn qua cực kỳ huyền ảo, năng lượng thủy hệ hội tụ, mang theo uy áp thật lớn. A! À, bên trong tiểu đình viện nhất thời truyền ra tiếng thét chói tai. Lan muội tử, dùng sức, thở sâu. Sắp ra rồi, dùng sức. Dùng sức, sắp ra rồi. Bên trong phòng có 5-6 phụ nhân vây quanh giường, vô cùng khẩn trương. Sao lại đau như vậy? Mộ Dung Lan Lan lớn tiếng nói, nàng không nghĩ tới nàng là tu luyện giả nhưng khi sinh nở vẫn đau như vậy, phảng phất như thân thể bị xé nứt. Đau quá. Mộ Dung Lan Lan khàn giọng hét to, mồ hôi tuôn ướt sũng. Dùng sức, sắp rồi. Chỉ chút nữa. Mấy thôn phụ lớn tiếng hô, đều vô cùng khẩn trương. Oa! Một tiếng khóc trẻ con truyền ra, âm thanh vô cùng trong suốt to rõ. Lan muội tử, là con trai, là đứa con mập mạp. Nhìn xem, tiểu gia hỏa này vừa ra đời liền mở mắt luôn này. Suy! Lục Lâm Thiên còn đang lĩnh ngộ, đột nhiên mở mắt, trong lòng hoảng hốt, hoàn toàn bừng tỉnh trở lại. Sao lại thế này? Lục Lâm Thiên có chút nghi hoặc. Vừa rồi cảm giác tâm thần lay động, cảm giác này cực kỳ kỳ diệu, làm bản thân hắn cũng nói không nên lời. Hoa lạp, dòng nước vây quanh người hắn nháy mắt rơi tứ tán. Lĩnh ngộ không sai, tựa hồ thu hoạch không ít. Lục Lâm Thiên tỉnh táo, tính thời gian đã lĩnh ngộ hơn 10 ngày, tốc độ cực nhanh. Lục Lâm Thiên thoáng nhíu mày, thủ ấn kết xuất, không ngừng đánh ra. Sau một lát hắn thu tay lại, quay vào trong đình viện, hỏi thăm tin tức trong bổn môn. Sau đó đi thẳng tới đình viện của sát phá quân, Nam Thúc vẫn chưa có động tĩnh. Thời gian kế tiếp Lục Lâm Thiên đi nơi nơi nhìn xem tình huống, cân nhắc chuyện sáng tạo vũ khí, nghĩ ngợi suốt 2 ngày thời gian nhưng vẫn chưa tìm được manh mối. 10 ngày trôi qua, bên trong một căn phòng, quang mang chói mắt, mái tóc lăng thanh tuyền bay lên, quanh thân tràn ngập chân khí rét lạnh, khí tức bắt đầu chậm rãi thăng lên. Thiên địa năng lượng hội tụ, chân khí càng ngày càng mạnh. Không gian xung quanh sản sinh dao động kịch liệt. Phanh! Một ngày sau, chân khí càng tăng lên tới mức khủng bố. Rốt cục khí tức tiêu thăng như trẻ tre, một đạo cấm chế vô hình ngoài phòng nháy mắt bị phá tan vỡ nát. Hô! Thiên địa năng lượng nhanh chóng tràn vào người Lăng Thanh Tuyền, chân khí cường hãn phóng lên bầu trời. Không gian xung quanh nhộn nhạo, 5 loại hào quang quanh quẩn, khí thế chướng cao, sau một lúc lâu một tầng bình chướng xuất hiện. Đem khí thế tăng vọt áp chế trở xuống. Cảm giác được khí thế bị áp chế, bàn tay Lăng Thanh Tuyền siết chặt, đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu thét dài một tiếng. A! À, sóng âm chấn khai gợn sóng, tiếng thét dài ngân nga, Lăng Thanh Tuyền như nghẹn cứng một hơi, khuôn mặt tuyệt mỹ đỏ bừng, mái tóc bay múa, nhìn qua có cảm giác như một lệ quỷ. Oanh long long! Trên bầu trời đình viện, gió dục mây vần, thiên địa năng lượng bàng bạc hội tụ, sấm sét vang dội. Thanh thế cuồn cuộn làm đàn thú chung quanh không ngừng rít gào. Phá cho ta! Lăng Thanh Tuyền hét lớn một tiếng, không gian xung quanh ầm ầm nứt toác, cùng một thời gian chân khí lại thăng lên, đã lên tới cấp độ vũ tôn nhị trọng. Ca! Trong khoảnh khắc tầng bình trường ầm ầm vỡ nát, chân khí cuồng bạo kéo lên, năng lượng thiên địa như hồng thủy trút xuống,
chen chúc tràn vào trên người nàng. Hô! Một cỗ năng lượng đột nhiên oanh kích xuống, hộ thân chân khí của Lăng Thanh Tuyền không khỏi run lên. Đúng lúc này chân khí của Lăng Thanh Tuyền tản ra, âm thanh đau đớn vang xa. A! À, có lẽ vừa rồi đột phá động thai khí, Lăng Thanh Tuyền cảm giác được cần sinh nở, hết thảy vượt qua dự kiến của nàng. A! À, Lăng Thanh Tuyền cắn chặt răng, mồ hôi lạnh ướt đẫm, thân hình như xé vỡ, nàng nghiến chặt răng lấy ra một ít quần áo trải xuống đất, một mình tự sinh nở. Đau đớn kịch liệt làm nàng thở hổn hển, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. A! À, oa! Âm thanh hài nhi khóc nỉ non truyền ra quanh quẩn. Gì? Trong Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên đang khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần, tâm thần lại chợt nhoáng lên. Gần đây có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì hay sao? Lục Lâm Thiên mở mắt, cực kỳ nghi hoặc, tâm thần rung động vô duyên vô cớ làm cho hắn cảm thấy thật ngoài ý muốn. Gì? Đúng lúc này Lục Lâm Thiên cảm giác được đan điền khí hải có dấu hiệu dao động, điều này làm cho hắn nhíu mày. Chẳng lẽ là cơ hội tới sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày, gần đây hắn luôn đợi cơ hội đột phá, không biết cần chờ bao lâu, lúc này có một tia dao động khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Sau đó kết xuất thủ ấn, bắt đầu tiến nhập trạng thái tu luyện. Lăng Thanh Tuyền cắn răng nhổm dậy, nhìn thấy hài tử mới sinh ra, tự tay chặt cuống rốn của đứa bé. Là nữ nhi. Lăng Thanh Tuyền nhìn nữ nhi, hài tử chỉ khóc một tiếng ngay sau đó liền mở to đôi mắt đen lúng liếng nhìn nàng. Nương sẽ không để cho con có việc gì, chúng ta đi. Lăng Thanh Tuyền vội vàng dùng quần áo của mình bao phủ hài nhi, thu thập thật nhanh, sau đó vội vàng rời khỏi phòng. Cấm chế đã phá, nàng phải nhanh chóng rời khỏi. Thiếu chủ, người không thể đi. Thân ảnh Lăng Thanh Tuyền vừa lao ra khỏi đình viện, ba thân ảnh phóng lên cao bao vây nàng, đều tới cấp độ vũ vương, còn không phải vũ vương bình thường. Các ngươi cũng dám ngăn cản ta sao? Lăng Thanh Tuyền hét lớn một tiếng, nhìn ba người nói. Thiếu chủ, đại thiếu chủ có lệnh ngươi không thể rời đi. Lão giả vũ vương cửu trọng nói. Nhìn hài tử trong tay. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Lăng Thanh Tuyền chợt lóe sát ý, nhất thời thổi quét tán phát. Đồ khốn, người cản ta phải chết. Lăng Thanh Tuyền quát, hàn ý sắc bén lạnh lẽo, xoay mình bay lên đỉnh núi. Suy suy, một cỗ gió lốc chân khí màu lam đột nhiên bùng nổ, thân ảnh Lăng Thanh Tuyền xuyên qua không gian xung quanh, vung thẳng một quyền hướng ngay Vũ Vương cửu trọng. Chỉ chớp mắt Lăng Thanh Tuyền đã xuất hiện trước mặt lão giả kia, một quyền trực tiếp vỡ áp về phía hắn. Sắc mặt lão giả hoảng hốt, quanh thân bị không gian lực bao vây không thể thối lui, đành phải oanh ra một quyền nghênh tiếp. Phanh! Hai quyền va chạm lẫn nhau, nháy mắt âm thanh nổ tung truyền ra, năng lượng khổng lồ bộc phát, không gian chấn động như trời sụp đất nứt, không gian xung quanh bị chấn thành mảnh nhỏ, vũ vương kia tựa hồ đã khinh thường thực lực của Lăng Thanh Tuyền, lập tức bị thổi quét vào bên trong khe không gian hóa thành mảnh nhỏ. Đều chết cả đi! Lăng Thanh Tuyền không chút do dự. Thân ảnh lao tới hai người còn lại, bàn tay vỗ xuống, không gian bao quanh hai người lập tức vặn vẹo. Phanh phanh, không gian nổ tung, nứt ra khe không gian tối đen, trong kình khí cuồng bạo hai vũ vương lập tức bị đánh chết. Siêu, thân ảnh Lăng Thanh Tuyền chợt lóe muốn bỏ chạy. Thanh Tuyền, muội trốn không thoát đâu, muội cảm thấy có thể chạy thoát khỏi tay ta sao? Một âm thanh than nhẹ truyền tới, sắc mặt Lăng Thanh Tuyền đại biến, không gian đã bị phong tỏa. Ca, ngươi dám ngăn cản ta, hiện tại ta sẽ chết trước mặt của ngươi. Lăng Thanh Tuyền quát một tiếng, tay trái ôm hài tử, tay phải đặt lên thiên linh cái. Thanh Tuyền, muội đừng bức ta. Một thân ảnh nháy mắt hiện thân mặc cẩm bào, khuôn mặt như ngọc điêu khắc, ngũ quan tuấn lãng, thanh niên này tuấn tú hơn cả Lăng Phong, làm thập tam cùng dương quá. Khuôn mặt thanh niên giống Lăng Thanh Tuyền như đúc, thần thái hai người cực kỳ tương tự nhau. Đưa hài tử cho ta. Ánh mắt thanh niên trầm xuống nói. Trừ phi ta chết, nếu không dù là ai cũng không thể động tới nó. Lăng Thanh Tuyền nói. Nghiệt chủng này rốt cục là của ai, Thanh Tuyền, muội hoàn toàn thay đổi rồi. Thanh niên thở dài. Ca, muội vẫn là muội ngày trước, nhưng trẻ con vô tội, còn là cốt nhục của ta, là cháu của ngươi, chẳng lẽ ngươi đành lòng giết nó sao? Lăng Thanh Tuyền tràn ngập bất đắc dĩ nói. Ánh mắt thanh niên thoáng động, nói: "Thanh Tuyền, vậy muội nói đi, nghiệt chủng này là của ai? Muội không nói, không thấy có lỗi với sự bồi dưỡng của cha sao?"
lưu lại đứa nhỏ này, muốn ta làm gì cũng được. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền khẩn cầu. Giao nghiệt chủng cho ta. Thanh niên quát một tiếng, lao thẳng tới chỗ Lăng Thanh Tuyền. Người bước thêm một bước, ta sẽ chết trước mặt ngươi, ta nói được thì làm được. Chân khí run lên, khuôn mặt Lăng Thanh Tuyền nổi lên hào quang. Thanh Tuyền, tính tình ngươi càng lúc càng lớn, chẳng lẽ ngay cả ta cũng không để vào trong mắt sao? Đúng ngay lúc này một âm thanh đột nhiên truyền tới. Âm thanh hạ xuống, không gian dao động, Lăng Thanh Tuyền lập tức bị không gian lực bao phủ, không thể nhúc nhích, một thân ảnh vĩ ngạn liền xuất hiện cướp lấy đứa bé trong tay nàng. Suy, không gian lực biến mất, Lăng Thanh Tuyền khôi phục lại, sắc mặt đại biến. Suy, thân ảnh vĩ ngạn đứng thẳng, đeo mặt nạ màu vàng, chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén. Cha, thanh niên nhìn thấy người kia, lập tức hành lễ, sắc mặt có chút biến hóa. Cha, trả lại hài nhi cho con, trả hài nhi cho con. Khuôn mặt Lăng Thanh Tuyền thất sắc, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng mang theo khẩn cầu. Thanh Tuyền, con làm cho cha thật thất vọng. Ánh mắt người kia trầm xuống, âm thanh trầm thấp nói. Cha, đứa bé là vô tội. Lăng Thanh Tuyền khẩn cầu. Nói cho cha biết, đứa bé là của ai? Người đeo mặt nạ hỏi. Điều này không trọng yếu, cha, cha buông tha đứa bé, cha muốn con làm gì cũng được. Lăng Thanh Tuyền nói. Con không nói thì đừng trách cha vô tình. Ánh mắt người kia lạnh lùng, sát ý run lên. Một đạo quang mang bao phủ lên người hài nhi. Thanh niên run lên, muốn mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng không nói ra miệng. Đừng, cha, con xin cha. Lăng Thanh Tuyền lớn tiếng khẩn cầu. Con làm cho cha quá thất vọng rồi. Cánh tay người đeo mặt nạ run lên, không gian quanh người Lăng Thanh Tuyền vặn vẹo, không cách nào nhúc nhích. Gì? Giờ khắc này trong mắt người đeo mặt nạ chợt kinh nghi, hai tay ôm lấy nữ hài, không tiếp tục quản Lăng Thanh Tuyền. Ánh mắt như gặp được chân bảo hiếm thế. Tại sao lại như vậy, không ngờ là trời sinh như thế, thật đúng là thể chất thiên sinh. Người kia chấn động, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Không gian lực biến mất, Lăng Thanh Tuyền lao tới trực tiếp giật lại nữ hài. Lúc này người đeo mặt nạ lại không hề ngăn cản, tựa hồ vẫn còn chìm trong rung động, ánh mắt nhìn chăm chú Lăng Thanh Tuyền, nói. Thanh Tuyền, việc này cha có thể không truy cứu. Nhưng từ nay về sau hết thảy đều phải nghe cha. Đa tạ cha. Lăng Thanh Tuyền sửng sốt, sắc mặt vui mừng, ôm chặt nữ nhi trong ngực, đôi mắt nữ hài không ngừng chuyển động, không hề khóc tiếng nào. Thanh niên thấy vậy tựa hồ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cha, sao cha tới nhanh như vậy, con nghĩ cần vài ngày nữa cha mới tới đâu. Thanh niên nói, thời gian không còn bao nhiêu, nhất định phải bắt đầu hành động. Người đeo mặt nạ nói, con đã biết. Thanh niên gật đầu, ánh mắt híp lại, nói. Nhưng trong phi linh môn còn có bốn thiên tôn đời thứ nhất của thánh linh giáo, thật khó đối phó. Không cần lo lắng bốn người kia, hiện tại đang ở Đông Hải, cha đã có an bài, giao phi linh môn cho con, nhất định phải mang Lục Lâm Thiên trở về. Người đeo mặt nạ nói. Cha, lão gia hỏa kia làm sao bây giờ? Thanh niên nhíu mày hỏi. Sẽ có người đối phó hắn. Người đeo mặt nạ nhướng mày. Thanh Tuyệt, đây là lần đầu tiên con đi ra ngoài, giao Lục Lâm Thiên cho con, đừng làm cho cha thất vọng. Thanh Tuyệt nhất định sẽ bắt Lục Lâm Thiên trở về. Thanh niên lẩm bẩm. Linh Vũ song tu, vũ giả toàn hệ, đệ nhất nhân trẻ tuổi, thật sự như thế sao? Phía sau núi, Lục Lâm Thiên đã nhập định, vẫn chưa tỉnh lại, cũng không ai cảm thấy kỳ quái, chỉ dặn dò mọi người đừng tới quấy rầy. Trong thiên trụ giới, thời gian vội vàng trôi qua. Hống! Như Hoa đã hóa thành bản thể khổng lồ, đột nhiên rít gào một tiếng, lực lượng bàng bạc ngập trời hội tụ trên không. Hô! Năng lượng không ngừng tràn vào thân thể Như Hoa, thân thể cao lớn không ngừng vặn vẹo, thân hình trướng lên không ít, chân khí uy áp lan tràn. Ngay lúc chân khí Như Hoa không ngừng kéo lên, một âm thanh long ngâm vang lên cách đó không xa. Ngao! Thiên độc yêu long đã sớm hóa thành bản thể, năng lượng ba động cực độ khủng bố kéo lên, tràn đầy cảm giác nguy hiểm. Hô! Năng lượng hội tụ quanh thân hắn tạo thành lốc xoáy xoay tròn, năng lượng bàng bạc không ngừng xâm nhập vào người hắn. Lần này bế quan, Lục Tâm Đồng cho hắn một ít máu huyết, tiên thiên độc thể có tác dụng cực lớn cho hắn đột phá bát giai, với huyết mạch của hắn nếu chỉ dùng chính lực lượng bản thân rất khó đột phá.
như hoa giống to một tiếng, giải khai một bình trường cực lớn, chân khí nháy mắt thăng lên một cấp độ mới, năng lượng lập tức khuếch tán. Cuối cùng như hoa thăng lên tới bát giai sơ kỳ, chân khí phóng thẳng lên cao. Bản thể thiên độc yêu long xoay quanh, chân khí cường hãn, quanh thân tràn ngập hắc vụ cực kỳ nồng đậm, mang theo hương vị gai mũi khó ngửi, tựa hồ có thể truyền khắp cả không gian. Ngao! Một tiếng rít gào vang vọng, uy áp nồng đậm lan tràn, cả không trung đều run rẩy lên, ngay nháy mắt chân khí thiên độc yêu long đã đột phá tới cấp độ bát giai. Bóng đêm dày đặc, bên trong một dãy núi liên miên cao ngất xuyên phá thiên không. Trên một ngọn núi cao nhất, một thân ảnh xinh đẹp đứng thẳng, áo trắng thắng tuyết, dung nhan tản ra khí tức yêu mị tới mức phong tình vạn trùng, đủ mị hoặc hết thảy chúng sinh. Ánh trăng chiếu sáng, Bạch Linh khoanh tay đứng yên. Khuôn mặt tràn ngập vẻ lạnh lùng lại uy nghiêm, khiến người không dám nhìn thẳng. Vài năm rồi, không biết hắn trôi qua như thế nào. Bạch Linh thì thầm. Không phải đã nói đừng tới quấy rầy ta sao? Ánh mắt Bạch Linh đột nhiên trầm xuống, trên người lộ vẻ uy nghiêm. Không phải là họ, là ta. Một âm thanh tà mị cực điểm rơi xuống, một thân ảnh xuất hiện, khuôn mặt tuấn mỹ tới mức khó thể tưởng tượng, hơn nữa càng có một cỗ lực lượng vô cùng mị hoặc. Người kia vừa xuất hiện, không gian xung quanh dao động, khí tức cường hãn cực hạn. Sáng sớm, sắc trời vừa sáng, trong không khí còn mang theo hàn ý. Bên trong thiên kiếm môn, chỉ mới canh ba đã có một nhóm đệ tử đang dọn dẹp quảng trường. Trong giây lát các đệ tử đột nhiên cảm thấy mặt đất chao đảo, người có thực lực thấp thiếu chút nữa té sấp xuống đất. Gần đây tần suất chấn động tựa hồ càng ngày càng thường xuyên đi. Sư huynh! Ta nghe nói hình như có người đang đột phá trong cấm địa phải hay không? Ta còn nghe đệ tử thân truyền nói, là Nhược Lan sư tỷ bế quan tu luyện, đã bế quan hơn một năm. Nhược Lan sư tỷ còn bài danh một trong 10 đại cường giả trẻ tuổi đấy. Âm thanh bàn luận xôn xao không ngừng vang xa. Nhanh dọn sạch quảng trường, sắp tới giờ rồi. Đệ tử đầu lĩnh trầm giọng quát. Ngay lúc các đệ tử bình tĩnh trở lại, mặt đất lại đột nhiên rung lên. Các đệ tử lập tức nhìn ra sau núi, giờ phút này nơi đó có một cỗ chân khí thật lớn lan tràn ập tới. Ông ông! Trường kiếm sau lưng các đệ tử đều tê minh vang vọng, giống như muốn phủ phục xuống dưới. Chấn động khiến nhiều cường giả của thiên kiếm môn chú ý, thật nhiều thân ảnh bay ra, lăng không trôi nổi, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn ra sau núi, trong mơ hồ họ nhận ra một cỗ chân khí khủng bố cực đoan giống như mãnh thú đang ngủ say muốn tỉnh lại. Suy! Thân ảnh đi đầu hiện lên giữa không trung, ánh mắt nhìn sau núi, cảm nhận được cỗ khí tức kia, trong mắt lộ vẻ mừng như điên. Đồ nhi, người sắp thành công sao? Vào lúc này, vô số lợi kiếm vây quanh kiếm sơn run lên, kiếm quang bốn phía, kiếm khí sắc bén vỡ áp xung quanh, cả kiếm sơn không ngừng rung động. Đất rung núi chuyển, vô số lợi kiếm hội tụ thành tiếng kiếm minh đinh tai nhức óc quanh quẩn khắp không trung, kiếm khí bàng bạc sắc bén phát tán ra ngoài, vạn kiếm tề minh. Tựa hồ như muốn bay khỏi kiếm sơn, khí thế kinh người vỡ áp thiên địa. Bên trong kiếm sơn khổng lồ, tại một không gian tối tăm, lúc này cả không gian đã biến hóa vô cùng kỳ dị. Trong không gian, một mảnh quỷ khóc thần hào quanh quẩn, ma khí tàn sát bừa bãi, vô số hư ảnh lợi kiếm xuyên qua, huyết chỉ cuồn cuộn, bao phủ một cỗ ma khí thao thiên, hắc vụ lượn lờ xung quanh làm nhịp tim người đập mạnh. Ông ông! Bên trong huyết đàm, Nguyên Nhược Lan khoanh chân ngồi. Toàn thân ngâm trong huyết đàm, lãnh diễm mà yêu tà, tiếng quỷ khóc thần hào không ngừng vang lên chói tai. Vào lúc này trên đỉnh đầu Nguyên Nhược Lan, một thanh trường kiếm màu tím ba xích nhẹ nhàng đứng thẳng, mũi kiếm trực tiếp cắm vào thiên linh cái của nàng. Ông! Tử sắc trường kiếm không ngừng tê minh, năng lượng kinh người chút xuống, không gian vỡ ra, tiếng kêu rên quỷ thanh quỷ khí từ trong thân kiếm truyền ra, chấn động lòng người. Hô! Thể hồ quán đỉnh, kỳ tích, đại nghị lực. Đại hằng tâm, đại thiên phú, trên vạn năm không người có thể đi tới cuối cùng, không nghĩ tới bị Nhược Lan làm được, vẫn còn là truyền thừa đầy đủ của kiếm tổ, Nhược Lan thế nhưng thật sự làm được. Thể hồ quán đỉnh, truyền thừa trọn vẹn, thiên kiếm môn may mắn, ngày sau nếu có thể khôi phục uy danh kiếm tổ, thiên kiếm môn sẽ bao trùm trên các sơn môn. Có thể thừa nhận được bao nhiêu truyền thừa, phải xem Nhược Lan. Oanh long long, cả ngọn núi không ngừng run rẩy chao đảo. Vạn kiếm tề minh hội tụ thành âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng khắp không gian. Kiếm sơn khổng lồ rung động, cuối cùng đã không thể ức chế, vô số trường kiếm phun trào như núi lửa phun ra, đất rung núi chuyển,
kiếm sơn giống như sống lại, kiếm khí bàng bạc phát tán, nhất thời tạo thành lốc xoáy quay chung quanh ngọn núi xoay tròn, kiếm khí xé rách không gian khiến cả thiên không run rẩy. Lợi kiếm tạo thành lốc xoáy quanh quẩn, cuối cùng ngưng tụ thành một đầu cự long khổng lồ. Cự long uốn lượn xoay quanh, thân thể cao lớn quấn quanh kiếm sơn mấy vòng, thân hình do vô số lợi kiếm hội tụ mà thành, tựa như vật sống, thậm chí còn có long uy tràn ngập. Ngao! Kiếm long rít gào, âm thanh cuồn cuộn mênh mông, trong nháy mắt trường kiếm trên lưng toàn bộ đệ tử thiên kiếm môn đều bay thẳng về hướng kiếm long, cho dù là cường giả thiên kiếm môn cũng không thể giữ lại thanh kiếm trong tay mình. Ông! Thanh kiếm trên lưng cổ kiếm phong tê minh, uy áp thật lớn lan tràn, cuối cùng bay ra khỏi vỏ, kim mang tàn sát bừa bãi, tựa như mặt trời đỏ nhô cao, kiếm quang xé vỡ không gian, lập tức lao thẳng về hướng sau núi. Ngao! Kiếm long rít gào, vô số trường kiếm bị hấp dẫn lao tới, cuối cùng thanh kiếm của cổ kiếm phong rơi xuống long đầu, không gian chung quanh vặn vẹo, một đạo năng lượng quang mang khổng lồ từ trong thiên địa hội tụ tới, cuối cùng rơi xuống thân thể khổng lồ của kiếm long. Dưới hào quang chói mắt, không ít người đều phải nhắm mắt lại, một lát sau mới mở mắt ra, lúc này bọn họ nhìn thấy ở viễn không xa xa, bên trên kiếm long khổng lồ có một thân ảnh xinh đẹp đột nhiên trống rỗng hiện lên. Thân ảnh xinh đẹp uyển chuyển, mái tóc bay múa, toàn thân tràn ngập ma khí, quanh thân rậm rạp hư ảnh trường kiếm cực kỳ tà khí từ trong cơ thể bay ra, mà chân khí cuồn cuộn không ngừng tán phát khắp cả bốn phía. Trong tay thân ảnh hiện ra thanh trường kiếm màu tím. Tiếng sấm nổ mạnh vang rền, kiếm long thần phục. Ma kiếm vi tôn, vạn kiếm quy vị. Một tiếng quát khẽ vang lên, trường kiếm vung cao, giữa không trung gió dục mây vần, thậm chí còn mang theo tiếng sấm sét nổ vang. Ngao! Kiếm long rít gào, vạn kiếm tán loạn quy vị. Suy! Đúng lúc này thân ảnh đột nhiên phun ra máu tươi, chân khí nháy mắt tiêu tán, thân ảnh rơi xuống không trung, chân khí xung quanh hoàn toàn biến mất. Siêu! Một thân ảnh thương lão đột nhiên xuất hiện ôm lấy thân hình xinh đẹp kia, không ít thân ảnh thương lão lại xuất hiện, chợt lóe rồi biến mất. Đảo mắt tới sáng sớm ngày thứ ba, lúc này Lục Lâm Thiên đã bế quan 2 ngày 3 đêm. Sáng sớm, tia nắng ban mai tràn xuống, bất chi bất giác đã tới đầu xuân. Thời gian chậm rãi trôi qua, chung quanh Lục Lâm Thiên bao phủ một tầng quang mang màu vàng đất, bên ngoài còn có 4 loại hào quang thuộc tính khác bao vây. Một tia năng lượng cực nhỏ không ngừng xuyên qua 5 tầng quang quyển cuối cùng xâm nhập vào trong thân thể Lục Lâm Thiên. Giờ khắc này Lục Lâm Thiên cũng không biết mình đã đột phá, tuy tốc độ không chậm nhưng muốn tới Vũ Tôn cũng cần năng lượng quá mức khổng lồ, cho nên dù chân khí không ngừng kéo lên nhưng vẫn chưa đủ để đạt tới Vũ Tôn. Bên trong thiên trụ giới, không gian xung quanh không ngừng chao đảo, tựa như thời không rối loạn. Hô! Chân khí xung quanh dương quá bắt đầu kéo lên. Thiên địa năng lượng hội tụ, hình thành lốc xoáy cuối cùng tiến nhập vào trong cơ thể hắn. Hô! Sau một lát Dương Quá thở ra một hơi thật dài, mở mắt, khí thế cường hãn lan tràn, chấn động cả không gian xung quanh ra xa. Vũ Vương cửu trọng, cảm thụ chân khí mạnh mẽ trong đan điền khí hải, sắc mặt Dương Quá cũng không có vẻ cao hứng, chỉ lẩm bẩm. Tỷ tỷ, ta sẽ quay về tìm ngươi. Dứt lời ánh mắt hắn chợt lóe, tiếp tục rơi vào trạng thái tu luyện. Ở trong thiên trụ giới cũng không cần lo lắng vấn đề thời gian. Siêu siêu. Giữa không trung, vài đầu yêu thú thất giai khổng lồ phóng lên cao, hơn 100 thân ảnh lan tràn chân khí vô cùng cường hãn. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Phi Linh Môn. Vài đầu yêu thú khổng lồ dùng tốc độ nhanh nhất cắt vỡ không gian xung quanh, cấp tốc bay về hướng cổ vực. Gần đây Phi Linh Môn cũng rơi vào trạng thái nửa phong tỏa, từ sau khi Thanh Long Hoàng tộc đột kích, cũng đã khôi phục lại bình tĩnh. Ba sơn môn Lan Lăng Sơn Trang không có hành động, ám đường không ngừng tìm hiểu tin tức nhưng không phát hiện được gì, tựa hồ cũng đã thật sự nhận thua. Loại tình huống này làm cho Đông Vô Mệnh bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng họ cũng biết đám người kia nhất định sẽ không bỏ qua, trước mắt chỉ sợ vì có cường giả thánh linh giáo nên không dám động thủ, nhưng trong âm thầm chỉ sợ đang tụ tập lực lượng. Nhân cơ hội này Khấu Phi Yến cũng tranh thủ chỉnh đốn Phi Linh Môn, bởi vì lần trước môn nhân bị thương không ít. Cần được khôi phục. Tin tức Phi Linh Môn đối kháng Thanh Long Hoàng tộc lại truyền ra, điều này làm thanh danh Phi Linh Môn cũng đã lên tới một đỉnh cao mới. Mà lúc này mỗi ngày đều có người tới gia nhập, không ít cường giả vương cấp đi qua, lục tục còn có nhiều cường giả tôn cấp cũng tới yêu cầu gia nhập Phi Linh Môn. Đương nhiên nhóm người Đông Vô Mệnh cũng không dám tùy tiện an bài những tôn cấp này chức vị hộ môn tôn sứ,
chỉ tiếp đãi họ, chờ trưởng môn đột phá mới quyết định. Mà tu vi vương cấp cùng soái cấp gia nhập khiến bọn họ vô cùng cao hứng, bởi vì hiện tại phi linh môn còn thiếu thốn thực lực trung đẳng, yêu thú thất giai lục giai không ít, nhưng vũ vương linh vương, linh xuất vũ xuất cũng không nhiều lắm. Cứ thế thêm một tháng trôi qua, đầu xuân đã tới, trong phi linh sơn mạch vạn vật sống lại, nơi nơi hiện lên màu xanh biếc, có vẻ sinh cơ bừng bừng. Trong thiên trụ giới đã qua 10 tháng, thiên sĩ tuyết sư đã tới thất giai trung kỳ đỉnh, đang đột phá tới hậu kỳ. Ở sau núi, chân khí của lục lâm thiên tiếp tục kéo lên, nhưng không biết tới khi nào mới đột phá, mà nơi này biến thành cấm địa tuyệt đối, đặc biệt ở ngay thác nước, các đệ tử bị nghiêm cấm không thể tới gần, chỉ có Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh mới được tiến vào nơi này. Bên trong đình viện, Hắc Phủ đột nhiên mở mắt, tâm thần lan tràn, mà thân ảnh thánh thủ linh tôn cũng xuất hiện, trong đôi mắt hư ảo lộ vẻ nghi hoặc. Kẻ tới bất thiện, mang theo sát khí. Ánh mắt thánh thủ linh tôn ngưng trọng nói. Chủ nhân, cường giả không ít. Sắc mặt Hắc Phủ ngưng tụ, không ít chân khí cường hãn đang bay thẳng về hướng phi linh môn. Lâm Thiên còn đang đột phá, ta không thể ra tay. Thánh thủ linh tôn nói. Khi hắn vừa dứt lời, ngay trước cửa phi linh môn đột nhiên truyền tới ba động mạnh mẽ, vài đầu yêu thú phi hành khổng lồ bay tới, tốc độ nhanh như chớp. Ngay sau đó một tiếng hét lớn tràn ngập lãnh ý quanh quẩn khắp không gian. Phi linh môn nghe đây, giao ra lục lâm thiên, nếu không hôm nay linh vũ giới huyết tẩy phi linh môn. Có cường giả xâm nhập. Trong nháy mắt nhóm yêu thú bàn hủy cùng thanh linh tôn giả, hỏa thử tôn giả dẫn đầu cảm ứng được động tĩnh bên ngoài phi linh môn. Ngay lúc này bên trong phi linh môn bỗng nhiên truyền ra tiếng quát lớn. Nguyên lai là linh vũ giới, có bản lĩnh trước hết phá tinh nguyệt thiên sát đại trận của bản tôn đi. Oanh long long. Đột nhiên từ bên trong sơn môn truyền ra tiếng nổ vang thật lớn, theo tiếng gầm rú vang lên, cả phi linh sơn mạch giống như muốn sụp đổ, nhất thời từng đạo quang quyển khổng lồ cùng xuất hiện, nhìn qua vô cùng kỳ diệu. Quang quyển lại biến mất, cả không gian lâm vào trong bóng tối. Oanh long long. Giờ khắc này giống như bị kinh động, trong lòng đất phát ra tiếng chấn vang, từ xa tới gần, phảng phất như có hung vật muốn chạy trồm lao ra khỏi mặt đất. Chỉ chốc lát ánh sáng khôi phục, nhưng lúc này cả phi linh sơn mạch đều bao phủ bên trong màn hào quang kia. Thiếu chủ, có hộ sơn đại trận này tựa hồ không kém, chúng ta làm sao bây giờ? Một lão giả hơn 60 đứng trên yêu thú phi hành cúi đầu hỏi. Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận, vài ngàn năm trước là đại trận hộ sơn của Huyền Thiên Môn, nhưng lần này tới đây tuyệt đối không thể thất bại, nếu quay về tay không, linh vũ giới không cần xuất thế nữa. Lăng Thanh Tuyệt lên tiếng, ánh mắt trầm xuống nhưng vẫn tràn đầy dáng tao nhã. Nhất định không thể buông tha phi linh môn, lão cửu chết trong tay bọn hắn, món nợ này phải tính trên người Lục Lâm Thiên. Một bạch y lão nhân tức giận nói. Nếu bỏ qua món nợ của lão cửu, mọi người sẽ nghĩ linh vũ giới mặc người trêu chọc đấy. Một đại hán đầy sát y nói. Thiếu chủ, chúng ta làm sao phá trận? Mặc dù đại trận này không kém, nhưng không phải không thể phá, chúng ta vào xem. Lăng Thanh Tuyệt bay tới, nháy mắt đã đi tới phía trước, mọi người cùng theo sau. Muốn phá trận, bản tôn xem ngươi làm sao phá trận. Một tiếng quát lớn truyền tới, cùng lúc đó một cỗ chân khí quỷ dị nhất thời lan tràn. Theo tiếng quát lớn vang lên, trong không gian biến thành tối tăm, mặt đất đột nhiên nứt ra khe hở thật lớn. Suy! Sát khí đột nhiên lan tràn, cuồng phong gào thét, hắc vụ tràn ngập, trong thiên địa tràn ngập năng lượng cường hãn hung ác bạo ngược tụ tập tới. Oanh long long! Tiếng vang kỳ dị truyền tới, cả không gian xuất hiện màn hào quang thật thần dị, màn hào quang lại giống như màn đêm bao trùm khắp trời đất, khiến sắc mặt cường giả linh vũ giới đều đại biến. Vô số sát khí từ trong màn hào quang trào ra, cả thiên địa tràn ngập sát khí tàn sát bừa bãi, sát khí nhập vào cơ thể, trực tiếp ảnh hưởng tâm cảnh mọi người, hai mắt những người có thực lực thấp đã biến thành đỏ đậm. Người của phi linh môn nhìn chăm chú lên không, chỉ thấy gió dục mây vần, một cỗ chân khí khổng lồ vô hình làm cường giả trong sơn môn run sợ. Đệ tử phi linh môn không cần vọng động, thiên sát đại trận đã mở ra. Một tiếng quát truyền vào trong tai mọi người. Ánh mắt toàn bộ cường giả linh vũ giới nhìn chằm chằm lên màn hào quang, trong màn hào quang phát ra tiếng răng rắc giống như tùy thời sắp nghiền nát. Hô! Sát khí dị thường luống cuống, giống như núi lửa sắp dâng lên, có cảm giác sắp sửa phun trào. Hừ, tinh nguyệt thiên sát đại trận,
hôm nay bản tôn phá thì đã sao? Một thân ảnh nhảy ra, Hoàng Y lão nhân kết xuất thủ ấn, năng lượng phong hệ phóng lên cao, lão nhân vung trưởng, khí lưu cuồng bạo xoay tròn dựng lên, giống như long quyển phong gào thét hung hăng vỗ vào không gian phía trước. Thiên địa năng lượng phóng lên cao, hội tụ thành trưởng ấn chói mắt, trưởng ấn đột nhiên va chạm vào màn hào quang. Oanh long long, vô số khe nứt hiện lên, kinh khí khủng bố thổi quét bầu trời, năng lượng tràn ngập vỡ áp, cuồng phong kinh khí xé rách không gian, vô số hào quang kích tán nổ tung tứ tán. Sắc mặt lão nhân trầm xuống, một chiêu đánh ra lại không thể phá trận khiến hắn phải nhướng mày. Vũ tôn thất trọng đã nghĩ phá trận, buồn cười. Lại một tiếng quát truyền tới. Bát pháp tôn, ngươi còn không phá được tinh nguyệt thiên sát đại trận. Lăng Thanh Tuyệt nhíu mày, nói. Thất pháp tôn, lục pháp tôn, các ngươi cùng bát pháp tôn liên thủ thử xem, ba người liên thủ hẳn là được rồi. Dạ. Hai thân ảnh cùng nhảy ra, một đại hán cùng một lão nhân, quanh thân tràn ngập thiên địa năng lượng bao phủ. Cùng nhau ra tay. Thủ ấn đồng thời kết xuất, phong hệ, hỏa hệ, thổ hệ năng lượng cùng bao phủ không gian, một đạo trưởng ấn cuồng phong, một đạo quyền ấn nóng cháy, một đạo chảo ấn hoàng mang đồng thời hội tụ. Suy suy, thủ ấn cùng bay ra, không gian lực khủng bố cấp tốc khuếch tán, thiên không run lên, ba đạo công kích khủng bố rơi lên màn hào quang kia. Hào quang chói mắt tán phát, khe không gian rạn nứt, một kích ba người liên thủ uy thế cực hạn. Phá cho bản tôn. Đại hán quát lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên nắm chặt lại. Oanh long long. Ba đạo công kích khủng bố nhất thời nổ tung, lực lượng cuồng bạo khuếch tán giống như lôi đình, kình phong lập tức thổi quét. Ba tôn giả liên thủ công kích, cả không gian lung lay sắp đổ. Muốn phá trận, như ngươi mong muốn. Tiếng quát lại truyền ra. Phanh phanh. Rốt cục màn hào quang phanh một tiếng sấm vang, sau đó giống như thủy tinh yếu ớt nứt toác thành vô số mảnh nhỏ. Trong nháy mắt hào quang phá nát, ba cường giả vừa ra tay lộ ý cười, quát một tiếng. Giết cho ta, chó gà không tha. Giết. Hơn trăm cường giả linh vũ giới, thấp nhất cũng tới vương cấp nhất thời lao thẳng về phía trước. Đều lui lại cho ta. Lăng Thanh Tuyệt hét lớn một tiếng. Nghe tiếng hét lớn, ánh mắt đỏ đậm của đoàn người đột nhiên phai nhạt một ít, nhất thời giống như thể hồ quán đỉnh, phục hồi lại tinh thần, sắc mặt đại biến. Vừa rồi bản thân họ giống như cỗ máy hoàn toàn mất đi lý trí. Ba cường giả pháp tôn đột nhiên nhướng mày, bởi vì ngay màn hào quang bị phá nát bắt đầu xuất hiện từng khe không gian tối đen. Mau lui lại, mau. Ba người hét lớn, dẫn đầu thối lui. Phanh phanh. Cùng một thời gian chỉ nghe tiếng nổ vang liên tiếp, vô số khe không gian nổ tung, một cỗ không gian lực cuồng bạo thổi quét tứ tán. A. Ngay lúc này người xông tới trước nhất lập tức bị không gian lực thổi quét chúng, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng, thân hình nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Vài trăm người nháy mắt bị quét ngang hơn một nửa, ước chừng là 200 tu vi vương cấp. Nhìn thấy một màn này, những người vừa bị đánh thức không khỏi rùng mình. Hào quang nổ tung, lộ ra một mảnh không gian quỷ dị, mọi người vừa nhìn tới chỉ thấy tận sâu trong một mảnh núi non lộ ra tối đen khiến người sợ hãi. Ngẫu nhiên còn truyền ra tiếng quỷ khóc thần hào làm lòng người giá lạnh. Chú ý sát khí bên trong, sát khí kia có thể ảnh hưởng tới linh hồn. Lăng Thanh Tuyệt quát một tiếng. Lời của hắn vừa dứt, trong đám người tu vi vương cấp đã bắt đầu công kích lẫn nhau. Oanh oanh oanh. Cùng một lúc ánh mắt không ít người biến thành đỏ đậm, nháy mắt công kích thẳng vào người bên cạnh, đã có vài người bị đánh chết trong nháy mắt. Đồ khốn, đều dừng tay cho ta, cẩn thận sát khí ảnh hưởng linh hồn. Một đại hán kết xuất thủ ấn, không gian run lên, một quầng sáng bao phủ chung quanh ngăn cách sát khí vô hình. Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận còn chưa hoàn toàn phá vỡ, do hai đại trận tạo thành, vừa rồi chỉ phá vỡ Tinh Nguyệt đại trận, hiện tại còn bị vây trong Thiên Sát đại trận, chỉ khi nào phá hủy mới có thể thật sự phá trận. Lăng Thanh Tuyệt cau mày nói. Chủ nhân, cường giả của Linh Vũ giới thật không ít. Ba thân ảnh lăng không đứng trên núi, Hắc Vũ lên tiếng. Tổng cộng 15 tôn cấp, còn có vũ tôn thất trọng, một thất trọng đỉnh phong phong, một bát trọng, còn có người thực lực càng mạnh chưa ra tay, nếu ta ở thời kỳ toàn thịnh tự nhiên thoải mái giải quyết, chỉ tiếc ta không thể xuất thủ, thậm chí chỉ sợ đại trận cũng không chống đỡ được bao lâu. Thánh thủ linh tôn thở dài. Chủ nhân, giao cho ta đi. Hắc Vũ nói. Nếu chỉ có những người này cũng không quá khó khăn, nhưng còn có cường giả vẫn chưa hiện thân,
hẳn còn mưu đồ khác. Thánh thủ linh tôn nhìn chằm chằm vào Viễn Không. Trên người thiếu chủ có ngọc giản tín hiệu, chỉ có thể thông chi bốn vị Bạch Long tôn giả cùng tới. Hắc Phủ xoay chuyển đôi mắt nói. Tiểu tử này đột phá thật không phải lúc, không thể bị quấy dày, hậu quả quá mức nghiêm trọng, dù hôm nay phi linh môn bị hủy hoại cũng phải bảo hộ hắn. Thánh thủ linh tôn thở dài nhìn vào đình viện phía sau, khí thế kéo lên, nói. Đại trận bố trí chưa được bao lâu, sát khí không đủ, uy lực chịu ảnh hưởng lớn, nhưng hẳn còn chống đỡ được vài ngày, mà ngày gần đây hắn đã có phản ứng, nếu có thể đúng lúc khôi phục là có thể giải quyết. Đã lâu như vậy rồi, chỉ sợ không khả năng khôi phục trong vài ngày này. Hắc Vũ nói, hiện tại chỉ có thể đợi, nhìn xem vận khí. Thánh thủ linh tôn nói, phía sau núi, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi, quanh thân bao phủ ngũ sắc hào quang, mà lúc này không gian chung quanh hắn đã dao động. Thân thể Lục Lâm Thiên cực kỳ thả lỏng, tùy ý cho thiên địa năng lượng ra vào trong cơ thể mình, thiên địa năng lượng ngày càng tràn đầy, mà không gian chung quanh hắn dao động ngày càng kịch liệt. Một cỗ thiên địa năng lượng bàng bạc quay chung quanh thân thể Lục Lâm Thiên, tựa như hình thành lốc xoáy cực lớn tràn vào thân thể hắn. Lục Lâm Thiên hoàn toàn không hay biết, chỉ tham lam cắn nuốt năng lượng xâm nhập vào thân thể. Bên trong phi linh môn, các đệ tử hội tụ cùng một chỗ, tâm tình khẩn trương bất an, các cường giả phi linh môn tụ tập trên quảng trường, sắc mặt ngưng trọng, âm thanh nổ tung đinh tai nhức óc không ngừng truyền ra. Thực lực người linh vũ giới rất mạnh, hộ sơn đại trận có thể chống đỡ được hay không? Thanh hỏa lão quỷ hỏi Đông Vô Mệnh. Có thánh thủ linh tôn tiền bối trưởng trận, hẳn không có vấn đề. Sắc mặt Đông Vô Mệnh ngưng trọng nói, thật sự không còn biện pháp. Trưởng môn đang đột phá, nếu có trưởng môn ở đây cũng tốt. Bạch Oánh nói, bên trong thiên sát đại trận, sát khí biến thành cuồng phong tàn sát bừa bãi, sát khí thao thiên gào thét tựa như long quyển phong bạo thổi quét khắp nơi, đá vụn kích tán, mang theo mùi máu tanh khiến người muốn mửa. Thiếu chủ, tinh nguyệt thiên sát đại trận thật quỷ dị, sát khí càng ngày càng mạnh. Lục Pháp Tôn nói, Ngũ Pháp Tôn, người có biện pháp nào không? Lăng Thanh Tuyệt quay đầu nhìn một lão giả tóc bạc vẫn chưa từng mở miệng nói chuyện hỏi. Thiếu chủ, tinh nguyệt thiên sát đại trận là do thánh thủ linh tôn luyện chế cho huyền thiên môn năm xưa, lúc trước bốn đại sơn môn liên thủ vẫn không thể công phá, ngược lại còn bị nhốt trong trận cùng huyền thiên môn đồng quy vô tận. Lão giả tóc bạc mặc cẩm bào màu nhạt, nhìn thiên không nói. Tuy đại trận lợi hại, nhưng ta xem cũng không tới nỗi không thể phá. Người trưởng trận tựa hồ có chút lực bất tòng tâm, chỉ sợ hắn không cách nào tiêu hao quá nhiều, chỉ cần tới trung ương tìm được trận giác, muốn liên thủ phá trận cũng không khó khăn. Ô ô, ngay trong lúc nói chuyện, sát khí hóa thành long quyển phong truyền ra âm thanh quỷ khóc thần hào, không gian đột nhiên nổ tung, theo không gian sụp đổ bên trong lốc xoáy không ngừng lan tràn huyết tinh, phảng phất giống như xúc tu tán phát ra ngoài, rất nhanh đã tràn ngập khắp cả không gian. Trời ạ, đó là vật gì? Không ít cường giả linh vũ giới kinh hãi hô to, vật quỷ dị xuất hiện nháy mắt lao thẳng về hướng bọn họ. Mọi người rối loạn, đã có người bắt đầu công kích vật đỏ kia, mà vật đỏ kia không thể phá hủy, một linh vương vừa bị bao phủ ngay lập tức phát ra tiếng kêu rên thê thảm, nháy mắt hóa thành máu loãng tuôn xuống đất. Ô, âm thanh quỷ khóc thần hào vang vọng không gian, vật đỏ hội tụ đầy trời, hóa thành vật dữ tợn như hấp huyết quỷ rậm rạp tràn ra khắp nơi. Phá! Ánh mắt Bát Pháp Tôn trầm xuống, một đạo trưởng ấn bay ra, vật đỏ phá nát lập tức hóa thành sát khí thao thiên, nhưng nháy mắt liền ngưng tụ. Sát khí hóa vật, ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt trầm xuống, trong mắt trở nên ngưng trọng. Không gian chao đảo, trong không gian lốc xoáy còn có huyết sắc sát khí tràn ngập, khiến một mảnh mây đen tràn tới, làm lòng người trở nên hỗn loạn. Sát khí hóa vật, đại trận lợi hại, nhất định phải nhanh chóng phá trận. Lăng Thanh Tuyệt quát lớn. Trường bào lay động, chân khí nóng cháy lan tràn, thủ ấn kết xuất, một mảnh hỏa diễm đột nhiên dâng lên nháy mắt bao vây một mảnh vật đỏ dữ tợn. Hô! Vật đỏ dữ tợn truyền ra tiếng rít vang, sau đó liền hóa thành tro tàn. Nhưng trên không lại có rậm rạp vật đỏ dữ tợn tràn ra, cuồn cuộn không dứt, sát khí ngập trời che phủ thiên không. Thiếu chủ, sát khí hóa vật không thể phá, nhất định phải tìm được trận giác mới có thể phá trận. Lão giả tóc bạc nói. Hào quang chợt lóe, linh lực hóa thành linh hỏa thổi quét xung quanh, vô số vật đỏ lập tức bị thiêu hủy sạch sẽ. A! À, nhưng cùng một thời gian, không ít tu vi vương cấp bị vật đỏ công kích,
hóa thành máu tươi tuôn xuống dưới. Đi, chúng ta nhanh chóng tìm trận giác. Lăng Thanh tuyệt quát, hỏa diễm thổi quét, tiếp tục lao vào bên trong, không thời gian quản những người tu vi vương cấp. Phía sau núi, thật nhiều thiên địa năng lượng hội tụ, càng lúc càng nồng đậm, hóa thành lốc xoáy chậm rãi xoay tròn giữa không trung, cả không gian nháy mắt chao đảo kịch liệt. Biến hóa cường hãn làm cho các đệ tử phi linh môn cảm nhận rõ ràng, mọi người đưa mắt nhìn về phía sau núi, một cỗ chân khí đang không ngừng kéo lên. Bên trong thiên sát đại trận, sát khí hóa vật tựa hồ vô cùng vô tận, giết mãi không hết. Không qua bao lâu, lại có thêm tu vi vương cấp bị phá hủy linh hồn, lập tức bị sát khí khống chế, một đám công kích lẫn nhau, không ngừng hóa thành máu tươi tuôn xuống. Một đám khốn kiếp, lưu lại cũng vô dụng, vậy đừng lãng phí. Lục Pháp Tôn hét lớn một tiếng, thủ ấn kết xuất, chảo ấn rơi lên đỉnh đầu một tu vi vương cấp bị sát khí khống chế. Suy, chảo ấn vỗ xuống, người kia kêu thảm một tiếng, sau đó hóa thành thây khô. Còn ngươi nữa, Lục Pháp Tôn lập tức lao tới bên cạnh một vương cấp, lập tức chộp lấy cả hai người đang đối chiến, chảo ấn vỗ xuống nháy mắt đem hai người hóa thành thây khô. Hẳn sắp tới trung ương, mau tìm trận giác phá trận. Lục Pháp Tôn quát, lại cắn nuốt thêm một vương cấp bị khống chế. Hoa lạp lạp, Lăng Thanh Tuyệt đánh ra chảo ấn giấy lên hỏa diễm, trực tiếp đánh tan vật đỏ dữ tợn, thân ảnh chợt lóe lao về phía trước. Mau tìm trận giác. Thiếu chủ, kề bên này hẳn có một trận giác, phá hủy trận giác như vậy có thể mạnh mẽ phá trận. Lão giả tóc bạc nhìn thiên không, nơi đó có một lốc xoáy không gian thật lớn, vô số vật đỏ dữ tợn đang tràn ra. Mau liên thủ phá trận. Lăng Thanh Tuyệt quát to. Phá trận. Lão giả tóc bạc phóng thích linh lực, ánh mắt nhìn chằm chằm không gian lốc xoáy phía trước. Suy suy. Sau đó hắn bay lên, cánh tay vặn vẹo, một đạo quang thúc màu trắng bạo lướt, mang theo năng lượng cực kỳ cuồng bạo nháy mắt va chạm vào trong không gian lốc xoáy phía trên. Quang thúc hung hăng đụng vào lốc xoáy, từ bên trong tràn ra một cỗ năng lượng cuồng bạo nhất thời gào thét thổi quét tứ tán. Hô hô. Suy suy. Cùng một thời gian, bát pháp tôn, thất pháp tôn, lục pháp tôn đồng thời lao tới, chân khí khủng bố hội tụ, năng lượng quang thúc hung hăng va chạm thẳng vào lốc xoáy không gian. Phanh phanh, tiếng nổ tung thật lớn vang lên, bốn cỗ lực lượng khủng bố run lên, lốc xoáy khổng lồ chao đảo, năng lượng cuồng bạo tràn ngập, vật đỏ dữ tợn bị phá hủy, mơ hồ như sắp bị nghiền nát. Muốn phá trận, cho dù bốn người các ngươi vẫn còn chưa đủ. Một tiếng hét lớn truyền tới. Không gian lốc xoáy chợt lóe hào quang quỷ dị, nhất thời khôi phục như thường. Trên đỉnh núi, thân ảnh thánh thủ linh tôn càng thêm mờ ảo. Chủ nhân, ngài không thể tiếp tục tiêu hao, nếu không muốn khôi phục sẽ khó khăn. Hắc Vũ lo lắng nói. Nếu còn thân thể thì sao phải như thế, hiện tại muốn đối kháng nhóm người này lại có chút không đủ lực lượng. Thánh thủ linh tôn thở dài nói. Bọn hắn tới còn nhanh hơn ta nghĩ. Nếu thiên sát đại trận bị mạnh mẽ phá vỡ, chỉ sợ sẽ phiền phức, hiện tại hai người kia đang trong lúc khẩn yếu, nhất định không thể quấy rầy. Tiền bối, vậy phải làm sao bây giờ? Sát phá quân hỏi. Linh vũ giới có chuẩn bị, khó có biện pháp, thực lực hắc vũ cũng khó ngăn cản đám người kia. Thánh thủ linh tôn nói. Chỉ sợ phi linh môn bị đả kích nặng nề. Thiên sát đại trận này thật sự khủng bố. Ánh mắt lão giả tóc bạc run lên nói. Ô, vật đỏ dữ tợn rậm rạp tuôn tràn, giết mãi không hết. Phía sau núi, năng lượng lốc xoáy xoay tròn càng lúc càng nhanh, chân khí bắt đầu lan tràn kéo lên, ngũ sắc quang mang không ngừng khuếch tán. Hô hô, chân khí kéo lên, một đường như trẻ tre, một cỗ chân khí bàng bạc phóng lên cao, chấn động lòng người. Thiên địa năng lượng bị kéo ngày càng kịch liệt, năng lượng thuộc tính không ngừng hội tụ tràn vào thân thể Lục Lâm Thiên. Chân khí quanh thân Lục Lâm Thiên đã lên tới đỉnh phong, đang đập thẳng vào bình chướng thăng lên. Toàn bộ tu vi tôn cấp cùng nhau liên thủ phá trận. Trong thiên sát đại trận, Lăng Thanh Tuyệt quát lớn, ngọn lửa nóng cháy trào ra, vật đỏ dữ tợn giữa không trung hóa thành cho tàn. Liên thủ công kích, 14 thân ảnh đồng loạt xuất thủ, 14 đạo linh lực chân khí quang mang run lên, trong khoảnh khắc phóng lên cao, hung hăng đánh thẳng vào vòng xoáy khổng lồ phía trước. Đi. Cùng một lúc Lăng Thanh Tuyệt đánh ra đạo quang mang nóng cháy ngập trời hung hăng đụng vào trên lốc xoáy không gian, cả không gian lập tức rung động. Suy. 15 đạo quang mang va chạm,
không gian lốc xoáy lập tức dừng chuyển động, vạn vật xung quanh nháy mắt như ngừng lại, ngay tiếp theo từ trong lốc xoáy không gian khổng lồ bộc phát ra quang mang chói mắt. Oanh long long, một loạt tiếng nổ tung đất rung núi chuyển, không gian lốc xoáy rốt cục không chịu nổi công kích, bắt đầu chậm rãi nứt vỡ sụp đổ. Cả không gian xung quanh lúc này cũng chao đảo, có dấu hiệu sắp tan vỡ. Phanh phanh, thanh âm nổ tung thật lớn truyền ra, cả không gian bị liên lụy lắc lư kịch liệt, lập tức ầm ầm vỡ tung, khe không gian khuếch tán, tình cảnh giống như rời non lấp bể vô cùng đồ sộ. Phanh, màn hào quang giữa không trung lần lượt nổ tan, hào quang chói mắt tán phát. Oanh long long, trên bầu trời, khí lãng khủng bố khuếch tán, lực lượng ngập trời xé rách không gian nứt toác, giống như khói hoa nở rộ, suốt vài ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy được rõ ràng. Suy, cả không gian nổ tung, thiên địa năng lượng sau núi bị ảnh hưởng, nháy mắt bị đánh tan, đột nhiên hoàn toàn tiêu tán. Trong nháy mắt, chân khí của Lục Lâm Thiên lập tức bị khựng lại, cùng một thời gian hắn đột nhiên mở mắt, ánh mắt lan tràn một mảnh đỏ tươi, ánh mắt huyết sắc làm cho người ta kinh hãi. Oanh long long, không gian nổ tung, thiên sát đại trận bị mạnh mẽ phá hủy, cùng một lúc 200 thân ảnh xuất hiện trước cửa Phi Linh Môn, một tiếng quát lớn vang vọng. Giao ra Lục Lâm Thiên, nếu không giết không tha. Tự tiện xông vào Phi Linh Môn, các ngươi phải trả giá thật nhiều. Giữa không trung, hai thân ảnh lập tức xuất hiện, chính là Sát Phá Quân cùng Hắc Vũ. Đệ tử Phi Linh Môn nghe lệnh, chuẩn bị nghênh chiến. Đông Vô Mệnh hét lớn một tiếng, khởi động khải giáp, thủ ấn kết xuất, Hắc Vũ lan tràn, phệ hồn ác anh xoay quanh trên đỉnh đầu. Nghênh chiến. Trong nháy mắt toàn bộ cường giả Phi Linh Môn đều bay lên. Đông đảo yêu thú thất giai lăng không lao tới, số lượng trên trăm đầu, vài trăm cỗ khôi lỗi thất giai đều do Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh nắm giữ. Xích Phiêm, Long Linh, Bàn Hủy, Bàn Vân, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Thanh Linh Tôn Giả, Hỏa Thử Tôn Giả còn có 3 vị cường giả tôn cấp mới gia nhập, tổng cộng 10 cường giả tu vi tôn cấp, lại thêm Hắc Vũ cùng Sát Phá Quân, xem như 12 tôn cấp, chỉ ít hơn 3 tôn cấp mà thôi. Nhìn khí thế của Phi Linh Môn, làm toàn bộ cường giả linh vũ giới đều nhướng mày, thực lực Phi Linh Môn không ngờ cường hãn tới mức này, chỉ sợ hôm nay muốn giải quyết cũng phải trả giá lớn. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt trầm xuống, tuyệt đối phải bắt được Lục Lâm Thiên, trong giới xuất động nhiều cường giả như vậy nhất định không thể sơ suất. Trên khuôn mặt Tuấn Lãng hiện lên vẻ âm trầm, nhìn chằm chằm nhóm cường giả trôi nổi trên không trung, sát ý chợt lóe vung tay. Huyết tẩy Phi Linh Môn, bắt Lục Lâm Thiên. Giết! Nghe được mệnh lệnh Lăng Thanh Tuyệt, hơn 200 cường giả vương cấp linh vũ giới chỉnh tề hét lớn một tiếng, linh lực chân khí cường hãn trào ra, khí thế tập trung vào cường giả Phi Linh Môn phía trước. Giết! Sát Phá Quân quát lớn, nhóm cường giả cùng yêu thú Phi Linh Môn đồng loạt bộc phát uy thế bao phủ bầu trời, tiếng quát đinh tai nhức óc mang theo sát khí nồng đậm quanh quẩn khắp cả Phi Linh Môn. Siêu siêu! Nhân số linh vũ giới vốn có 4-500 người, nhưng đã vẫn lạc trong đại trận hơn phân nửa. Nhưng ở số lượng cường giả tôn cấp lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thực lực cũng mạnh hơn không ít, mà thực lực bốn pháp tôn đã tới hàng ngũ siêu cấp cường hãn. Ba tôn giả mới gia nhập chỉ thoáng chút do dự lập tức gia nhập vòng chiến. Ngao! Nhóm yêu thú Bàn Hủy rít gào một tiếng, hóa thành bản thể khổng lồ, nháy mắt lao thẳng vào nhóm tôn cấp linh vũ giới. Lăng Thanh Tuyệt cùng lão giả tóc bạc chưa ra tay, lãnh đạm nhìn vào chiến trường, tựa hồ đang chờ đợi điều gì. Sát Phá Quân cùng Hắc Vũ cũng không ra tay, sắc mặt ngưng trọng quan sát trận chiến. Chết đi! Bát Pháp Tôn hét lớn một tiếng, trường ấn bay ra vỗ lên người và yêu thú thất giai, lập tức cắt xé chúng thành mảnh nhỏ, máu tươi không ngừng tuôn xuống. Suy! Ngay khi hắn định tiếp tục ra tay, một thân ảnh tối đen như mực nháy mắt xuất hiện, vừa nhìn thấy thân ảnh kia, lão giả nhíu mày, cảm giác được khí tức người kia có chút bất phàm. Ngay tiếp theo lão giả đánh ra chảo ấn. Khí thế cùng tốc độ nhanh như chớp, chảo ấn áp xuống, không gian xung quanh liền bị sốc lên. Đúng lúc này Hắc Vũ đánh ra thủ ấn quỷ dị, vẽ ra một vòng tròn giữa không trung, không gian xung quanh giống như bị đao mang sắc bén cắt vỡ, lộ ra khe không gian tối đen. Cẩn thận! Lão giả tóc bạc hét lớn một tiếng, thân ảnh biến mất tại chỗ. Linh thú bát giai hậu kỳ. Bát Pháp Tôn cảm ứng được khí tức của Hắc Vũ, sắc mặt đại biến. Không gian xung quanh đông cứng lại, đã hoàn toàn bị phong tỏa. Hưu, chảo ấn đánh vào bích trướng không chút sức mẻ. Suy, chết đi.
Hắc Phú quát lạnh một tiếng, năm ngón tay vươn ra, không gian vặn vẹo co rút lại, bắt đầu nứt vỡ. Lui cho ta. Lão giả tóc bạc đã lao tới trước người Hắc Vũ, một đạo linh lực quang mang trực tiếp oanh kích tới. Nhưng hắn ra tay đã muộn, không gian bao quanh bát pháp tôn đột nhiên nổ tung, âm bạo như tiếng sấm sét vang vọng giữa trời quang. Phanh phanh, phốc, bát pháp tôn phun máu tươi, thân hình hóa thành mảnh nhỏ. Oanh long long, cùng một thời gian linh lực quang mang đánh vào không gian của Hắc Vũ, thân ảnh Hắc Vũ nháy mắt biến mất, linh lực quang mang bộc phát. Trực tiếp oanh vỡ cả phiến không gian. Thân ảnh đối phương biến mất, một cường giả vũ tôn thất trọng nháy mắt bị đánh chết, trong mắt lão giả tóc bạc tràn ngập hàn ý, tâm thần lập tức lan tràn tìm kiếm. Cô! Một thanh âm tê minh vang vọng, thanh âm giống như tiếng phượng minh, rơi vào trong tai làm linh hồn người run rẩy. Lão giả tóc bạc vừa nhìn lại, bên trái hào quang tối đen lan tràn, trong mơ hồ cả không gian đột nhiên run rẩy, giữa không trung liền xuất hiện một vật cành càng. Một cỗ chân khí thê lương như thời viễn cổ nhất thời tràn ngập, vật cành càng toàn thân tối đen, hắc mang bao phủ cả vùng trời, quang rực đen nhánh, đôi mắt sắc bén, đôi cánh khổng lồ run lên, không gian không ngừng sụp đổ, lộ ra khe không gian âm u dữ tợn. Cửu thiên côn bằng bát giai hậu kỳ. Trong mắt lão giả vô cùng kinh ngạc, nhưng tựa hồ cũng biết sự tồn tại của yêu thú kia. Không nghĩ tới thật sự có cửu thiên côn bằng tồn tại. Ngũ pháp tôn. Giao cửu thiên côn bằng cho ngươi. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt trầm xuống, một phú tôn thất trọng bị đánh chết, thực lực yêu thú kia chỉ sợ đủ đối kháng tôn giả bát trọng đỉnh phong, mà không gian lực kia cũng có điểm thật quỷ dị. Lão giả tóc bạc gật đầu, nháy mắt ngưng tụ công kích lao thẳng về hướng Hắc Vũ, linh lực mang theo khí thức linh hồn cuồn cuộn, hội tụ thành một đầu hư ảnh mãnh thú dữ tợn, đánh thẳng về hướng Hắc Vũ. Trong mắt Hắc Vũ chợt lóe tinh quang, đôi cánh run lên, hắc mang bàng bạc lan tràn, một người một thú đối oanh, những người khác đều né tránh xa xa. Suy, tâm thần sát phá quân tập trung Lăng Thanh Tuyệt, địa vị người kia tựa hồ không thấp, trong tay sát phá quân hiện ra linh khí cự phủ, một phủ đánh xuống động tới năng lượng mộc hệ, phủ mang bạo lướt, không gian lập tức bị chém vỡ. Phú tôn tam trọng mà thôi. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt tản ra hàn ý, bàn chân mạnh mẽ dẫm hư không, lập tức lao thẳng về hướng sát phá quân. Một đạo trưởng ấn lập tức nghênh tới. Phanh! Phủ mang lập tức bị chấn vỡ, năng lượng kình khí phun tràn, ngay sau đó một tiếng nổ vang vọng giữa không trung. Đặng đặng! Thân hình sát phá quân bật lui ra sau mấy bước, ánh mắt trầm xuống, thân hình vừa ổn định tay trái liền tung ra một đạo trưởng ấn. Suy! Năng lượng thủy hệ khởi động, hàn băng khí lan tràn mang theo lực lượng cực kỳ khủng bố, hình thành cỗ khí thế tràn đầy áp lực. Lăng Thanh Tuyệt vung tay lên, năng lượng hỏa hệ lập tức bao phủ xung quanh, uy áp tràn ngập đáng sợ, ngay lập tức một mảnh hỏa diễm ngập trời nhanh chóng bao trùm khắp xung quanh thân thể hắn. Phá! Thủ ấn biến hóa, tay phải Lăng Thanh Tuyệt nháy mắt đánh ra, một đạo trưởng ấn xích hồng sắc hiện lên, chân khí nóng cháy thăng cao, trực tiếp bao phủ không gian xung quanh. Phanh phanh! Hai đạo trưởng ấn va chạm, không gian nổ tung, khí lãng hỏa diễm khủng bố khuếch tán. Nháy mắt liền đem toàn bộ hơi nước thiêu cháy, ngay cả không gian xung quanh cũng biến thành đỏ hồng. Phanh phanh, năng lượng khuếch tán, ầm ầm nổ tung trên không trung, chấn động không gian chao đảo kịch liệt. Suy suy, hàn băng kình khí vô ảnh vô tung biến mất, không gian truyền ra thanh âm vỡ tan răng rắc, từng khe nứt giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn xung quanh hai người. Đặng đặng, sát phá quân bị đẩy lui, miệng phun máu tươi, thực lực đối phương mạnh hơn hắn không ít. Đã vượt qua vũ tôn tứ trọng. Vũ giả song hệ, thực lực không tệ, đáng tiếc chỉ là vũ tôn tam trọng mà thôi. Lăng Thanh Tuyệt cười lạnh, thủ ấn biến hóa, tay trái ngưng tụ hoàng mang nồng đậm, năng lượng thổ hệ hội tụ, hắn cũng là vũ giả song hệ. Thân hình Lăng Thanh Tuyệt nhoáng lên, hai chân chấp động trên không trung, thân ảnh giống như hư ảo muốn biến mất. Đi chết đi. Lăng Thanh Tuyệt quát một tiếng. Năng lượng thổ hệ hóa thành hư ảnh mãnh thú lang hình cấp tốc dựng lên, hung hăng đánh thẳng về hướng sát phá quân. Suy! Nhưng đúng ngay lúc này một thanh ảnh thoáng chốc xuất hiện trước người sát phá quân, một đạo quyền ấn trực tiếp đánh ra. Ngao! Chỉ nháy mắt một tiếng long ngâm truyền tới, thanh động trời cao, đột nhiên một đầu hư ảnh hoàng kim cự long xuất hiện, long ngâm vang vọng thiên không, hư ảnh cự long dựng lên hung hăng va chạm vào hư ảnh lang hình đang công tới. Hai thú ảnh ầm ầm đụng lẫn nhau, không gian vặn vẹo, lập tức liền phá nát,
năng lượng phong bạo khủng bố thổi quét, sau đó đột nhiên ngừng lại biến mất. Trưởng môn, vừa nhìn thấy thanh ảnh kia, các cường giả phi linh môn lập tức trầm tĩnh trở lại. Nhưng lúc này dáng vẻ Lục Lâm Thiên có chút quỷ dị, đôi mắt đỏ tươi sung huyết, thân hình di chuyển giữa không trung, không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo. Ngươi chính là Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt híp lại, vừa cảm giác khí tức trên người Lục Lâm Thiên, không nhịn được nhướng mày. Chẳng lẽ là... Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt híp lại, cảm giác khí tức trên người Lục Lâm Thiên, khóe môi hiện tia cười lạnh. Tẩu hỏa nhập ma, nguyên lai là đang đột phá lại bị tẩu hỏa nhập ma. Thân ảnh Lục Lâm Thiên hiện lên giữa không trung, đôi mắt đỏ tươi nhìn xung quanh, đột nhiên có vẻ thanh tỉnh hơn một ít, hét lớn một tiếng giống như ma thần thức tỉnh. Người dám phạm phi linh môn, giết không tha. Ngay lập tức thủ ấn kết xuất, thiên trụ giới lập tức hiện ra, không gian chấp động, từng thân ảnh lần lượt bay ra ngoài. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt run lên, đồ vật thần dị như vậy chỉ sợ không phải vật phàm, nhìn khí tức cổ xưa tang thương, không thể nào là vật bình thường. Có địch xâm phạm, nhóm người Lục Tâm Đồng vừa xuất hiện, sắc mặt lập tức đại biến. Lão đại, huynh làm sao vậy? Tiểu Long lập tức cảm giác Lục Lâm Thiên có chút không ổn. Ta làm sao vậy, ta làm sao vậy? Đôi mắt Lục Lâm Thiên đỏ rực, vẻ mặt ngây dại đờ đẫn. Phanh! Xa giữa không trung, Thất Pháp Tôn vung tay, Hỏa Thử Tôn giả bị vây bên trong, thân hình hóa thành mảnh nhỏ, thậm chí hồn anh cũng không chạy thoát. Hỏa Thử! Thanh Linh Tôn giả hét lớn, lúc này hắn đang bị Vũ Tôn nhị trọng công kích, nếu không nhờ trong tay có hồn khí địa cấp cũng đã thua bại từ lâu. Lục Lâm Thiên! Đánh chết Hỏa Thử Tôn giả, ánh mắt Thất Pháp Tôn nhìn qua Lục Lâm Thiên, lập tức lao tới, chỉ cần bắt được Lục Lâm Thiên sẽ lập công lớn. Ngay lúc này một thân ảnh ngăn cản trước mặt hắn. Tâm Đồng, Dương Quá, lão đại có chút không ổn, các ngươi xem chừng hắn, người này lợi hại, để ta ứng phó. Nhìn thiếu niên xuất hiện trước mặt, Thất Pháp Tôn ngẩn ra, ánh mắt ngoài ý muốn. Linh thú bát giai. Bát giai sơ kỳ mà thôi, chết đi. Thất Pháp Tôn lập tức vung tay, khí thế khủng bố khiến không gian đều run lên. Tiểu Long dùng mình, lập tức hóa thành bản thể khổng lồ, thúc giục Huyền Vũ thần xác, một cỗ năng lượng quỷ dị dao động, nương theo sau linh hoàng khí khuếch tán, lần này hắn tu luyện trong thiên trụ giới cũng đã gần 2 năm. Thực lực tu vi đã đạt tới bát giai sơ kỳ đỉnh, chân khí cường hãn hơn không ít. Yêu hoàng khí, linh hoàng khí, đây là linh thú quỷ dị gì vậy? Thất Pháp Tôn cũng là người lịch duyệt, nhìn bản thể của Tiểu Long khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới trên đời này còn có linh thú như vậy, đáng tiếc thực lực của ngươi quá yếu. Thất Pháp Tôn thản nhiên cười lạnh, thân hình vừa động, vài đạo tàn ảnh hiện lên, nháy mắt đã xuất hiện bên dưới đuôi Tiểu Long, bàn tay vung lên. Năng lượng ngưng tụ, sau đó oanh thẳng một chưởng vào người Tiểu Long. Thân thể Tiểu Long vặn vẹo, giãy thoát không gian lực trói buộc, nhanh chóng lui về phía sau. Hừ! Nhìn thấy Tiểu Long tránh né, ánh mắt Thất Pháp Tôn trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, thân ảnh đột nhiên bắn ra truy theo sau. Suy! Bắt Lục Lâm Thiên trước! Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt chợt lóe, hét lớn một tiếng, nháy mắt lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên, mục đích chủ yếu là muốn bắt sống hắn. Không muốn kéo dài thời gian. Bảo hộ chủ nhân. Hắc Hùng cùng Huyết Mị cũng cảm nhận được chủ nhân không bình thường, không chút do dự hóa thành bản thể. Hắc Hùng vừa hóa thành bản thể khổng lồ, rít gào một tiếng, hùng trưởng đánh ra, không gian vặn vẹo, ầm ầm đánh về hướng Lăng Thanh Tuyệt. Chi chi. Huyết Mị vừa hiện thân, trong miệng rít lên thanh âm kỳ dị, giống như sấm sét, nháy mắt hóa thành âm ba như thực chất thổi quét, không gian xung quanh bị sốc lên. Xen lẫn linh hồn công kích đánh thẳng vào linh hồn không gian. Nhiệt xúc không biết tự lượng sức mình. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt híp lại, không chút e ngại linh hồn âm ba của Huyết Mị, hai đạo trưởng ấn bay ra, cấp tốc đánh về hướng Hắc Hùng cùng Huyết Mị. Phanh phanh, trưởng ấn hung hăng va chạm vào trưởng ấn của Hắc Hùng, kinh khí dư ba đáng sợ thổi quét đem không gian trực tiếp xé rách. Phanh, thân thể cao lớn của Hắc Hùng trực tiếp nện xuống giữa không trung, trong miệng phun ra máu tươi. Phanh! Thân ảnh Huyết Mị đồng thời rơi xuống đất. Qua đây đi! Lăng Thanh Tuyệt tiếp tục lao về hướng Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên lăng không đứng thẳng, khi nãy hắn chỉ khôi phục trong nháy mắt, giờ phút này đôi mắt tràn ngập tơ máu, ánh mắt vẫn luôn ngây dại thất thần. Ca ca cẩn thận! Lục Tâm Đồng quát lớn một tiếng, linh lực lập tức bộc phát.
Lúc này chân khí của lục tâm đồng đã tiếp cận linh vương cửu trọng đỉnh phong. Thủ ấn liên tục biến hóa, đột nhiên chân khí quanh thân lục tâm đồng chợt kéo lên, dùng xu thế kinh người không ngừng trướng cao. Suy, chỉ nháy mắt chân khí của lục tâm đồng đã đạt tới linh tôn nhất trọng, vẫn còn tiếp tục thăng lên. Từ trong mi tâm của nàng bay ra hai đạo lưu quang, chính là xích kim độc chu cùng chấn linh diệt hồn tháp. Thú hồn bát giai, hồn khí địa cấp, còn biết độc công, độc linh ma nữ lục tâm đồng sao. Nhìn thấy xích kim độc chu cùng chấn linh diệt hồn tháp, Lăng Thanh Tuyệt mặc dù khinh thường nhưng cũng từng chú ý qua. Suy, Lăng Thanh Tuyệt phung tay, một thanh trường thương xuất hiện, giây lát hóa thành vô số hư ảnh, mỗi hư ảnh như có thể xuyên phá không gian, ầm ầm bao phủ xích kim độc chu. Chi chi, hắc phụ phóng thích đầy trời, xen lẫn thanh âm chi chi rít gào, nghe qua như quỷ khóc thần hào, truyền vào trong tai vô cùng bén nhọn như đâm thẳng linh hồn. Từ trong hắc phụ có hơn mười mấy quang đoàn tối đen bắn ra, giống như thuấn di lao thẳng về hướng Lăng Thanh Tuyệt. Mười mấy quang đoàn tối đen chính là hồn anh bị luyện hóa, bên trong còn có vài hồn anh tôn cấp. Nhị đệ, người mau tỉnh lại, người làm sao vậy? Dương quá hét lớn, Lục Lâm Thiên lại không có phản ứng. Phá cho ta. Không bao lâu, Lăng Thanh Tuyệt hét lớn một tiếng, trường thương run lên, vô số thương mang sắc bén bay ra, xé rách không gian trực tiếp chấn vỡ thân hình của xích kim độc chu. Xích kim độc chu lập tức hóa thành tàn hồn khuếch tán. Phốc! Xích kim độc chu bị thương, lục tâm đồng phun ra ngụm máu tươi. Cùng lúc đó năng lượng hỏa hệ xung quanh Lăng Thanh Tuyệt hiện lên, hơn 10 hồn anh khủng bố nháy mắt bị thiêu hủy kêu la không ngừng, căn bản không cách nào tới gần Lăng Thanh Tuyệt. Bài danh thứ 3 trong 10 đại cường giả trẻ tuổi cũng không chịu nổi một kích. Lăng Thanh Tuyệt quát to một tiếng, một đạo trưởng ấn nóng cháy phóng lên cao. Nháy mắt hóa thành khổng lồ vài trăm thước bao phủ về hướng lục tâm đồng. Sắc mặt lục tâm đồng trầm xuống, thủ ấn biến hóa, chấn linh diệt hồn tháp lập tức va chạm tới. Phanh! Chấn linh diệt hồn tháp hung hăng va chạm trưởng ấn nóng cháy, lực lượng ầm ầm đụng nhau, thanh âm nổ tung như sấm sét đột nhiên vang vọng cả vùng trời. Oanh! Không trung run lên, năng lượng khủng bố như sóng thần thổi quét cả quảng trường, không gian vỡ ra động sâu thật lớn. Oanh long! Chấn linh diệt hồn tháp bị đánh bay, thân hình lục tâm đồng bị đẩy lui như diều rứt dây, miệng lại phun máu tươi. Đi chết đi! Lăng Thanh Tuyệt cười lạnh quát lớn, hỏa diễm ngưng tụ thành chảo ấn đánh thẳng về hướng lục tâm đồng. Tam muội, sắc mặt Dương quá đại biến, trọng kiếm ra khỏi vỏ. Ngươi đánh bị thương tâm đồng, ta muốn mạng của ngươi. Một thanh âm quát lớn vang lên, trong nháy mắt này Lục Lâm Thiên chứng kiến lục tâm đồng bị thương. Đôi mắt đột nhiên biến sắc, không biết đã thanh tỉnh hay chưa. Ngao! Một tiếng long ngâm truyền ra, huyết quang thoáng hiện, huyết lục vẽ ra một vòng tròn, cả không gian kéo dài vươn ra một quang quyển đường kính chừng vài trăm thước, bên cạnh quang quyển lộ ra khe không gian tối đen. Từ trong quang quyển lập tức xuất hiện bảy đạo đao mang quỷ dị huyền ảo, huyết quang bùng nổ mang theo tiếng nổ tung chói tai bay ra, những nơi đi qua cả không gian đều vỡ vụn từng khúc. Hoàn vũ thất toàn trảm! Huyết quang cắt vỡ không gian bao vây chảo ấn hỏa diễm bên trong. Hiu hiu. Đao mang va chạm chảo ấn, cắt vỡ khe không gian cấp tốc lan tràn, hết thảy vật chất xung quanh hóa thành mảnh nhỏ. Suy. Chảo ấn vỡ tan, không gian xung quanh đều bị phá hủy, cường quang chói mắt bộc phát, kinh khí phong bạo khủng bố tới cực hạn thổi quét bốn phía. Đặng đặng. Lúc này thân hình Lục Lâm Thiên vẫn bị đẩy lui. Gì? Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt híp lại, thực lực Lục Lâm Thiên tựa hồ vượt qua dự liệu của hắn, đã tương đương tôn cấp tứ trọng. Là nàng. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm, ánh mắt thật trong suốt, chỉ có tơ máu lan tràn nơi hốc mắt, có vẻ cực kỳ quỷ dị, lúc này hắn tựa hồ đã thanh tỉnh lại. Nhìn khuôn mặt của nam tử trước mắt, đôi mắt Lục Lâm Thiên có chút sững sờ, tựa hồ sau lần trước hành động không chút thương hương tiếc ngọc, cơn giận của hắn đã phát tiết hơn phân nửa. Thời gian qua lâu hắn còn cảm thấy mình có chút quá phận, trong lòng đột nhiên có chút bất an, vì thế cho tới bây giờ hắn cũng gần như quên đi. Nhưng hôm nay linh vũ giới lại xâm phạm phi linh môn, điều này làm cơn giận trong lòng hắn lại dâng lên. Ngươi tới vì báo thù sao? Lục Lâm Thiên trầm giọng hỏi. Nghe được lời của Lục Lâm Thiên, ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt có chút nghi hoặc, lập tức như hiểu ra, nói. Nghe ngươi nói giống như khi dễ muội muội của ta. Món nợ này có thể cùng tính chung một lúc cho rõ ràng. Ngươi không phải Lăng Thanh Tuyền.
Lục Lâm Thiên cầm huyết lục, trong mắt đầy hàn ý. Không sai, bản tôn Lăng Thanh Tuyệt, cái gì mà người đứng đầu 10 đại cường giả trẻ tuổi, lấy một địch 9, ở trước mặt ta chỉ là chuyện cười, thành thật cùng ta rời đi, lần này ngươi trốn không thoát đâu. Lăng Thanh Tuyệt híp mắt nói. Ngươi còn không có tư cách. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, vừa rồi giao thủ hắn đã đoán được thực lực của Lăng Thanh Tuyệt, chỉ sợ còn ẩn giấu bí pháp, làm cho người ta khó thể nắm lấy. Nhưng Lục Lâm Thiên có thể suy đoán không kém Vũ Tôn Tứ Trọng, thực lực đối chiến còn mạnh hơn tu vi thực của hắn. Lục Lâm Thiên không e ngại Lăng Thanh Tuyệt, nhưng bản thân hắn đã bị tẩu hỏa nhập ma, không biết có thể duy trì thanh tỉnh được bao lâu. Lời mạnh miệng ai cũng có thể nói, nhưng ở trước mặt ta ngươi không có tư cách này. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt trầm xuống, tập trung vào Lục Lâm Thiên, hắn muốn trả đạp tiểu tử này, cho người khác biết hắn mới là cực mạnh. Khí tức khởi động, quanh thân Lăng Thanh Tuyệt hiện lên ngũ sắc hào quang, cười lạnh nói. Ta cũng là vũ giả toàn hệ, đáng tiếc ngươi bị tẩu hỏa nhập ma, chỉ sợ đang mạnh mẽ chống đỡ đi, cũng không chống đỡ được bao lâu. Vũ giả ngũ hệ. Trong lòng Lục Lâm Thiên nhất thời trầm xuống, thực lực người này tựa hồ còn mạnh hơn Lăng Thanh Tuyệt không ít. Mà tình huống của hắn hiện tại rất không ổn, tình huống của Phi Linh Môn càng nguy hiểm. Xuất! Không có chút do dự, Lục Lâm Thiên quát lớn một tiếng, hàn ý lan tràn, lãnh ý khuếch tán, tử kim hào quang chợt lóe, đại hồn anh xuất hiện ngay trước người. Di, phân thân! Khuôn mặt Lăng Thanh Tuyệt lộ vẻ nghi hoặc. Linh hồn phân thân sao? Đại hồn anh mở mắt, sát khí thao thiên lan tràn, tựa như cuộn sóng cấp tốc sao động, từng đạo thủ ấn phức tạp đánh ra. Thiên địa năng lượng lập tức hội tụ. Cửu chuyển thiên linh bí pháp, đệ nhất chuyển, đệ nhị chuyển, đệ thất chuyển, đệ bát chuyển. Chỉ nháy mắt một vầng bạch sắc quang quyển bao phủ quanh thân đại hồn anh, chân khí cấp tốc kéo lên, trực tiếp thăng lên tới tôn cấp tam trọng, lại tiếp tục thăng lên, tựa hồ lần này bản thể đột phá, đại hồn anh cũng nhận được một ít ưu đãi. Ám ma phân thân bí pháp. Hào quang quỷ dị chợt lóe, hai đạo linh hồn phân thân hiện ra. Đều mang theo sát khí thao thiên như đại hồn anh. Ám ma phân thân bí pháp, tại sao ngươi biết ám ma phân thân bí pháp? Lăng Thanh Tuyệt hiện sát ý. Xem ra là ngươi giết cửu pháp tôn. Ám ma phân thân bí pháp, tiểu tử, nguyên lai là ngươi giết lão cửu ám ma. Lục pháp tôn liên tục tung ra trưởng ấn tàn sát yêu thú cùng khôi lỗi, hơn 10 đầu yêu thú thất giai hóa thành huyết vụ, cảm giác được khí tức trên người Lục Lâm Thiên, ánh mắt lạnh lẽo trừng về phía hắn. Thủ đoạn không ít, ta xem ngươi có thể chống được bao lâu. Trường thương hiện lên, bí văn quanh quẩn, thương minh ông ông vang rền, theo thủ ấn biến hóa, trường thương lập tức hóa thành ba hư ảnh. Ba hư ảnh cộng thêm bản thể dựng đứng trước mặt Lăng Thanh Tuyệt, thương mang chói mắt phóng lên cao, hỏa diễm quanh quẩn đầy trời, nhìn qua thật giống như bốn đầu hỏa long khổng lồ. Vũ linh khí địa cấp đỉnh. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chớp động, trường thương kia thật sự bất phàm. Mặc cho ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, nhìn xem có thể chống đỡ được liệt diễm kim thương của ta hay không. Lăng Thanh Tuyệt quát một tiếng, hai tay duỗi ra, bốn thanh trường thương không ngừng xoay tròn, hỏa diễm tận trời, thương mang bao phủ không gian xung quanh chấn động kịch liệt. Đi! Thủ ấn đánh ra, bốn thanh trường thương bắn thẳng về hướng đại hồn anh cùng hai đạo linh hồn phân thân, đồng thời đạo thương mang ngưng thật nhất lại lao thẳng vào bản thể của Lục Lâm Thiên. Thật mạnh! Vẻ mặt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, thương mang bay tới, tâm thần đại hồn anh chợt động, cùng một thời gian từ trong ấn đường Lục Lâm Thiên bắn ra thanh mang. Hống! Theo một tiếng rít gào, thú hồn bôn lôi thiên hổ thú thoáng hiện, lớp vảy xanh dựng đứng, tràn ngập điện mang nhẹ nhẹ, thú hồn lực bàng bạc bạo tuôn làm linh hồn người ta cảm thấy đau đớn. Thú hồn vung chảo, khí thế hung hăng nghênh tiếp thương mang bay qua. Huyễn diễn đao trận! Thiên linh diệt hồn chỉ! Hai đạo linh hồn phân thân cùng một thời gian đồng loạt thúc giục công kích khủng bố, đao mang thổi quét, thiên địa năng lượng tràn tới. Ngao! Đại hồn anh vung cao huyết lục phát ra tiếng đao minh trầm thấp như long ngâm, trực tiếp bổ tới, đao mang đột nhiên bùng nổ nháy mắt bổ ra 9 đao, lập tức hợp lại chung một chỗ bắn đi. Hưu! Hai đạo công kích va chạm, cả không gian đột nhiên run lên. Oanh long long! Cùng một thời gian... Bôn lôi thiên hổ thú cùng hai linh hồn phân thân va chạm với ba đạo thương mang, từng luồng hào quang năng lượng mang theo uy áp khủng bố điên cuồng sôi trào, không gian đều vặn vẹo bóp méo. Ngao! Xa giữa không trung, xích viêm rít gào một tiếng,
thân thể to lớn bị một lão giả vũ tôn tứ trọng đánh rơi xuống đất, phá hủy không ít kiến trúc bên dưới, thậm chí có không ít đệ tử bị liên lụy, trực tiếp bị dư âm kình khí đánh chết. Đồ khốn! Lục Lâm Thiên giận dữ, thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Nghiệt xúc chết đi! Vũ tôn tứ trọng hét lớn, thực lực của hắn đã tới vũ tôn tứ trọng hậu kỳ, Xích Viêm muốn đối phó thật khó khăn, thân ảnh hắn chợt lóe, một đạo quyền ấn đánh thẳng về hướng Xích Viêm. Suy! Chỉ nháy mắt một đạo hoàng ảnh xuất hiện, Lục Lâm Thiên đã khởi động thanh linh khải giáp, chỉ chớp mắt đã đi tới phía trên đầu Xích Viêm. Tới vừa lúc, nhìn thấy Lục Lâm Thiên xuất hiện, tâm thần lão giả vốn luôn rình khắp không gian, đã biết thân phận của Lục Lâm Thiên, lại cảm nhận được khí tức của hắn không ổn, tự nhiên không chút lo lắng, quyền ấn trực tiếp nện xuống. Quyền ấn xuyên thủng không gian, khe không gian rậm rạp lan tràn. Nhìn thấy quyền ấn đánh tới, nhưng Lục Lâm Thiên không hề tránh né, nhìn qua giống như đã bị choáng váng. Tẩu hỏa nhập ma sao? Nhìn thấy Lục Lâm Thiên không tránh né, lão giả cười lạnh, quyền ấn oanh kích thẳng vào LNG ngực Lục Lâm Thiên, cường giả ra tay chỉ là chuyện trong nháy mắt, tốc độ nhanh như thiểm điện ầm ầm hạ xuống. Phanh! Thân hình Lục Lâm Thiên lảo đảo thối lui, long lân trên thanh linh khải giáp bị nứt nẻ. Cự lực chút xuống, huyết quang trong mắt Lục Lâm Thiên hiện ra, chân khí không ngừng dao động, sóng gió đột nhiên nổi lên kịch liệt. Không thể tẩu hỏa nhập ma, ngăn chặn lại. Lục Lâm Thiên cũng cảm giác được biến hóa, áp chế chân khí không để cho mình tẩu hỏa nhập ma. Đi chết đi! Một thanh âm lạnh băng vang vọng chân trời, thân ảnh Lục Lâm Thiên dừng lại, tay phải vung ra, tử kim sắc lưu quang xuất hiện, một cỗ chân khí tràn ngập lan tràn dựng lên. Oanh long! Trong tích tắc tay phải đã đánh thẳng tới lão giả, tử kim lôi đình trào ra bắn tới. Sao lại như vậy? Suy! Tử kim lôi đình đã giáng xuống đỉnh đầu lão giả vũ tôn tứ trọng. Đồng tử lão giả co rút lại, hắn không còn kịp né tránh, chỉ có thể bố trí quang quyển phòng ngự khắp thân thể. Cùng một thời gian tử kim lôi đình nháy mắt oanh kích lên người lão giả, đánh vỡ không gian động sâu, trực tiếp chấn nát quang quyển phòng ngự thành mảnh nhỏ. Suy suy! Thân hình lão giả hiện lên một vòng điện quang quanh quần. Phốc! Tử kim huyền lôi biến mất, lão giả phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch tới cực hạn, thân thể lảo đảo như muốn rơi xuống dưới. Lần này Lục Lâm Thiên còn chưa thể dùng toàn lực, đồng thời không có đại hồn anh cùng linh hồn phân thân trợ giúp, vì vậy lão giả vẫn chưa bị đánh chết tại chỗ. Suy suy! Lục Lâm Thiên lại phun ra máu tươi, trong cơ thể khí huyết nhộn nhạo, chân khí rối loạn, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt biến thành đỏ đậm, toàn thân lại ngây dại thất thần. Lục Lâm Thiên ngây dại, đại hồn anh cùng hai linh hồn phân thân đều ngây dại. Nhân cơ hội này, Lăng Thanh Tuyệt lập tức đánh tới. Suy! Thương ảnh đánh trúng đại hồn anh, mang theo hỏa diễm nóng cháy xuyên thủng thân thể đại hồn anh lập tức vỡ nát, hóa thành sát khí tràn ngập không gian, hai linh hồn phân thân cũng tiêu tán. Hống! Cùng một thời gian thú hồn bôn lôi thiên hổ thú rít gào, thương ảnh xuyên qua thân thể nó, điện quang quanh quan. Thân hình nhất thời tan vỡ, hóa thành tàn hồn thú ảnh ngập trời. Phốc! Bị trọng thương, Lục Lâm Thiên phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt biến thành đỏ thẫm vô cùng quỷ dị. Thiếu chủ! Hắc Phủ vỗ cánh bay lên, cắt vỡ không gian trực tiếp phá không bay qua. Lui về cho ta! Lão giả tóc bạc cấp tốc ngăn cản Hắc Phủ, trong tay hiện ra linh lực ti mang hung hăng thổi quét về hướng Hắc Phủ. Hôm nay ta sẽ cho ngươi trả giá thật nhiều. Hắc Phủ giận dữ, đôi cánh vẽ ra vòng tròn tối đen bao trùm tới. Oanh long! Hai đạo công kích va chạm, kinh khí xé rách không gian, lộ ra khe nứt tối đen nhưng chỉ nháy mắt liền khép lại. Đặng đặng! Thân thể Hắc Phủ cùng lão giả tóc bạc đồng thời bị đẩy lui. Phủ tôn tứ trọng vừa bị Lục Lâm Thiên đánh trọng thương đang định bỏ chạy, nhưng vừa thấy trạng thái ngây dại của Lục Lâm Thiên, ánh mắt chợt lóe, điều động chân khí đem hết toàn lực đánh thẳng về phía hắn. Đồ khốn, hôm nay không ra tay cũng không được, lại muốn tìm chết, vậy thành toàn các ngươi. Thánh thủ linh tôn gầm vang. Một thân ảnh cao ngất vượt qua không gian xung quanh xuất hiện, thân ảnh già nua hư ảo, một cỗ uy áp cường hãn đột nhiên buông xuống, sắc mặt mọi người nháy mắt tái nhợt, linh hồn bị áp chế. Dám đụng tới đệ tử của ta, đi chết đi. Ánh mắt thánh thủ linh tôn rơi vào người vũ tôn tứ trọng kia, linh hồn khí tức lặng yên khuếch tán, không gian run lên. Trong tay hắn xuất hiện một khối ngọc thạch trôi nổi lưu quang,
một cỗ năng lượng quỷ dị quanh quẩn, chính là Linh Ngọc Sàng. Linh Ngọc Sàng đánh thẳng về hướng Vũ Tôn Tứ Trọng, lưu quang đại thịnh, Linh Ngọc Sàng lập tức hóa thành mấy ngàn thước khổng lồ, đem cả không gian nơi đó đều bao phủ. Thần khí! Sắc mặt Vũ Tôn Tứ Trọng đại biến, linh hồn run rẩy, căn bản không có lực đánh trả, thân hình lảo đảo. Thánh thủ Linh Tôn tung hoành đại lục suốt 7.000 năm trước, không nghĩ tới rơi vào kết cục như hiện tại, người còn nhớ rõ ta không? Đúng lúc này một cỗ linh lực ngập trời lan tràn, một đoàn năng lượng trống rỗng ngưng tụ, từ xa nhìn lại không gian xung quanh giống như sóng biển nổi lên sóng gió ngập trời. Chi chi! Trong nháy mắt, giữa không trung có một tiếng xèo xèo quỷ dị truyền ra, linh lực ba văn run rẩy, một vật tối đen giống như xích sắt ẩm ẩm trống rỗng xuất hiện. Đó là một vật kim loại tối đen dài chừng ngàn thước, tràn ra hắc mang vô cùng quỷ dị. Trên xích sắt đen nhánh kia cứ cách chừng 10 thước khóa lại một hồn anh giữ tợn tối đen, hơn ngàn thước ước chừng khóa lại trên trăm hồn anh, theo chân khí nhìn lại có không ít hồn anh tôn cấp. Tỏa hồn liên. Người tới hét lớn một tiếng, linh lực chút xuống, xích sắt kéo dài hòa lẫn tiếng xèo xèo chói tai mang theo uy áp kinh người nhanh chóng lan tràn. Chỉ tích tắc xích sắt va chạm thẳng vào Linh Ngọc Sàng của Thánh thủ Linh Tôn. Chi chi, suy suy, hai cỗ năng lượng trào ra, trên Linh Ngọc Sàng bắn ra hào quang chói mắt, phảng phất như là khắc tinh của hồn anh không ngừng nổ tung, hóa thành tàn hồn trực tiếp tiêu tán. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Oanh oanh oanh, hồn anh nổ tung, tiếng nổ liên tục vang vọng không gian, cùng một thời gian Linh Ngọc Sàng cũng bị đẩy lui. Hào quang thoáng ảm đạm, xung quanh Linh Ngọc Sàng lộ ra khe không gian tối đen dữ tợn. Oanh oanh oanh, lại một vòng nổ tung liên hoàn, năng lượng phong bạo khủng bố nhất thời thổi quét, những ngọn núi chập trùng bên dưới đều nứt vỡ, không gian xung quanh bị xốc thẳng lên trời. Thân hình hư ảo của Thánh thủ Linh Tôn bị chấn lui vài bước, Linh Ngọc Sàng thu nhỏ lại xoay quanh trong lòng bàn tay hắn. Đặng, cùng một lúc người kia cũng lảo đảo lui ra sau mấy bước. Trên xích sắt bị tiêu hủy một số hồn anh, quan trọng là hồn anh tôn cấp đều bị nổ tung hủy diệt, thu thập nhiều hồn anh lại cần luyện hóa tuyệt đối cực kỳ khó khăn, điều này làm sắc mặt người kia đại biến, lộ ra vẻ vô cùng đau lòng. Kinh khí tán loạn, người kia xuất hiện bên cạnh Vũ Tôn Tứ Trọng, mặc một trường bào màu xám trắng, khoảng 60 tuổi, khuôn mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt hãm sâu như lệ quỷ, khuôn mặt lại như xương bọc da nhìn vào khiến người cực kỳ khó chịu. Tỏa hồn liên. Người có liên hệ gì với phệ hồn lão quỷ? Thân ảnh Thánh thủ Linh Tôn suy yếu không ít, nhìn chằm chằm vào người kia, vật kia thuộc về một cường giả cùng thời với hắn, cường giả kia lòng dạ độc ác, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn huyết tinh, tu luyện một bộ công pháp âm độc đặc thù, dựa vào việc cắn nuốt hồn anh người khác tăng cường thực lực. Mặc dù cường giả kia có tiếng xấu, nhưng thực lực vô cùng khủng bố, nhưng lão quỷ kia từng đắc tội quá nhiều người, rốt cục bị người liên thủ bao vây tiêu trừ. Cuối cùng lại bị hắn đào thoát mất tích. Không nghĩ tới còn có người biết lai lịch tỏa hồn liên. Người kia không trả lời Thánh thủ Linh Tôn, quay đầu nhìn Vũ Tôn Tứ Trọng đỉnh phong nói. Mau bắt Lục Lâm Thiên, người này để ta đối phó. Dạ, Tứ Pháp Tôn Đại Nhân. Vũ Tôn Tứ Trọng phục hồi lại tinh thần, lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Tứ Pháp Tôn, giao Thánh thủ Linh Tôn cho ngươi. Lăng Thanh Tuyệt lộ ý cười. Ánh mắt tập trung qua Lục Lâm Thiên. Dạ, thiếu chủ. Lão giả âm lệ đáp, quỷ trảo khô héo vung lên, tỏa hồn liên rít gào vô cùng quỷ dị. Lâm Thiên, cẩn thận. Thánh thủ Linh Tôn hét lớn một tiếng, thân ảnh chấp động, lão giả âm lệ lách người ngăn cản. Thánh thủ Linh Tôn, tỏa hồn liên của ta đặc biệt khắc chế linh hồn, nếu luyện hóa người uy lực tuyệt đối đại tăng, kiệt kiệt. Dứt lời, chân khí cuồn cuộn tràn ra. Tỏa hồn liên du động như linh xà bao phủ về hướng Thánh thủ Linh Tôn. Lại đây đi. Vũ Tôn Tứ Trọng xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, trực tiếp vỗ ra một đạo chảo ấn. Lão đại cẩn thận. Xa giữa không trung, Tiểu Long hét lớn, hắn căn bản không thể thoát thân, liên tục bị thương. Lúc này cường giả phi linh môn hoàn toàn rơi xuống hạ phong, không ai có khả năng thoát thân tương trợ. Chảo ấn vỗ lên đỉnh đầu Lục Lâm Thiên. Nhưng đúng ngay lúc này thanh âm tiếng hét của Tiểu Long rơi vào trong tai Lục Lâm Thiên, ánh mắt hắn chợt lóe, nhìn chảo ấn đang ập tới trước người. Suy, Lục Lâm Thiên phản xạ theo bản năng, một đạo trưởng ấn vung ra nghênh đón, trong chớp mắt ánh mắt hắn lại dại ra, trưởng ấn vừa lúc đánh lên chảo ấn. Trong nháy mắt hai cỗ năng lượng ầm ầm va chạm,
trên tay Lục Lâm Thiên tràn ra lốc xoáy chân khí cuồn cuộn ập tới. Phanh phanh, thanh âm nổ tung liên tục truyền ra, giờ khắc này sắc mặt lão giả Vũ Tôn tứ trọng đại biến, hắn nhìn thấy chảo ấn của mình bị hấp xả vào trong lòng bàn tay của đối phương, ngay lập tức một chưởng rơi lên đỉnh đầu hắn, đột nhiên chân khí trong cơ thể hắn lập tức bị đối phương hấp xả cắn nuốt. Không tốt, sao hắn cũng biết âm vũ quyết? Lão giả hoảng sợ, tựa hồ biết là chuyện gì xảy ra, trong cơ thể lập tức khởi động một cỗ lực lượng cắn nuốt, muốn cắn nuốt ngược trở lại đối phương. Hai cỗ hấp lực va chạm, lão giả lại phun ra máu tươi, lực cắn nuốt của hắn hoàn toàn không thể đối kháng với đối phương, công pháp của đối phương tựa hồ hoàn toàn khắc chế thần pháp của linh vũ giới, chân khí không ngừng bị đối phương hấp xả, hơn nữa trong người hắn vốn đã bị trọng thương, không cách nào đối kháng. A! À, lão giả kêu lên thảm thiết, thân hình bắt đầu run rẩy, chân khí trào ra ngoài như hồng thủy trút xuống, bị Lục Lâm Thiên trực tiếp cắn nuốt, đồng thời bị luyện hóa thành chân khí tinh thuần dũng mãnh tràn vào đan điền khí hải của Lục Lâm Thiên. Không nghĩ tới chân khí bất ổn trong người Lục Lâm Thiên lúc này đột nhiên kéo lên, màu đỏ trong mắt bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Đây là... Ánh mắt Thánh Thủ Linh Tôn lộ vẻ nghi hoặc, thân hình hư ảo lóe ra, thân ảnh hai người mỗi lần tiếp xúc đều bộc phát tiếng nổ kinh thiên, từng luồng năng lượng phong bạo không ngừng khuếch tán, vang vọng trên bầu trời chẳng khác gì lôi đình, tình hình chiến đấu kịch liệt làm người ta kinh hãi chân chối. Phanh phanh, thanh âm tiếng nổ vang lên không dứt, khu vực chiến đấu kịch liệt của hai người cùng trận chiến dữ dội của Hắc Vũ cùng Ngũ Pháp Tôn thật sự kinh tâm động phách. Giờ phút này bên trong Phi Linh Môn cơ hồ tràn ngập thanh âm chém giết, kinh khí bắn phá, năng lượng tràn ngập, các đệ tử Phi Linh Môn tụ tập chung một chỗ, không ít thực lực thấp thoát ra xa xa, nếu bị liên lụy sẽ tử vong tại chỗ, đệ tử trẻ tuổi chỉ có thể siết chặt nắm tay mà không cách nào dốc sức. Sư phụ, cẩn thận a! Niếp Phong siết chặt hai tay, khẩn trương tới rối loạn. Xa xa giữa không trung xuất hiện không ít người, đều là trinh thám các thế lực nghe tin chạy tới. Nhưng không ai dám tới gần. Âm dương linh vũ quyết, khó trách tu luyện nhanh như vậy, nguyên lai là âm dương linh vũ quyết trọn vẹn. Lăng Thanh Tuyệt cảm giác được khí tức, ánh mắt tối tăm. Suy, ngay tức khắc hắn lao nhanh về hướng kia, một đạo quyền ấn nóng cháy đánh thẳng vào sau lưng Lục Lâm Thiên. Thần chí Lục Lâm Thiên tựa hồ đã khôi phục không ít, trong mơ hồ cảm nhận được công kích sau lưng, nhưng cũng không muốn buông tha Vũ Tôn tứ trọng kia. Hắn có cảm giác chỉ cần mình cắn nuốt đối phương sẽ đạt được không ít ưu đãi. Hống. Theo bản năng, có lẽ lúc này Lục Lâm Thiên có chút thanh tỉnh, nháy mắt thúc dục hình thái thứ hai hổ biến. Suy lạp lạp. Chỉ chớp mắt thanh mang sáng ngời, thân hình khom tới trước, lập tức bành trướng mở rộng, đồng thời bao trùm lớp vảy màu xanh lấp lánh, điện mang quanh quẩn, hai tay Lục Lâm Thiên hóa thành hổ trảo thật lớn, nắm chặt trên người Vũ Tôn tứ trọng, thân hình hóa thành khổng lồ hơn trăm thước. Phanh, cùng một lúc quyền ấn nóng cháy đánh thẳng lên lưng hắn, một quyền nện xuống thanh âm nổ tung trầm thấp truyền ra, lưu quang không ngừng quanh quẩn. Tư tư, Lăng Thanh Tuyệt cảm giác mình va chạm vào đá lớn, nháy mắt trên thân thể khổng lồ của Lục Lâm Thiên điện mang bùng nổ, lập tức tràn vào trong quyền ấn của Lăng Thanh Tuyệt giáng xuống. Cổ quái, biến hóa quỷ dị làm sắc mặt Lăng Thanh Tuyệt đại biến, điện mang quanh quẩn nhất thời lao vào trong cơ thể của hắn. Điện mang khủng bố trùng kích khiến cơ thể hắn mềm nhũn, chân khí có chút ngưng trệ. Lăng Thanh Tuyệt vừa định thối lui, đột nhiên phát hiện hắn căn bản không thể thoát thân, một quyền nện xuống lớp lân phiến quỷ dị tuôn ra một cỗ cắn nuốt cực lớn, chân khí của Lăng Thanh Tuyệt lập tức bị hấp xả, tốc độ cắn nuốt cực kỳ khủng khiếp. Oanh long long, Lục Pháp Tôn oanh thẳng tới trước, lực lượng hủy diệt tuôn trào, không gian nổ tung, hơn 10 khôi lỗi thất giai hóa thành mảnh nhỏ. Ánh mắt Lục Pháp Tôn rơi lên người Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh đang trưởng khống khôi lỗi chiến đấu. Ngay lúc hắn định ra tay, sắc mặt chợt biến, quay phát đầu lại nhìn thấy Lăng Thanh Tuyệt bị Lục Lâm Thiên hấp xả cắn nuốt, nếu thiếu chủ xảy ra sự cố, những người cùng đi lần này chỉ sợ khó tránh khỏi tội chết. Thiếu chủ, cẩn thận! Lục Pháp Tôn cấp tốc đánh về phía Lục Lâm Thiên, thân ảnh phá không bay qua. Âm vũ quyết! Chân khí tràn ra! Lăng Thanh Tuyệt không chút do dự cắn răng cắn nuốt ngược lại, hai cỗ lực lượng lập tức va chạm lẫn nhau. Phanh phanh, lực hấp xả trên lưng Lục Lâm Thiên không mạnh bằng hổ trảo, vừa va chạm Lăng Thanh Tuyệt lập tức bị đẩy ra, thân ảnh lảo đảo thối lui, không nghĩ tới thoát khỏi lực hấp xả của Lục Lâm Thiên. Vào lúc này Vũ Tôn tứ trọng cũng đã biến thành một khối thây khô, thậm chí cả hồn anh cũng bị nuốt chửng. Hô hô,
cắn nuốt một vũ tôn tứ trọng, năng lượng cuồn cuộn không dứt khiến chân khí lục lâm thiên trực tiếp kéo lên, bắt đầu có dấu hiệu đột phá, chỉ nháy mắt thiên địa năng lượng lập tức hội tụ tràn tới. Tiểu tử thật quỷ dị. Lục pháp tôn xuất hiện ngay trước người lục lâm thiên, trực tiếp oanh thẳng một quyền, quyền ấn động tới thiên địa năng lượng tạp vỡ không gian ầm ầm nện xuống. Hống. Đột nhiên lục lâm thiên rít gào một tiếng, ném cỗ thây khô, quanh thân tràn ngập điện mang kịch liệt, một đạo chảo ấn lại vung ra xé rách không gian vỡ áp xuống. Suy. Chảo ấn va chạm cùng quyền ấn, không gian lập tức nổ tung. Phanh phanh phanh. Thân hình khổng lồ của lục lâm thiên bị đẩy lui, cự lực kinh khủng xâm nhập vào thân thể hắn. Đúng lúc này chân khí của hắn trực tiếp thăng lên, thiên địa năng lượng tụ tập, gió dục mây vần biến thành lốc xoáy. Cự lực của lục pháp tôn vừa xâm nhập lại hòa lẫn vào thiên địa năng lượng đều bị lục lâm thiên cắn nuốt hấp thu. Sắc mặt lục pháp tôn kinh hãi, hắn đột nhiên cảm giác được mình không thể thối lui, lúc này hắn đang bị hổ chảo hoàn toàn giữ chặt lại, chân khí không ngừng bị kéo ra ngoài. Hô! Không gian biến sắc, thiên địa năng lượng hội tụ, hóa thành năng lượng quang mang bao phủ lục lâm thiên, chân khí của hắn thăng lên tới đỉnh, lập tức đập thẳng vào cổ bình đã giãn ra không ít. Sắc mặt lục pháp tôn đại biến toàn lực thối lui, nhưng chỉ vô dụng, dù hắn dùng hết lực lượng dẫy dụa vẫn bị cỗ lực lượng kinh khủng trong người đối phương xâm nhập vào, ngược lại làm bản thân bị cắn nuốt càng nhanh hơn. Tâm thần kinh hoàng, lục pháp tôn hét lớn. Âm vũ quyết. Một cỗ lực lượng cắn nuốt từ trong thân thể hắn trào ra, muốn cắn nuốt ngược lại đối phương, nhưng vô hình chung đã bị áp chế không cách nào đối kháng, lực lượng kia vừa va chạm lập tức bị hóa giải lẫn tán loạn. Suy suy. Ngay sau đó chân khí lục pháp tôn bị rút xả, lục lâm thiên giống như biến thành động không đáy, không hề từ chối bất kỳ năng lượng nào tràn vào. Lão ngũ, lão tứ, cứu ta a, mau cứu ta. Không cách nào giãy thoát, chân khí bị hấp thu, tốc độ vô cùng đáng sợ, dưới hổ chảo giống như có lực hấp xả vô cùng vô tận, đường đường vũ tôn bát trọng lại bắt đầu lớn tiếng kêu cứu. Đồ khốn! Lão giả tóc bạc cùng lão giả âm lệ đang giao thủ cùng thánh thủ linh tôn với hắc vũ đã sớm nhìn thấy cảnh tượng nơi này, đương nhiên thánh thủ linh tôn cũng nhìn thấy. Khi nãy là hai người bọn họ ngăn cản thánh thủ linh tôn viện trợ, bây giờ tình thế hoàn toàn trái ngược lại. Oanh long long, không trung sụp đổ, công kích khủng bố thổi quét, hai người không cách nào thoát thân cứu giúp. Lăng Thanh Tuyệt ở một bên chứng kiến cảnh tượng kia, không dám tới gần, sắc mặt không ngừng biến hóa. A, à, lục pháp tôn phát ra tiếng kêu thảm thiết, linh hồn run rẩy. Hắn nằm mơ cũng không ngờ vũ tôn bát trọng lại rơi vào kết cục như thế. A, à, lúc này lục pháp tôn lại thét lên thê thảm, linh hồn bắt đầu bị cắn nuốt, hấp lực vô cùng khủng bố, thậm chí hồn anh cũng không thể đào thoát, trực tiếp bị hấp lực bao trùm, hắn cảm giác được thân thể của mình đang héo rút. Năng lượng thiên địa không ngừng tràn vào thân thể lục lâm thiên, một cỗ chân khí bàng bạc như mãnh thú tràn ngập. Chấn động lòng người. A, à, tốc độ cắn nuốt của lục lâm thiên nhanh hơn ngày thường gấp mấy chục lần, hơn nữa đang đột phá, hỗn hợp uy lực đột phá tốc độ càng tăng nhanh, không bao lâu lục pháp tôn biến thành thây khô, kỳ thật vẫn còn cơ hội ra tay giúp hắn, nhưng họ tự nhận thực lực không đủ, nhìn thấy kết cục của lục pháp tôn cùng vũ tôn tứ trọng nên không ai dám ra tay. Chân khí lục lâm thiên đột phá bình chướng, một cỗ chân khí mới tinh lan tràn, chân khí phóng lên cao đạt tới vũ tôn nhất trọng. Nhưng không kém hơn vũ tôn tam trọng, thậm chí có thể so với tứ trọng. Không ngờ lại đột phát. Lăng Thanh Tuyệt kinh ngạc, không nghĩ tới lục lâm thiên đã bị tẩu hỏa nhập ma nhưng còn có thể đột phá, hơn nữa khí thế cực kỳ kinh người. Thiên địa năng lượng mơ hồ bình tĩnh trở lại, bắt đầu muốn tán đi. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chỉ tích tắc chân khí của lục lâm thiên đột nhiên lan tràn, mà thiên địa năng lượng vừa tản ra lại hội tụ trở lại. Hống. Thân thể khổng lồ nháy mắt thu liếm, thân hình lục lâm thiên lăng không đứng thẳng, chân khí ổn định trở lại, một đoàn quang quyển bạch sắc bao phủ quanh thân, linh lực chân khí lan tràn. Một đoàn chân khí phóng lên cao, thiên địa năng lượng cấp tốc xoay tròn, ngưng tụ thành năng lượng lốc xoáy ngay trên đỉnh đầu lục lâm thiên, hoàn toàn tương liên cùng năng lượng trong thân thể hắn. Năng lượng càng ngày càng nhiều, hội tụ thành năng lượng quang mang dài hơn trăm thước, phát ra tiếng ầm vang đinh tai nhức óc. Ngay tiếp theo hung hăng nện xuống lốc xoáy khổng lồ, lập tức phát ra quang mang chói mắt phun trào tung tóe ra ngoài. Giờ phút này lục lâm thiên không ngừng cắn nuốt sạch sẽ năng lượng quang mang khổng lồ kia, năng lượng bàng bạc áp không giống như muốn phá nát cả không gian.
linh lực, đang đột phá linh tôn, linh vũ cùng đột phá. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt run lên, vẻ mặt ngày càng kinh ngạc, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lão giả Âm Lệ cùng lão giả tóc bạc bị Hắc Vũ cùng thánh thủ linh tôn ngăn cản, muốn ra tay lại không được như ý, những người khác càng không muốn nhúng tay, ngược lại còn cố ý lưu thủ với cường giả phi linh môn vì không muốn bức bách Lục Lâm Thiên nổi điên, rơi vào kết cục giống như hai người kia. Oanh long long, giữa không trung tiếng chém giết vang vọng, yêu thú linh thú rít gào, mà phạm vi xung quanh Lục Lâm Thiên không ai dám tới gần, cường giả phi linh môn tựa hồ biết trưởng môn đang đột phá, tự nhiên không đi quấy rầy, mà người linh vũ giới càng thêm e ngại, không muốn rơi vào kết cục như Lục Pháp Tôn, ngay cả Lục Pháp Tôn cũng bị cắn nuốt, bọn hắn nhúng tay chỉ là muốn chết. Khi năng lượng cuối cùng bị cắn nuốt, một tiếng nổ tung ầm ầm chấn động. Phanh! Tiếng vang thông thiên, chân khí đánh vỡ bình trường, đột nhiên phóng lên cao, khí tức lan tràn, uy áp bao phủ không gian. Đại hồn anh của Lục Lâm Thiên vốn đã bị chấn nát, lúc này tàn hồn cùng sát khí thao thiên lập tức hóa thành tử kim sắc, nháy mắt thu liễm vào trong ấn đường Lục Lâm Thiên, ngay cả thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ thú viễn cổ cũng đã quay vào trong thân thể hắn. Chân khí Lục Lâm Thiên tiếp tục kéo lên, chấn động lòng người, linh hồn lực rõ ràng mạnh hơn linh tôn nhất trọng rất nhiều. Hết thảy xung quanh giống như dừng lại, Lục Lâm Thiên nhắm mắt lăng không đứng thẳng, chân khí xung quanh đã bình tĩnh lại, không chút dao động, nhìn qua giống như người bình thường, làm người ta không cảm ứng được chút phản ứng nào. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt luôn nhìn Lục Lâm Thiên chăm chú, nhìn thấy xung quanh người hắn không có chút chân khí dao động, ánh mắt nghi hoặc không thôi, thật sự không tầm thường, người bình thường thu liễm chân khí nhiều ít vẫn còn có chút dấu vết, nhưng Lục Lâm Thiên hoàn toàn giống như người thường. Nếu không phải hắn đang bay bổng trên không trung, thật sự sẽ cho rằng hắn chỉ là người thường. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt không ngừng lóe ra, Lục Lâm Thiên vừa mới đột phá, chỉ sợ chân khí chưa ổn định, đây chính là cơ hội. Vừa nghĩ tới đây Lăng Thanh Tuyệt nhoáng lên, chân khí hỏa hệ ngưng tụ thành một đạo hỏa cầu bành trướng giống như quang cầu đỏ đậm, mang theo kình khí cuồng bạo oanh thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Lúc này Lăng Thanh Tuyệt không dám khinh thường, vừa ra tay liền dùng toàn lực. Hỏa cầu tích tắc đi tới trước người Lục Lâm Thiên. Suy! Lục Lâm Thiên đột nhiên mở mắt, trong mắt bắn ra tinh mang, hiện tại đã khôi phục vẻ trong suốt, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện hốc mắt vẫn tràn ngập màu đỏ rực, thậm chí càng thêm nồng đậm một ít. Hỏa cầu rơi xuống, nhiệt độ tăng cao, chân khí cường hãn áp bách xuống bao phủ không gian xung quanh, uy áp như rời non lấp bể không ngừng khuếch tán. Bảo! Xa xa viễn không, ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt trầm xuống. Bàn tay nắm lại, hỏa cầu lập tức nổ tung. Phanh phanh, hỏa cầu ầm ầm nổ vang, hỏa diễm thổi quét, khe không gian tối đen lan tràn, thân ảnh Lục Lâm Thiên nháy mắt bị hỏa diễm bao phủ. Trưởng môn, lão đại, ca ca, chủ nhân, mọi người hoảng hốt thét to. Trong không gian hỗn loạn, ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt vẫn nhìn chăm chú về phía trước. Khi kình khí biến mất, Lăng Thanh Tuyệt nhìn thấy một đạo quang ảnh càng lúc càng sáng. Trong ánh mắt trợn mắt há hốc mồm của mọi người, chỉ thấy ở chỗ kia xuất hiện thanh cầu lớn chừng hai thước, điện mang lưu xuyến, uy áp bức cả không gian, đồng thời đang ngưng tụ một cỗ lực lượng đáng sợ. Mà thanh cầu thật sự kỳ quái, một mặt quang cầu do rất nhiều cánh chim kim trúc bao phủ, kinh khí xuyên qua không gian thành hình vòng cung lan tràn xung quanh, bên dưới quang vũ còn có một tia châm nhọn sắc bén. Phạm phi linh môn, tất cả đều phải chết. Một tiếng quát băng xương vọng ra. Đồng thời quang cầu chậm rãi giãn ra. Ông ông! Cánh chim run lên, quang cầu tách hai nửa, lộ ra đôi cánh mở rộng, không gian vặn vẹo kịch liệt, tiếng vang khuếch tán, không gian dao động ngày càng kịch liệt. Hô! Sau lưng Lục Lâm Thiên hiện lên một đôi cánh màu xanh hoàn mỹ vô khuyết, thanh quang lan tràn, điện mang lưu chuyển, ngưng tụ cỗ năng lượng làm lòng người run rẩy. Thần khí, đây là thần khí phi hành. Những người có kiến thức đều lộ vẻ rung động, lúc này uy lực của thanh dực làm người rung động, tuyệt đối đã lên tới cấp độ thần khí. Tử Lôi Huyền Đỉnh, còn có Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực, hai kiện thần khí a. Lăng Thanh Tuyệt cũng lộ vẻ rung động. Đây không phải là Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực của Phá Vân Tôn giả sao, sao nằm trong tay Lục Lâm Thiên? Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực không phải là linh khí phi hành địa cấp sao, sao biến thành thần khí? Một ít cường giả vũ tôn linh vũ giới nhận ra Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực, càng thêm nghi hoặc. Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực, đây là Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực.
Thất Pháp Tôn đang áp chế Tiểu Long, ánh mắt vô cùng kinh ngạc, lúc trước vây công diệt sát Phá Vân Tôn giả, ai cũng muốn cướp lấy vật này, nhưng cuối cùng lại để hồn anh Phá Vân Tôn giả đào thoát, không nghĩ tới vật kia lại rơi vào trong tay Lục Lâm Thiên, còn là một kiện thần khí. Toàn bộ đệ tử Phi Linh Môn thối lui cho ta. Lục Lâm Thiên hét lớn, sóng âm cuồn cuộn, tựa như sấm sét vang vọng trời cao. Suy, chỉ nháy mắt toàn bộ đệ tử Phi Linh Môn đều tránh ra xa, bên trong cấp độ vương cấp cũng đều mạnh hơn, vì vậy muốn thoát khỏi đối thủ dây dưa cũng không mấy khó khăn. Lúc này bên Linh Vũ giới còn lại 10 tôn cấp độ khác nhau, thực lực chỉnh thể vượt hơn cường giả tôn cấp của Phi Linh Môn. Thanh âm của Lục Lâm Thiên giống như có uy áp, 10 tu vi tôn cấp cũng không để ý tới cường giả Phi Linh Môn, ánh mắt chăm chú nhìn Lục Lâm Thiên. Chỉ nháy mắt ngắn ngủi, giữa không trung chỉ còn lại 10 cường giả tôn cấp cùng Lăng Thanh Tuyệt, ngoài ra ở xa xa còn lại gần 50 cường giả vương cấp. Xa xa, Thất Pháp Tôn vẫn đang oanh kích Tiểu Long, mà Ngũ Pháp Tôn cùng Tứ Pháp Tôn đang đối chiến cùng Thánh Thủ Linh Tôn với Hắc Vũ. Các ngươi cùng nhau ra tay, người bắt được Lục Lâm Thiên, trọng thưởng. Lăng Thanh Tuyệt đột nhiên phất tay quát. Bắt Lục Lâm Thiên. 10 cường giả tôn cấp liên thủ đương nhiên không có gì cần lo lắng, bọn họ không chút do dự cấp tốc lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Suy suy. 10 người đồng thời ra tay, nếu bắt được Lục Lâm Thiên chính là lập công lớn, từng đạo công kích ầm ầm bay đi. Ông ông. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lạnh lùng, huyễn ảnh thanh vũ rực rung mạnh, tiếng sấm nổ vang, khe không gian chợt lóe rồi biến mất, thân ảnh Lục Lâm Thiên cũng mất tích. Oanh long long. Trong tích tắc 10 đạo công kích đánh vào vị trí Lục Lâm Thiên vừa đứng, không gian lập tức nổ tung thành động sâu, năng lượng khủng bố hóa thành hình cung tiêu tán giữa không trung, trong nháy mắt sắc mặt 10 người đại biến, lập tức tìm kiếm thân ảnh Lục Lâm Thiên. Ngao. Một tiếng long ngâm vang vọng sau lưng một linh tôn tam trọng, ánh mắt hắn hoảng hốt, lập tức lao về phía trước, không biết vì sao tận đáy lòng hắn dâng lên cảm giác băng xương. Phạm Phi Linh Môn. Đừng mong chạy thoát kẻ nào, chết đi. Thân ảnh Lục Lâm Thiên hiện lên sau lưng người kia, trong tay hiện lên huyết quang, huyết lục lóe sáng, sát khí tràn ngập. Thân ảnh Lục Lâm Thiên theo sát người kia như hình với bóng, giờ khắc này Lục Lâm Thiên sử dụng huyễn ảnh thanh vũ rực, linh tôn tam trọng kia làm sao có thể tránh thoát, cơ hồ lập tức bị đuổi kịp. Hôm nay linh vũ giới phải trả giá bằng máu. Huyết lục bổ ra một đạo huyết quang, trực tiếp chém thẳng về hướng người kia. Cảm nhận được kinh khí khủng bố, người kia lao thẳng về phía trước, sắc mặt hoảng hốt kết xuất thủ ấn, bầu trời nổi lên dao động quỷ dị, một đạo quang mang hiện lên chói mắt, quanh thân lập tức hiện lên đạo quang quyển. Ca ca, đao mang đánh xuống, thanh âm nứt vỡ tràn ngập, quang quyển lập tức bị chém vỡ, năng lượng hình thành phong bạo cực kỳ khủng bố thổi quét giữa không trung, phong bạo lướt qua, không gian chấn động. Hưu, đao mang xuyên qua quang quyển. Rơi lên sau lưng linh tôn tam trọng, đồng tử hắn liền khuếch tán, huyết quang xuyên qua trước ngực hắn, khóe mắt hắn còn nhìn thấy huyết quang xuyên thấu ngực mình, thậm chí còn bổ ra không gian ngay trước mặt hắn. Phốc! Linh tôn tam trọng phun máu, thân hình bị bổ thành hai nửa, đao mang quá nhanh, nhanh tới mức thân hình bị chém thành hai hồn anh cũng chưa kịp đào thoát. Dư ba huyết quang rơi xuống đất, nhất thời hóa thành năng lượng xốc ngược mặt đất nứt vỡ lan tràn. Đã chết! Chỉ chớp mắt đã có một linh tôn tam trọng bị đánh chết, thật nhiều người đều hít sâu một hơi. Tốc độ thật nhanh, thực lực thật mạnh. Cường giả tôn cấp linh vũ giới run sợ. Tiếp theo, huyễn ảnh thanh vũ rực cắt vỡ không gian, giống như thuấn di, lời vừa dứt Lục Lâm Thiên đã đi tới bên người một vũ tôn nhị trọng. Người kia lập tức bỏ chạy, đã nhìn thấy thực lực khủng bố của Lục Lâm Thiên, hắn làm sao còn dám đối kháng, trực tiếp thối lui. Nhưng Lục Lâm Thiên đã như hình với bóng, đao mang bay ra, người kia còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị bổ thành hai nửa. Tiếp theo, a, hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời truyền ra, hai vũ tôn nhất trọng lập tức tử vong, tuyệt đối là tàn sát, không có chút lực đối kháng. Suy, sắc mặt một vũ tôn tứ trọng đại biến, cấp tốc thối lui, nhưng không cách nào thoát khỏi Lục Lâm Thiên, thậm chí còn có cỗ lực lượng vô hình bao phủ lên người hắn. Ta liều mạng với ngươi. Không còn đường để trốn, người kia trầm xuống, lang nha bổng trong tay đánh ra. Hưu, lang nha bổng nháy mắt đánh ra vô số bổng ảnh, chỉ thích tắc tràn ngập cả thiên địa. Năng lượng mộc hệ nhanh chóng hội tụ, một tia năng lượng mộc hệ màu xanh biếc thẩm thấu hiện ra, cuối cùng quấn quanh thân thể vũ tôn tứ trọng, bổng ảnh bao phủ cả không gian,
vô số bổng ảnh xoay tròn có vẻ cực kỳ huyền ảo cùng khủng bố, không gian xung quanh không ngừng tan vỡ, ầm ầm áp thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Ngao! Một tiếng long ngâm vang vọng, thanh âm xuyên thấu không gian. Người thứ năm! Lục Lâm Thiên ngạo nghễ đứng thẳng, sát ý tràn ngập làm trong lòng mọi người đứng xa xa đều rùng mình. Đao mang nhất thời bay ra, động tới năng lượng thuộc tính, trong nháy mắt ngắn ngủi huyết sắc đao mang mang theo thanh âm nổ bạo chói tai cắt qua không gian nhanh như chớp. Tổng cộng 9 đạo đao mang hơn ngàn thước phá không bay ra, lập tức hợp lại chung một chỗ, phát ra thanh âm chói tai khiến người chấn động. Chỉ chớp mắt đao mang cùng bổng ảnh ầm ầm va chạm vào nhau, không trung run rẩy, không gian như đông cứng lại, cuối cùng phát ra ánh sáng cực kỳ chói mắt. Ca ca! Không gian phá nát, bổng ảnh tan vỡ, tàn ảnh rơi đầy trời. Hiu! Dư âm kình khí thổi quét, mặt đất nứt nẻ lan tràn, vô số bổng ảnh rơi lên người Lục Lâm Thiên lại kích lên hoa lửa, nhưng không hề ảnh hưởng tới hắn chút nào. Cùng một thời gian huyết quang đánh thẳng vào khải giáp của Vũ Tôn Tứ Trọng, đồng tử của hắn nháy mắt giãn ra, đao mang rơi xuống khải giáp nứt vỡ, thân thể lập tức hóa thành huyết vụ. Suy! Một đạo bạch quang cấp tốc phóng lên cao, hồn anh của Vũ Tôn Tứ Trọng bỏ chạy trôi chết. Hiu! Nhưng đúng ngay lúc này Lục Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, huyễn ảnh thanh vũ rực vẫy động, một sợi lông chim giống như phi đao bạo lướt bay ra, cắt vỡ không gian biến mất giữa không trung. Khi lưu quang xuất hiện, đã hiện ra cách hồn anh chưa đầy ba thước, đột nhiên gia tốc, lưu quang trực tiếp chút xuống xuyên vào trong hồn anh, ngay tiếp theo xuyên thấu ra ngoài. A! Hồn anh kêu thảm một tiếng, hóa thành tàn hồn vỡ nát tiêu tán giữa không trung. Đồ khốn, cùng nhau ra tay. Lăng Thanh Tuyệt quát lớn, chỉ nháy mắt đã có 5 tôn cấp bị tàn sát, nhiều người hơn nữa cũng sẽ chết vô ích. Còn lại 4 tôn cấp đang định tránh né, nghe được mệnh lệnh của Lăng Thanh Tuyệt hơi chút do dự, 4 người chợt cắn răng lấy ra linh khí, 4 lực công kích khủng bố đồng thời đánh ra. Lực công kích khủng bố gào thét lao tới, không gian bị đánh nát, khe không gian rậm rạp xuất hiện. Thật mạnh! Mọi người hít sâu một hơi. Vậy cùng nhau giải quyết. Lục Lâm Thiên lập tức kết xuất thủ ấn. Ông ông! Thanh quang lan tràn, giống như điện mang lưu chuyển, xung quanh đột nhiên hiện lên đạo quang quyển tối đen lan tràn khắp 4 phía. Ca ca! Chỉ trong nháy mắt 4 lực công kích khủng bố đã tới, lực lượng mạnh mẽ làm không gian không chịu nổi áp lực phát ra tiếng vỡ tan răng rắc. Thần vũ diệt không! Lục Lâm Thiên quát lớn một tiếng, tâm thần vừa động, huyễn ảnh thanh vũ rực mở rộng, hóa thành hơn ngàn thước lớn. Năng lượng dao động dị thường đáng sợ mênh mông mãnh liệt, tiếng nổ vang ầm ầm như sấm sét. Hiu hiu hiu. Cánh chim khổng lồ hơn ngàn thước mang theo khí tức cổ xưa bay về Upsilon Tê ra, tầng tầng cánh chim phá không, mang theo uy áp kinh người sắc bén bay về phía trước. Hai bên công kích cùng lúc va chạm lẫn nhau. Suy. Không gian đông cứng lại, 5 cỗ lực lượng va chạm lẫn nhau, bắt đầu giằng co. 5 đạo công kích đều bị vỡ áp thành hình cung. Cự lực khủng bố hung hăng áp chế biến dạng gấp khúc, chỉ trong nháy mắt không gian phá nát, kinh khí phong bạo tràn ra, không trung chấn vỡ, thổi quét tứ tán. Phanh phanh, vài cỗ lực lượng ầm ầm đụng vào nhau, không trung run rẩy lên, năng lượng kinh khí phong bạo khủng bố giống như sóng thần thổi quét trên không trung, quang mang bộc phát chói mắt, khe không gian xé mở thật lớn hình thành động sâu, lộ ra vẻ tối đen làm người sợ hãi. Không gian hỗn loạn lập tức vây quanh 2 vũ tôn cùng 2 linh tôn ngũ trọng kín kẽ. Suy! Vào thời khắc này cự lực khủng bố xen lẫn linh hồn công kích tràn về phía Lục Lâm Thiên, kinh khí khủng bố nương theo sau linh hồn lực thổi quét làm thân hình Lục Lâm Thiên nháy mắt bị không gian vỡ nát bao phủ. Giữa thiên không chỉ còn nhìn thấy được không gian bị phá nát, hình thành ma cô vân dâng lên tận trời cao, lộ ra không gian động sâu tối đen âm u. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng rét lạnh. Khí thế khủng bố như vậy thật sự làm người ta kinh hãi. Lăng Thanh Tuyệt nhìn thấy Lục Lâm Thiên ra tay, sắc mặt run lên, không biết trong lòng đang nghĩ gì, thân hình thỉnh thoảng thoáng run rẩy.